Dục đế, từ đầu tới đuôi, ngươi đều bị ta nắm mũi dẫn đi, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng từ đâu tới kiêu ngạo, còn dám đánh giá thấp ta đối thủ này. Đông Dương Dục Tâm, đều bị hắn câu nói này xé rách. Huỳnh Hòa nói không sai, ngạo mạn để hắn bỏ ra đại giới. Theo Trạm Lam Hải Ngục đến Tam Thiên Tinh Vực, lại đến Huỳnh Hòa đi ngăn chặn sự trợ giúp của hắn, hắn toàn bộ hành trình bị động. Đông Dương Dục gặp, là lớn nhất từ trước tới nay đả kích. Hắn thật nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn sẽ bị một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, bức bách đến loại này tuyệt vọng trình độ, cộng sinh thú trực tiếp chết hai đầu. Lý Thiên Mệnh. Phẫn nộ bên trong, hắn nộ hống một tiếng, thanh âm nhấc lên sóng lớn, ở tại trước mắt, tạo thành mảng lớn không có nước khu vực. Theo ta ra ngoài, ta cùng ngươi chậm rãi chơi, ta muốn tại tất cả cửu minh nhất tộc trước mặt, đưa ngươi Dục Đế lên đường. Lý Thiên Mệnh phóng lên tận trời, bên người hai đầu cộng sinh thú, theo sông ra Trạm Lam Hải Ngục. Hắn Tam Thiên Tinh Vực, trực tiếp kéo lấy hai đầu huyết dực viêm ma cửu anh thi thể, đi tới Trạm Lam Hải Ngục bên ngoài trên chiến trường. Oanh! Lý Thiên Mệnh đem cái này hai đầu thi thể, trực tiếp ném lên ngàn mét không trung. Lớn như vậy cổ thánh thú, trên chiến trường rất nhiều người đều có thể trông thấy. Đó là cái gì? Tựa như là cửu điện hạ cộng sinh thú. Cái gì? Rất nhiều người trực tiếp nghẹn ngào gào lên. Ầm. Hai đầu cự thú thi thể, đập xuống đất, nổ lên vô số máu tươi, vẩy ra bốn phía. Lý Thiên Mệnh, đang đứng tại cái này hai đầu cự thú trung gian. Cái kia vẩy ra máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân hắn, cái này khiến hắn biến đến, càng giống là theo trong địa ngục, đi ra ma quỷ. Một cái hỏa diễm phượng hoàng, rơi vào trên vai của hắn, một cái màu đen mèo con, phục phục ở tại dưới chân. Còn có một đầu gánh vác đồi núi hai đầu thần long, theo Trạm Lam Hải Ngục bên trong bò lên đi ra. Cái này một cái hình ảnh đánh vào thị giác lực, để thập phương đạo cung chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, làm trên cổ hoàng tộc, hít một hơi lãnh khí. Đông Dương Dục chết trận hai đầu cộng sinh thú. Đông Dương Dục không địch lại Lý Thiên Mệnh. Trong lúc nhất thời, cuồng nhiệt tin vui, truyền khắp chiến trường, thất tinh quân đoàn đại hống đại khiếu, như bị điên. Bọn họ vốn là sĩ khí tràn đầy. Giờ khắc này càng là kéo lên đỉnh phong. Càn đế không tại thần đô, hôm nay, diệt tuyệt hắn cửu minh nhất tộc. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ. Hắn biết, đỉnh phong chiến trường thắng bại, đối một trận một triệu cấp bậc đại chiến, có lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu là hắn bị Đông Dương Dục tù binh, thập phương đạo cung tuyệt đối sĩ khí giảm lớn. Oanh! Đúng vào lúc này, Đông Dương Dục đã theo nước bên trong lao ra, hắn không nói hai lời. Trực tiếp thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Chết! Hắn đã đẫm máu, điên cuồng, không thèm đếm xỉa hết thảy. Ở bên cạnh hắn, cái kia duy nhất máu me đầy đầu cánh viêm ma cửu anh vừa lao ra, liền bị Lam Hoang đập đụng bay ra ngoài. Nó vừa mới đứng lên, Huỳnh Hỏa thì giết tới trước mắt của nó, bất diệt kiếm khí bạo phát, toàn bộ hướng về con mắt của nó bắt chuyện mà đi. Càng làm cho nó tuyệt vọng là, Miêu Miêu từ trên trời giáng xuống, dẫn động vô số lôi đình. Ầm vang đập vào trên người của nó. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Đông Dương Dục tự nhiên sẽ hiểu, tại tiếp tục như vậy, hắn ba đầu cộng sinh thú, đều phải chết quang. Hy vọng duy nhất của hắn, ở chỗ trước chém giết Lý Thiên Mệnh, chí ít bên này, bọn họ là đơn đả độc đấu a. Đáng tiếc hắn sai. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh bên người, còn có Khương Phi Linh. Thời gian tràng, thiên chi dực, không gian tường. Những thủ đoạn này, để Lý Thiên Mệnh có càng siêu tuyệt tốc độ, thậm chí có thể ngăn chặn kiếm của đối phương thế. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, Đông Dương Dục hai mắt đẫm máu và nước mắt, hắn não tử đã bị lửa giận khống chế. Hắn cho đến nay, vẫn không tiếp thụ được, cái này để hắn tuyệt vọng sự thật. Đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Hắn một người một kiếm, không sợ trùng phong, giống như là thấy chết không sờn dũng sĩ, xông về cái này đã từng nguy nga bóng người. Đã từng, hắn là cao cao tại thượng Dục Đế. Mà bây giờ, hắn là Lý Thiên Mệnh trong tay con mồi. Cung chủ, ngươi nhất định muốn an tâm, ta nhận ngươi ân đức, thụ ngươi chiếu cố, hôm nay, đến ta báo đáp ngươi thời điểm. Hắn sẽ không quên, lần thứ nhất gặp mặt, nàng đưa chính mình tam đại cổ chi thần nguyên, để Huỳnh Hỏa điểm sao, trực tiếp đứng vào thần đô trước ba. Thậm chí còn chỉ dẫn chính mình, tu luyện bất diệt kiếm thể, đem kiếm khí chỉ đưa cho mình. Hắn càng sẽ không quên cái, nàng mang theo hừng hực mà không cam lòng ánh mắt, nhìn lấy cộng sinh thú chiến tử, mà nàng chỉ có thể, quỳ rạp xuống cản đế dưới chân.
Đông Dương Dục. Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, tại lúc này đã tới đỉnh phong. Hắn tại vô hình ở giữa, cảm nhận được cái này sụp đổ thần đô, có vô số oan hồn, đứng ở sau lưng chính mình. Chí ít có 100 tỷ. Bọn họ vẫn nắm giữ chúng sinh thiên ý, dù là rất rất nhỏ, dù là chỉ là sau cùng một tia tâm nguyện, thế nhưng là giờ khắc này, lại hội tụ tại Lý Thiên Mệnh trên thân, hội tụ tại trên kiếm của hắn. Các ngươi cửu minh nhất tộc phạm vào tội, phải dùng con cháu diệt tuyệt đến hoàn lại. Hôm nay, ta muốn ngươi dùng huyết làm dẫn, diệt ngươi cửu minh thiên thu vạn đại. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác, chính mình cường đại đến trình độ như vậy. Có lẽ, đây chính là những cái kia, chết tại luân hồi kính diện phía trên người, ban cho mình lực lượng. Hắn chỉ là đem hết thảy tất cả, quán thâu tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Thần tiêu kiếm thứ tư. Tám thiên kiếp kiếm. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Ba kiếm hợp nhất, một kiếm ra, phong vân biến sắc, như trên thần hàng lâm. Ở trước mặt hắn, Đông Dương Dục hoàn toàn không tin tà, hắn trực tiếp giết ra liên tục ba kiếm. Cửu Hải U Minh kiếm quyết hỏa minh kiếm, Bắc Minh kiếm, U Minh kiếm. Đồng dạng là ba kiếm, nhưng hắn là làm tam trọng, nhất hoàn đập nhất hoàn, một đợt so một đợt cường. Làm ngươi xuân thu đại mộng, Đông Dương Dục giữ tợn gào thét. Ao ao. Kiếm khí quyết đấu, đưa tới không khí rít lên, càng đưa tới vô số người nhìn tới. Bọn họ bất ngờ nhìn đến, thiếu niên tóc trắng kia, anh dũng không sợ, như là thiêu thân lao vào lửa, xông về nguy nga núi to một dạng Đông Dương Dục. Làm. Một tiếng chói tai binh khí ma sát, bao phủ chiến trường. Ầm ầm. Kiếm khí đâm xuyên, kết giới uy lực bạo phát, một kiếm xuyên thấu. Phốc phốc. 8.000 đạo kiếm khí xuyên qua, Đông Dương Dục ở ngực, trực tiếp nổ ra một cái lỗ máu. Tại trước mắt hắn, thiếu niên tóc trắng kia một tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm, đâm xuyên qua thân thể của hắn, một cái khác hắc ám cánh tay, thì bắt lấy Xí Hỏa Huyết Minh kiếm. Hắn trừng to mắt, hô hấp khó khăn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi, ngươi, hắn vừa nói chuyện, một bên thổ huyết. Lý Thiên Mệnh đoạt lấy hắn Xí Hỏa Huyết Minh kiếm, đến tại trên miệng của hắn. Dục đế, không cần nói. Lý Thiên Mệnh nói. Tay của hắn, tại trên chuôi kiếm đẩy. Phốc phốc. Kiếm nhận, trực tiếp xuyên qua. Đông Dương Dục ánh mắt trợn trắng, sau cùng nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, sau đó giang hai tay, ngửa mặt ngã trên mặt đất. 3. Giờ khắc này, chiến trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người trừng to mắt, nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy thiếu niên tóc trắng kia, đem Đông Dương Dục một lần nữa nhấc lên, vung tay ném lên thương thiên, ném ra 10.000 mét không trung, hóa thành một điểm đen. Sau đó, hắn giơ lên Đông Hoàng kiếm, chỉ thiên hống một tiếng. Đông Dương Dục đã bị thương thiên thẩm phán, chết không toàn thây. 3. Vừa mới nói xong, Đông Dương Dục thi thể đập vào dưới chân của hắn, hóa thành một vũng máu, cái xác không hồn. Thập Phương Đạo Cung chiến sĩ trực tiếp điên rồi. Cửu Minh hủy diệt, thiên mệnh sở quy. Lý Thiên Mệnh, ngàn năm bất tử, vạn thọ vô cương. Bọn họ tại cuồng nhiệt bên trong, đem tất cả huyết tinh hai mắt quét về còn lại đối thủ. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Chiến đấu lần nữa bạo phát. Đây là Thập Phương Đạo Cung sĩ khí thời khắc đỉnh cao nhất, cũng là thượng cổ hoàng tộc lớn nhất tuyệt vọng thời khắc. Làm Đông Dương Dục thi thể từ không trung đập xuống tới, biến thành bọt máu thời điểm, hắn chiến đấu chi tâm đều nện thành bọt máu. Thế nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Gặp mặt đây hết thảy, liền Đông Dương Lăng đều run rẩy. Hắn bỗng nhiên dùng mình, nhìn lại, Lý Thiên Mệnh thì đứng ở sau lưng hắn, Đông Hoàng kiếm đã chỉ hướng hắn. Mà trước mắt hắn, còn có Bạch Mặc cùng Đế Tinh Bạch Xí Hổ. Đông Dương Lăng đã tuyệt vọng, hắn biết, thế cục bây giờ là, cả cổ hoàng tộc cũng có thể bị đồ diệt. Cái này, cũng là ý chí bạo phát chiến đấu lực. Hôm nay, thượng cổ hoàng tộc ý chí, bị chúng sinh ý chí nghiền ép. Ngươi, ngươi là ma quỷ sao? Đông Dương Lăng thanh âm, đã đang run rẩy. Không. Lý Thiên Mệnh đi hướng hắn. Trên mặt của hắn, mắt trái hừng hực mặt trời, là vì uy nghiêm bá đạo, thống ngự thiên hạ. Mắt phải âm u ma nhật, là vì đế hoàng giận dữ, thây nằm một triệu. Hắn nói, ta, là thiên mệnh. Thiên mệnh, chính là thượng thiên chi mệnh, thương thiên ý chí. Buồn cười là, thiên mệnh công chúa, là càn đế tự mình sở phong. Cho đến nay, bọn họ đều không làm rõ ràng,
chết đi hơn 40 năm thiên mệnh công chúa Khương Linh Tịnh, cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa, có quan hệ gì? Nhưng, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, cùng Bạch Mặc cùng một chỗ, vây giết Đông Dương Lăng. Điện Vương, ngươi làm thịt hắn cộng sinh thú là đủ. Lý Thiên Mệnh nói, Thành, ngươi thống khoái giết hại đi. Cung chủ nàng tuy nhiên ngủ thiếp đi, nhưng nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Bạch Mặc ngóng nhìn cặp mắt của hắn, đã kinh tâm động phách. Một cái ngoài ý muốn xâm nhập thần đô thiếu niên, một năm về sau, đứng ở thần đô đỉnh phong, cái này không chỉ là kỳ tích, càng là một trận số mệnh. Đông Dương Lăng nắm giữ hai đầu cộng sinh thú, bọn họ ngược lại là nghĩ canh giữ ở Đông Dương Lăng bên người, nhưng, cái này cần Liếc Mặc có để hay không cho. Ầm ầm, Bạch Mặc quả quyết xuất thủ, lại thêm Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang chi viện đế tinh Bạch Xí Hổ, chỉ ở trong chớp mắt, Đông Dương Lăng bên người, liền bị càn quét sạch sẽ. Ánh mắt của hắn đau thương, nhìn lấy cái kia tóc trắng phấn khởi thiếu niên. Lý Thiên Mệnh hai bên trên bờ vai, một cái màu sắc rực rỡ hỏa diễm phượng hoàng, một cái màu đen lôi đình quấn quanh mèo con, đang hung hung hãn nhìn lấy hắn. Đông Dương Lăng xoay người chạy, liền cộng sinh thú, đều không để ý tới. Không đánh mà chạy, cửu điện hạ, người có thể mất hết cửu minh nhất tộc mặt mũi. Vẫn là nói, các người cái gọi là thượng cổ hoàng tộc ý chí, trên thực tế, không chịu nổi một kích. Đã từng Khương Thừa Phong cho Lý Thiên Mệnh biểu diễn quá thượng cổ hoàng tộc ý chí, nhưng là hiện tại, đường đường cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, lại dùng hành vi của mình, giày xéo bọn họ cái gọi là cướp bóc ý chí. Khương Phi Linh thời gian tràng, mở rộng tại Đông Dương Lăng trên thân, Lý Thiên Mệnh chấn động thiên chi dực, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, thì đuổi kịp Đông Dương Lăng. Ông, Huỳnh Hỏa Lục Đạo Hỏa Liên, cùng Miêu Miêu Hồn Thiên Điện Ngục, đồng thời bộc phát ra. Hỏa diễm cùng lôi đình kích đụng, trong nháy mắt nổ tung, đánh vào Đông Dương Lăng trên lưng. Đông Dương Lăng chỉ có thể quay đầu lại ngăn cản. Ngươi chết! 8.000 bất diệt kiếm khí hội tụ, đế vực kiếm hoàng kết giới bạo phát. Một kiếm này uy lực, mặc dù không hơn một kiếm mạnh như vậy, nhưng lại có Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, đồng thời trợ trận. Giết! Huỳnh đệ ba người, một trước một trái một phải, vây công mà đi. Huỳnh Hỏa bên trái 4.000 nói hỏa diễm kiếm khí, phủ đầu giết tới, 4.000 nói hỏa diễm kiếm khí, hội tụ thành vì xích viêm hoàng kiếm, lấy luyện ngục hỏa ảnh thi triển, biến hóa thất thường. Miêu Miêu lấy cửu trọng hỗn độn lôi giới ra tốc, 9981 nói hỗn độn thiên kiếp, toàn bộ đánh về phía Đông Dương Lăng đỉnh đầu. Nó trên không trung như lôi đình một dạng chạy, như là thiểm điện phong bạo, trong nháy mắt giết tới Đông Dương Lăng bên cạnh thân, Đông Dương Lăng thân thủ chặn lại, lại bị Miêu Miêu dùng vạn ma độc nha cắn trúng, ba ngón tay đều bị cắn xuống tới. Kéo, hắn hít một hơi lãnh khí. Tại cái này vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể lấy kiếm trước phá Huỳnh Hỏa công kích. Hắn thân thể cao tốc tránh né hỗn độn thiên kiếp. Đáng tiếc, hỗn độn thiên kiếp bạo phát quá hung mãnh, hắn liên tục mấy lần bị bổ trúng, huyết nhục đều đã cháy đen. Lại thêm chúng vạn ma độc, huyết nhục ăn mòn, tràn ngập nguy hiểm. Hắn vốn là không bằng Đông Dương Dục Cương Liệt, bây giờ nhìn thấy thượng cổ hoàng tộc tận thế, càng là nội tâm sụp đổ, chiến lực đại tổn mất. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể ngăn cản Huỳnh Hỏa 4.000 nói bất diệt kiếm khí. Lại bị Lý Thiên Mệnh phủ đầu đánh tới thần tiêu kiếm thứ tư, trực tiếp chìm ngập. Phốc phốc, kiếm khí càn quét mà qua, máu tươi vẩy ra. A, à, tại Đông Dương Lăng trừng to mắt, lâm vào trong tuyệt vọng thời điểm, Lý Thiên Mệnh một kiếm quét ngang. Phốc, kiếm ảnh lấp lóe, Đông Dương Lăng thủ cấp, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trong tay. Ầm, Đông Dương Lăng phá nát thi thể, đầu tiên là mềm mại quỳ gối Lý Thiên Mệnh trước mắt, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Thấy không? Lý Thiên Mệnh dẫn theo Đông Dương Lăng thủ cấp, giơ lên rất cao, hắn đem Đông Dương Lăng trường kiếm cắm trên mặt đất, đem thủ cấp treo ở phía trên. Toàn trường lại lần nữa tĩnh mịch. Quyết đấu Đông Dương Dục thời điểm, hắn còn không có oanh động thần đô, mà lần này quyết đấu, rất nhiều hơn cổ hoàng tộc, đều tại tuyệt vọng quan chiến. Bọn họ đem hết thảy, đều nhìn thấy rõ ràng, nhìn đến Đông Dương Lăng tuyệt vọng chạy trốn, nhìn đến Lý Thiên Mệnh nghiền ép chém giết. Đông Dương Lăng đã lấy cái chết chuộc tội. Tiếp đó, đến phiên các ngươi cửu minh nhất tộc tất cả mọi người. Lý Thiên Mệnh thanh âm, bao phủ thần đô. Đối với thượng cổ hoàng tộc bộ hạ tới nói, đây là họa vô đơn chí tin tức. Bọn họ nơi này, lại không người chủ trì. Tối cường giả chỉ có thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, làm sao đầy đủ nhìn. Truyền ta hiệu lệnh, dạ nhất thanh âm,
Vào lúc này, kích tình mênh mông vang lên. Không phải cửu minh nhất tộc, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Cái này mang ý nghĩa, cổ thị tộc, võ thánh phủ, linh lung các cùng chín đại cảnh vực tông môn thế lực, đều có thể lựa chọn đầu hàng, có thể miễn trừ vừa chết. Số người của bọn họ, chiếm cứ thượng cổ hoàng tộc quân đoàn 3/5. Cái này khiến rất nhiều sụp đổ người, trực tiếp thấy được hy vọng. Đến mức cửu minh nhất tộc, toàn bộ phải chết. Chu diệt cửu minh nhất tộc, lại cho những người khác đường sống, dạng này hai mặt an bài, càng gia tốc hơn thượng cổ hoàng tộc quân đoàn sụp đổ. Rất nhiều người đều lựa chọn đầu hàng, bỏ đi chiến giáp, thậm chí trợ giúp đạo cung chiến sĩ, phản sát thượng cổ hoàng tộc. Thượng cổ hoàng tộc quân đoàn, triệt triệt để sụp đổ. Bọn họ đã tứ phân ngũ liệt. Ta đầu hàng, ta là kỳ lân cổ tộc, ta đầu hàng. Ta là phong vân tông người, chúng ta bị Đông Dương Lăng bức hiếp, mới đi đến thần đô, chúng ta vô tội, chúng ta đầu hàng. Ta chỉ là linh lung các phụ trách phân đà, ta cũng đầu hàng, chúng ta linh lung các, đã không ai làm chủ, chúng ta nguyện ý nhập vào thập phương đạo cung. Tại trong tuyệt vọng, nghe được đầu hàng không giết bốn chữ này, thực sự quá có tác dụng. Bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, hiện tại thượng cổ hoàng tộc người nào ngoi đầu lên người nào chết trước, không ai trưởng khống quân đoàn, cũng là tứ phân ngũ liệt con ruồi không đầu. Lại thêm, dã nhất trên bầu trời chuẩn xác bố cục, vây quanh chặn giết, trận này thế kỷ đại chiến thắng bại, đã không có lo lắng. Thượng cổ hoàng tộc, triệt để xong đời. Rất nhiều người bi thương rơi lệ. Sai, về sau chỉ có thể gọi là cửu minh nhất tộc. Đều liều chết dạng này. Càn đế sau khi trở về, coi như hắn mạnh như thượng thần, con cháu hậu bối đều bị đồ giết sạch, hắn đều 300 tuổi, còn có thể lại sinh bao nhiêu. Dù là càn đế giết sạch đạo cung cường giả, hoàng tộc hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt sự thật, đã không thể cải biến. Đây quả thật là, thiên mệnh sở quy, ai có thể nghĩ tới, thiếu niên này, vậy mà có thể làm đến bước này. Thời thế tạo anh hùng a. Trên chiến trường khắp nơi đều đang vang vọng, Lý Thiên Mệnh, tên thời điểm. Hắn tay cầm tam thiên tinh vực, còn tại giết địch. Ngoại trừ Lam Hoang có chút thương thế, về tới cộng sinh không gian nghỉ ngơi, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu còn nương theo tại bên cạnh hắn. Bọn họ chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe, tam thiên tinh vực tinh quang thiểm nhấp nháy, nhất sát cũng là một nhóm lớn. Đều lúc này thời điểm, không để xuống binh khí nhấc tay đầu hàng, đều là địch nhân, căn bản không dùng phân biệt. Phốc phốc phốc, tam thiên tinh vực. Theo nguyên một đám thượng cổ hoàng tộc ở ngực xuyên qua. Trên chiến trường, một cái thanh niên áo trắng, ngay tại mờ mịt bôn tẩu. Hắn thỉnh thoảng quay đầu, nhìn lấy cái kia đại sát tứ phương thiếu niên tóc trắng, hai chân của hắn dừng không ngừng run rẩy, càng sụp đổ chính là nội tâm. Nội tâm của hắn, đã bị chua xót lấp đầy. Vì cái gì, vì sao lại dạng này, ta chối bỏ hết thảy, ở trước mặt hắn, lại thành con kiến hôi, mà hắn như sao chổi giống như quật khởi. Kinh diễm thế gian. Trong mắt của hắn, ào 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 chảy xuống nước mắt. Lang Nhi, ta thật sai lầm rồi sao? Vì ngươi, ta đi lên một con đường không có lối về a. Hắn cổ họng nóng lên, cả người như là cái xác không hồn. Hắn cộng sinh thú vừa tiến hóa thành vì cổ thánh thú, cũng đã chiến tử, hắn hiện tại, trong mắt chỉ có cái kia ác mộng một dạng thiếu niên. Bỗng nhiên, thân bên trên truyền đến thổi phù một tiếng. Hắn vô cùng ngốc trệ, cúi đầu xem xét, một đạo tinh quang xiềng xích, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Hắn cùng còn lại mấy trăm người cùng một chỗ, bị trong nháy mắt đâm xuyên, liền gào thảm cơ hội đều không có. Ây! Quân Niệm thương thống khổ phát hiện, chết như vậy quá hèn mọn, Lý Thiên Mệnh thậm chí cũng không thấy hắn a. Đã từng, mình có thể nghiền ép hắn, ngày hôm nay lại bị chết như thế hèn mọn, đây mới là lớn nhất châm chọc. Có lẽ... Đây là thượng thiên cho ta trừng phạt. Ta thật xin lỗi Đông Hoàng cảnh ngàn vạn người, ta sai rồi. Xiềng xích quất ra ngoài thời điểm, hắn quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Quân Niệm thương. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. Quân Niệm thương thống khổ ngẩng đầu, tính mạng của hắn tại tan biến, để hắn cảm giác may mắn là, hắn vậy mà tại thời khắc cuối cùng, thấy được hắn. Lý Thiên Mệnh, ánh mắt của hắn tán loạn. Ngươi không phải đạo cung đệ tử sao? Tại sao muốn thêm vào thượng cổ hoàng tộc? Ta không nghĩ tới sẽ giết ngươi. Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực nói. Ta. Hắn bắt lấy Lý Thiên Mệnh trên tay, giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Là ta cho bệ hạ đề nghị, để hắn dùng thương sinh đối phó đạo cung,
bọn họ mau đưa dân chúng vô tội, bắt đến thần đô. Quân Niệm Thương thống khổ nói. À, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi có thể chết rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi, ta đều cứu được. Thật sao? Quân Niệm Thương ánh mắt tán loạn ở giữa, bỗng nhiên nở một nụ cười, hắn giải thoát rồi. Cảm ơn ngươi. Ba. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng ra Lý Thiên Mệnh ngón tay, mềm ngã trên mặt đất. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh vượt qua hắn, tiếp tục đổ sát. Đảo mắt đã là hoàng hôn. Trời chiều quang mang, như cùng ở tại mặt đất, hiện lên một tầng màu cam bột phấn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần đô bao phủ tại hoàng hôn bên trong. Mặc kệ là máu tươi vẫn là thi hài, tại dáng chiều chiếu rọi phía dưới, đều tại tỏa ra sáng bóng trong suốt. Tại cái kia thần đô chính giữa, Lý Thiên Mệnh dẫm tại cửu minh nhất tộc núi thây biển máu phía trên, nắm Khương Phi Linh tay, nhìn hướng chân trời trời chiều. Kết thúc, lập tức trời tối. Khương Phi Linh nói, Lý Thiên Mệnh từ phía sau nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, đoạn thời gian này giết hại quá nhiều, liền nàng đều chết lặng. Trời chiều lộng lẫy, nhiễm tại sợi tóc của nàng cùng bên mặt phía trên. Linh Nhi, ngày mai, mặt trời sẽ còn như thường lệ dâng lên. Bất quá, này sẽ là mới mặt trời. Một trường giết chóc, kéo dài đến 3 canh giờ. Thần đô đao quang kiếm ảnh cùng cự thú gào rú, một mực tiếp tục đến màn đêm buông xuống. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, chính mình chém giết bao nhiêu thượng cổ hoàng tộc. Lần này, thập phương đạo cung rốt cục tàn nhẫn lên, tại cha con bọn họ dẫn dắt phía dưới, mục tiêu của bọn hắn, cũng là đem cửu minh nhất tộc, truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Chỉ có truyền thừa đoạn tuyệt, ý chí mới có thể ma diệt, coi như lưu lại càn đế cái này thần quốc đệ nhất cường giả, hắn căn cơ cũng đã trống không. Càn đế coi như giết sạch thập phương đạo cung, thần quốc cương vực, cũng sẽ không còn có cường thịnh thượng cổ hoàng tộc. Màn đêm buông xuống thời điểm, thần đô lại lần nữa rơi ra mưa to, thần đô thủy hệ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đem phế tích bên trong, vô số cỗ thi thể, cuốn vào biển cả bên trong. Lý Thiên Mệnh bay trên trời chỉ mà qua, cúi đầu xem xét, bão mưa rơi thần đô, thoạt nhìn như là một cái biển máu. Vô số thi hài, tại thủy thượng phiêu phù. Bạch Mặc cùng Dạ Nhất đứng ở một tòa tháp cao phía trên, đồng dạng nhìn lấy cái này một tòa huyết thành. Trên thân hai người đều tràn đầy vết máu, thoáng có chút mỏi mệt. Sau khi chiến tranh kết thúc, tránh thức lâm vào cuồng hỉ bên trong đích xác rất ít người. Dạng này một trận đủ để tái nhập sử sách đại chiến, không có người nhẹ nhõm. Điện chủ, điện vương, Lý Thiên Mệnh đi tới bên cạnh bọn họ. Thiên Mệnh, Dạ Nhất vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thống kê sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hàng quân có 400.000, đều là, không phải cửu minh nhất tộc người. Trước mắt ngay tại sàng lọc, nhưng phàm là cửu minh nhất tộc tâm phúc, trên cơ bản đều muốn chảm. Những người còn lại, có thể lưu lại. Bạch Mặc nói. Cửu minh nhất tộc đâu? Bị chết không sai biệt lắm, bất quá, vẫn có người chạy trốn xuất thần đều, tối thiểu có 100.000 đi. Bất quá, đều là tôm tép nhỏ bé, không thành tài được. Chí ít Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục một mạch, trên cơ bản bị thanh trừ sạch sẽ. Bạch Mặc nói. Nói cách khác, thế gian lại không cửu minh nhất tộc. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nhìn về phía cái này mưa to bên trong thần đô. Đây mới thực là địa ngục, hắn không cách nào đem nơi này, cùng yên hỏa tiết cái kia phồn hoa thần đô, liên tưởng cùng một chỗ. Thần đô trước kia rất nhiều bách tính, đều là cửu minh nhất tộc, bất quá trên cơ bản đều là chi thứ, mà lại không đến thánh chi cảnh giới. Cửu minh nội chiến thời điểm, những người này đã chạy ra thần đô. Bọn họ đại đa số, liền cửu anh, tưởng liễu cộng sinh thú đều không có. Người nói đúng, cái này thì tương đương với, thế gian lại không cửu minh nhất tộc. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Người sẽ cảm thấy chúng ta quá tàn nhẫn, thân thủ sáng tạo ra địa ngục nhân gian này sao? Dạ Nhất hỏi. Sẽ không, bọn họ tạo nên địa ngục càng nhiều, chúng ta đoạn tuyệt bộ tộc này, mới có thiên hạ thái bình. Bình thường sinh mệnh, mới có thể có được cơ bản tôn nghiêm. Chúng ta làm được không sai. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Người nói đúng, diệt tộc rất tàn nhẫn, nhưng diệt tội nghiệt nhất tộc, khắp trốn mừng vui. Dạ Nhất bĩu môi nói. Thập phương đạo cung ẩn nhẫn vài vạn năm, mới có hôm nay sống mái một trận chiến. Nếu là lúc này thời điểm, không có kiên định ý chí, căn bản thật xin lỗi cái này vài vạn năm đến, đạo cung bị cửu minh nhất tộc giết hại mà chết tiên liệt. Dạ Nhất huynh trưởng, chết bởi càn đế trong tay, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thì còn lại một cái càn đế,
hắn so hôm nay chiến tử, 400.000 thượng cổ hoàng tộc còn khó hơn đối phó, đúng không? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Đúng, cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai, tăng thêm luân hồi kính diệt, ngoại trừ ngươi nghĩa phụ, người nào đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Chí ít ta cùng Bạch Mặc dám đi tới, chỉ có thể làm pháo hôi. Dạ Nhất nói. Chỉ cần Càn Đế không chết, thập phương đạo cung cùng cửu minh nhất tộc chiến tranh, không coi là kết thúc, hôm nay chúng ta tính toán đại hoạch toàn thắng, nhưng là Càn Đế tồn tại, vẫn làm cho chúng ta như có gai ở sau lưng, căn bản không có cách, trọng kiến thiên hạ. Bạch Mặc giận dữ nói. Lúc này thời điểm, Lý Vô Địch đem sau cùng thượng cổ hoàng tộc, thanh tẩy, sạch sẽ, vừa mới tới, hắn thì ngồi dưới đất, nói, mệt chết lão tử, đám này cháu trai thật có thể sinh a, giết đều giết không sạch sẽ. Bao nhiêu? Dạ Nhất hỏi. Ta chỉ ít xử lý 110.000, Lý Vô Địch nói. Lợi hại, Dạ Nhất tán thán nói. Không có chuyện, ta chính là đao phủ, ác đồ kia để ta tới làm, thập phương đạo cung là thánh địa, những thứ này máu tanh thủ đoạn, toàn tính toán trên đầu ta, ta chính là ác đồ xuất thân, ta không sợ người nghị luận. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Nghĩa phụ, người muốn đoạt công lao, cái này cũng không có môn, hôm nay lớn nhất công thần là ta. Ngươi nhiều lắm là tính toán giết cửu minh nhất tộc thân thể, ta giết linh hồn của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi thì thổi a. Lý Vô Địch trừng mắt liếc hắn một cái, đứng lên, đối Bạch Mặc cùng Dạ Nhất nói. Hai vị, Càn Đế trở về tốc độ tăng tốc, các ngươi còn có 6 ngày thời gian, xử lý một trận chiến này chiến quả. Lần này tuy nhiên thắng, nhưng Càn Đế tuyệt đối càng điên cuồng hơn. Nếu là hắn trở về, chúng ta vẫn là đến trở lại thập phương trấn ma kết giới đi. Một người cũng không thể tổn thất. Tránh tới khi nào? Dạ Nhất hỏi. Hôm nay giết địch, để cho ta chợt có đốn ngộ, ta muốn bế quan xông vào cổ chi thánh cảnh, tại ta thành công trước đó, chúng ta lại làm một lần cháu trai. Lý Vô Địch nói. Tốt, về sau hết thảy nghe ngươi. Dạ Nhất nói. Thành, trách nhiệm này, ta khiêng. Lý Vô Địch hào tức giận nói. Vô Địch, ngươi là chân hán tử, ta phục ngươi. Chúng ta nhất định muốn cùng một chỗ, vượt qua cái này sau cùng một kiếp. Đến lúc đó, ngươi chính là khai quốc đế hoàng. Bạch Mặc ánh mắt nóng rực nói. Càn Đế bất tử, loại lời này nói không có ý nghĩa. Đi trước, Lý Vô Địch vội vội vàng vàng, về thập phương đạo cung bế quan đi. Dạ Nhất bọn họ liếc nhau một cái. Ta thích loại này người, dứt khoát, hào khí, thoải mái, suy nghĩ thẳng tắp, tuy là bãi cỏ hoang, nhưng tuyệt đối là hào kiệt. Dạ Nhất nói. Ta đây, Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe lời nói thật. Đương nhiên, ngươi cái quái vật này, cổ chi thần quốc chứa không nổi ngươi. Ngươi chiến trường, là cả tòa Viêm Hoàng Đại Lục, mục tiêu của ngươi, là thiên hạ đệ nhất, là thành thần. Dạ Nhất nói, sẽ có hay không có điểm thổi qua rồi, nghe được có chút run rẩy. Lý Thiên Mệnh cười nói, ha ha. Ngày thứ hai, Kỳ Lân cổ tộc, Tông Phủ Thành. Lý Thiên Mệnh độc thân theo cửa đi tới. Nơi này, đã bị thập phương đạo cung khống chế. Làm hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, vô số người quăng tới run rẩy ánh mắt. Rất nhiều năm người tuổi trẻ, tại nhiên hồn kết giới phía trên giao thủ với hắn qua, đã từng còn có quyết đấu cơ hội, mà bây giờ, bọn họ chỉ dám quỳ trên mặt đất run rẩy. Trong đó, thì có Tần Phong, Tần Nguyên, Tần Đỉnh, vân vân. Lý Thiên Mệnh đi qua địa phương, hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Mệnh, Mặc Phú Thái Thượng là duy nhất sống sót Thái Thượng trưởng lão, nàng nước mắt tuôn đầy mặt. Mang theo tất cả Kỳ Lân cổ tộc, quỳ trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh dừng bước, hắn vốn không muốn làm cái gì, nhưng là, có mấy lời, lại không thể không nói. Hắn triển lộ ra nụ cười, mặt hướng cái này Kỳ Lân cổ tộc tất cả người sống sót. Bọn họ, hoặc là hàng quân, hoặc là người già trẻ em. Chư vị có thể từng nhớ đến, ta từng tại cái này tế đàn phía trên, bị các ngươi tất cả mọi người, mắng vì tội tử, nếu là không có thập phương đạo cung bảo hộ ta. Ta đã sớm để cho các ngươi, tháo thành tám khối. Dập đầu đi. Mặc Phú Thái Thượng hô một tiếng, nàng tự mình đi đầu, để tất cả Kỳ Lân cổ tộc cho Lý Thiên Mệnh dập đầu. Nàng biết, bọn họ đã từng rất quá đáng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có lý do, trả thù bọn họ. Phanh phanh phanh. Vô số người chỉ dám dập đầu. Không cần dạng này, ta không cho rằng, ta và các ngươi có quan hệ gì. Ta ở đây chỉ muốn nói cho các ngươi biết. Cửu minh nhất tộc cướp bóc chúng sinh mệnh hồn tu luyện, tội lỗi được thiên chu địa diệt. Phụ thân ta Lý Mộ Dương, hắn không phải thiên cổ tội nhân, hắn chỉ là so các vị đang ngồi, đều lòng mang đại nghĩa, mà không phải như các ngươi như vậy,
nhu nhược như heo. Cái gọi là kỳ lân cổ tộc, không xứng với kỳ lân thánh thú, càng không xứng với cha ta Lý Mộ Dương, ta xem thường các ngươi. Nếu là lúc trước, Lý Thiên Mệnh nói ra câu nói này, bọn họ nhất định không phục, kêu gào. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể bò lồm ngồm, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Bọn họ bảo vệ thượng cổ hoàng tộc, cơ hồ bị đồ giết sạch, Lý Thiên Mệnh chảm giết bọn hắn trong lòng, cao cao tại thượng Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục. Bọn họ, còn có lời gì có thể nói? Cút đi! Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ lân cổ tộc, lúc này mới bò lên, ở trước mặt hắn cúi đầu lùi lại, cho hắn tản ra một cái thông đạo. Tần Định Thiên, ngươi dừng bước, Lý Thiên Mệnh thấy được trong đám người một người trung niên. Tha mạng, Tần Định Thiên tại chỗ quỳ trên mặt đất, nước mắt vẩy tại chỗ. Khẩn trương cái gì, con người của ta tuy nhiên có thù tất báo, nhưng cũng coi như có lý có cứ, theo không quá. Ngươi lúc đó bắt ta tóc, tóm đến rất thoải mái thật sao. Lý Thiên Mệnh đi ra phía trước. Không dám, không dám, Tần Định Thiên sắc mặt trắng bệch. Lý Thiên Mệnh đứng tại trước mắt của hắn, nắm hắn lớn lên bím tóc. Xoẹt, hắn đem roi trong tay, ném ra ngoài. A, à, Tần Định Thiên thống khổ ngã xuống đất, co quắp tại mặt đất. Đối bọn hắn loại tu luyện này người tới nói, loại này ra đầu thương thế không tính là gì. Nhưng ít ra, làm cho kỳ lân cổ tộc tại chỗ tất cả mọi người, nhớ kỹ cả một đời. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh tại cái này vô số run rẩy trong ánh mắt, đi tới Mạc Gia Tông Phủ. Hắn một đường lên núi. Nhị thái gia, ngươi ở đâu? Lý Thiên Mệnh gõ cửa hỏi. Hắn biết, bên trong có người. Lại là ngươi cái này thằng nhãi con. Sau đó không lâu, cửa gỗ kẹt kẹt mở ra, một người mặc quần đùi cùng quần cộc lão đầu, tới liền bóp lại lỗ tai của hắn, hùng hùng hổ hổ nói. Lý Mộ Dương, ngươi cái này tiểu vương bát, có chủ tâm đùa ngươi nhị đại gia có phải hay không? Tối hôm qua vừa trở về một hồi, đại gia vừa muốn tìm ngươi uống rượu, ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta cái này đều tìm ngươi chỉnh một chút một ngày. Lý Thiên Mệnh xuất mồ hôi chán, cái này nhị thái gia, lại làm chính mình xem như Lý Mộ Dương. Nhị đại gia, ta tối hôm qua không có tới a. Lý Thiên Mệnh nói. Không có tới, ngươi tại ta trên cửa phòng ngồi xổm nửa ngày, coi ta mắt mù nhìn không thấy đâu. Đúng, Tịnh Nhi đâu? Lão đầu trừng mắt hỏi. Ta ở chỗ này đây, Khương Phi Linh đành phải đi ra. Cái này cái gì đồ chơi a? Tiểu Dương, người mộng ta đây, cái này khuê nữ ở đâu là Tịnh Nhi, lớn lên đến hoàn toàn không giống a. Tịnh Nhi tối hôm qua còn tại ngươi bên cạnh đâu, người đâu? Người một ngày thì di tình biệt luyến rồi, lão đầu giơ tay lên, liền muốn đánh người. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn đang nghĩ, đêm qua, cha hắn Lý Mộ Dương, có phải thật vậy hay không trở lại qua? Trước đây, hắn nghe Sùng Dương Thái Thượng bọn họ nói. Lý Mộ Dương bên người một mực có một nữ tử, cái kia cũng là Thiên Mệnh công chúa Khương Linh Tịnh sao? Lý Thiên Mệnh tìm khắp nơi một lần, căn bản không ai. Ta tối hôm qua đứng ở chỗ này sao? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Cửa trên mặt đất phía trên, có hai cái dấu chân, rõ ràng đứng yên thật lâu. Không phải vậy ngươi đứng trên trời a? Tiểu Dương, ngươi bản lĩnh thật sự, để ngươi tiến đến vịn nhị đại gia tè dầm, ngươi đều không tiến vào, không biết người đã già. Không tạo nên thân sao. Nhị thái gia tức đến chập mạch rồi. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn, cái kia mặt đất hai cái dấu chân, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, thậm chí thân thủ chạm đến một chút. Bọn họ, tối hôm qua tại Thần Đô. Hôm qua, chính là Lý Thiên Mệnh bọn họ, đột sát cửu minh nhất tộc thời gian. Mặc Phú Thái Thượng, tới gặp ta. Lý Thiên Mệnh đi tới cửa, hướng về phía dưới núi hô một tiếng. Rất nhanh. Mạc Phú Thái Thượng liền đi tới trước mắt của hắn, trên trán nàng có nhỏ xíu mồ hôi, nói rõ nàng thật sợ chết. Ngươi biết luân hồi kết giới định vị chi pháp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có biết một hai, thế nhưng là thử một chút, Mạc Phú nói. Lập tức, Lý Thiên Mệnh đem luân hồi kết giới đem ra. Chờ một lát, khả năng cần một chút thời gian, Mạc Phú Thái Thượng có chút khẩn trương. Nàng và Sùng Dương Thái Thượng khá là thân thiết, học được thôi động luân hồi cảnh giới định vị phương pháp. Phương pháp này không tính phức tạp, nàng một bên sử dụng, còn một bên triển lãm cho Lý Thiên Mệnh nhìn. Ông! Một phút sau, luân hồi kết giới nội bộ, xuất hiện một cái quang ảnh địa đồ, một cái màu trắng điểm, xuất hiện tại cái này quang ảnh trên bản đồ. Nhìn kỹ cái này điểm trắng, mơ hồ tựa như là hai người, nhìn hình thể là một nam một nữ, nhưng là thấy không rõ lắm hình dạng. Chỉ là hai cái này hình thể,
giống như rất quen thuộc. Đây chính là cha ta cùng Thiên Mệnh công chúa. Thế nhưng là, không phải nói bọn họ đã chết rồi sao? Lý Thiên Mệnh não tử loạn cả một đoàn. Thiên Mệnh, vị trí của bọn hắn, giống như tại thần đô bên trong. Mạc Phú Thái Thượng thanh âm khàn khàn nói. Kỳ thật nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, luân hồi kính diện rõ ràng còn tại càn đế trên thân. Thần đô chỗ nào? Cái này nhìn không ra, nếu như bọn họ không muốn ra hiện, rất khó tìm đến bọn họ. Mà lại, ta nghe nói luân hồi kết giới cùng, luân hồi kính diện, kỳ thật cũng không quan hệ, cái này cái gọi là định vị, có thể là một giấc mơ bọt nước. Không đúng. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn lấy cái kia hai cái dấu chân. Hắn biết, hắn nhất định còn tại, nhất định tại một nơi nào đó, chú ý chính mình. Vì cái gì, không trực tiếp đi ra gặp ta? Vì cái gì? Nói thật, đều đến lúc này thời điểm, đến cùng là bởi vì cái gì nỗi niềm khó nói, muốn cùng mình như thế cách ly. Hắn có chút khó chịu. Ngươi đi đi, hắn đối Mạc Vũ nói. Đúng. Mạc Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ rời đi. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy luân hồi kết giới ảm đạm biến mất, ánh mắt đờ đẫn thật lâu. Khương Phi Linh nắm tay của hắn, an ủi vài câu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Linh Nhi, ngươi nói, vì cái gì? Ca ca, hắn tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Một ngày nào đó, hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, để ngươi nghi ngờ hết thảy, tra ra manh mối. Khương Phi Linh nói. Ta tin tưởng. Hắn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía hết thảy chung quanh. Có lẽ, hắn tại một nơi nào đó nhìn ta. Đúng. Vậy ta nhất định muốn biểu hiện được đỡ một ít. Lý Thiên Mệnh nói. Linh Nhi cũng muốn. Lý Thiên Mệnh sờ lên đầu của nàng. Sau đó cùng một chỗ về đến sân vườn bên trong. Nhị thái gia, ta là Tiểu Dương nhi tử, ta cho ngươi đổi một cái chỗ ở, sẽ có rất nhiều người chiếu cố ngươi, có thể sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu Dương nhi tử, lão người ánh mắt sáng lên. Lúc này thời điểm, hắn giống như lại thanh tỉnh. Đúng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Người bên kia, có xinh đẹp lão thái thái sao? Hắn vụng trộm hỏi. Có a, không ít, Lý Thiên Mệnh nói. Ám điện bên kia, có không ít chiến sĩ thân nhân, có thể náo nhiệt. Cái kia tranh thủ thời gian a, cho ngươi nhị thái gia an bài lên a. Được rồi. Lại là một cái hoàng hôn. Một cái lão giả, mờ mịt đi tại thần đô phế tích bên trong, gập ghềnh. Hắn một đôi mắt, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn vươn tay, mờ mịt trong không khí khoa tay. Ta đời đời con cháu đâu, ta hoàng tộc đây. Hắn té lăn trên đất, rơi đầy người đều là bùn đất. Há mồm phun một cái, cũng là một ngụm máu tươi. Nôn. Hắn không ngừng nôn mửa, cả khuôn mặt đã trắng bệch. Kỳ quái, bọn họ đều đi nơi nào? Hắn tại núi thây biển máu bên trong hướng phía trước bò, thần đô vết máu đã khô cạn, nhưng thỉnh thoảng, còn có thể phế tích bên trong, tìm ra mấy cái đầu ngón tay, hoặc là cả một đầu chân. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến phía trước có một thanh kiếm, trên thân kiếm treo một cái đầu người, người kia đầu chính ngơ ngác nhìn hắn. Lão cửu, cha liền nói, các ngươi làm sao đều không thấy, nguyên lai ngươi ở chỗ này, vậy mà cùng ta chơi chơi trốn tìm, nghịch ngợm. Lão giả nở nụ cười, bò tới người kia đầu bên cạnh, đem hái xuống. Hắn cười hắc hắc, hai đầu máu và nước mắt xôn xao mà rơi. Nói cho cha, người nào như thế không hiểu chuyện a, đem đầu ngươi đều đem xuống, cha đi cùng hắn phân rõ phải trái đi. Hắn nói nhỏ nói. Đông Dương lăng ánh mắt. Còn có sâu vô cùng tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Là ai đâu, ngươi ngược lại là nói a. Lão cửu, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy đâu. Ngươi lúc 3 tuổi, cũng còn sợ chó, thì ngươi cái này tính tình, ngươi xứng đáng coi ta Đông Dương làm nhi tử sao. Hắn càng nói càng kích động. Ngươi nói, là ai a? Là ai a? Ngươi nói a? Hắn đem cái kia cái đầu, đập xuống đất, nện đến vỡ nát. Phanh phanh phanh. Hắn bắt đầu đánh mặt đất, điên cuồng đánh, đánh cho mặt đất rạn nứt, đánh cho thần đô chấn động. Ha ha! Hắn nằm ngửa trên đất, cả người giống như co rút một dạng, nhìn lấy thương thiên. Trên mặt ta cổ hoàng tộc đâu? Mấy trăm ngàn tinh nhuệ a, bị chó ăn. A, đi ra cá nhân, cùng ta nói một chút a. Toàn bộ thần đô, giống như tìm không ra bất cứ người nào tới. Thập phương đạo cung người, toàn bộ đã thu hồi thập phương chấn ma kết giới. Hắn chỉ có thể không ngừng chu lên, giống một cái thụ thương chó. Bỗng nhiên, một cái trầm muộn thanh âm, tại nơi hẻo lánh trong bóng râm vang lên.
Đông Dương làm, người thật đúng là thất bại. Hắc hắc, hắc hắc, Càn Đế tiếp tục nằm, một trận cười ngây ngô. Còn tại trở về chỗ cũ đâu? Không cần thiết, chỗ bóng tối thanh âm nói. Ta chính là buồn bực, cái này sao có thể a? Nếu như biết rõ sẽ có loại kết cục này, hắn làm sao lại chạy đến, địa phương xa như vậy đi? Nhàm chán, bóng mờ đứng ra một số, tựa như là người nam tử, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói, cái kia chính là thập phương trấn ma kết giới. Trực tiếp đi vào đi, ta muốn là ngươi, thì đem đối phương giết sạch, ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng, Càn Đế rút lấy nở nụ cười, không không không, việc này không thể đơn giản như vậy, ta lão nhân này a, cũng là chịu không nổi kích thích, bọn họ đem ta làm điên rồi, cái kia cũng không cần làm người tốt, ta nếu là không để bọn hắn, trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới a, ta còn không bằng tự sát lạc. Vậy liền phía trên, ngươi chờ một chút, coi như tăng thêm ngươi, tiến cái này thập phương trấn ma kết giới, cũng không có gì tốt chỗ, ta vẫn là đến để bọn hắn đi ra. Lần này, ta muốn chơi một lần lớn. Hiên Viên Húc, nên ngươi, cuối cùng đều là ngươi, ta đã là một điều lạn mệnh, ta nhưng muốn lưu lạc làm chân chính ma quỷ, ngươi có thể được giúp đỡ một chút ta. Càn Đế máu và nước mắt chảy xuôi, trên mặt nụ cười. Cứ dựa theo ước định tới đi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bóng mờ nói. Thần đô chung quanh có 18 tòa thành trì, mỗi một tòa đều có 1 triệu người trở lên, ta thì từng tòa giết đi qua, chờ bọn hắn tới tìm ta. Coi như không có ngươi, ta cũng có thể làm cho bọn họ, đều tuyệt vọng mà chết. Càn Đế tranh cười gằn. Ngươi thật đúng là biến thái. Bọn họ nếu là không đi ra, ngươi đến giết hơn 10 triệu người. Các ngươi bộ tộc này, thật đúng là để cho ta nhìn mà than thở, muốn không phải, tử linh rãnh trời, đem ngươi cái này cổ chi thần quốc bị ngăn cách, 9 đại thần vực, sớm cho các ngươi diệt vong. Bóng mờ nói. Hâm mộ sao? Hâm mộ ngươi loại thực lực này. Cũng có thể tại cái này, có thể so với nửa cái thần vực cương vực bên trong, xưng vương đăng đế. Bóng mờ nói. Trên đời này, sự tình gì đều có oa, bình tĩnh, bình tĩnh. Càn Đế bỏ lên, duỗi người một chút. Đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, thập phương trấn ma trụ những thứ này cái gọi là thần vật, đến cùng mạnh đến mức nào. Bóng mờ mặc sức tưởng tượng nói. Tuyệt đối sẽ, để ngươi nhìn mà than thở. Càn Đế cười tủm tỉm nói. Ha ha, Hiên Viên Húc mỉm cười. Thân ảnh của bọn hắn, biến mất tại hoàng hôn ánh chiều tà bên trong. Hiên Viên Húc, ta rất không may, tại tử linh rãnh trời, đụng phải người như ngươi. Nhưng là, ta lại rất may mắn, đụng phải ngươi. Càn Đế chân thành nói. A, Bắc Tề Thành. Đây là một tòa kẹp ở, thần đô cùng Linh Lung Thành bên trong tiểu thành. Tiểu thành tổng cộng có 2 triệu nhân khẩu, nhưng bởi vì thần đô chiến loạn, người nơi này, đã trốn tiếp gần một nửa. Một ngày này, trên trời rơi xuống hơi hơi mưa phùn, một người mặc áo tơi lão giả, đến nơi này. Hắn dẫm lên mang giày, tốc độ nhẹ nhàng, trong miệng ngâm sướng nói. Nhất thoa yên vũ nhâm bình sinh a, dã vô phong vũ dã vô tình. Dây cực, mưa phùn ào ào, lão giả đã đi tới Bắc Tề Thành ngoài cửa thành. Top 5 top 3 người đi đường, ngay tại tiến ra khỏi cửa thành. Ngoài cửa thành có một mảnh đồng ruộng, đang có một đám tiểu hài tử, trong đất bắt ếch xanh chơi đùa. Lão gia gia, bỗng nhiên nhảy ra một cái tiểu cô nương, cưỡi tiểu hương chư, một đường nhảy đến lão giả trước mắt. Lão gia gia, lại gặp phải ngươi nha, hôm nay có câu cá sao? Tiểu cô nương hỏi, nữ oa oa, hôm nay gia gia không câu cá rồi, gia gia trực tiếp đem nước rút khô. Hiện tại khắp nơi đều là con cá, gia gia chuẩn bị nấu cá rồi, một nồi lại một nồi, cái kia mùi thơm, đến phiêu đãng đến thần đô đi đây. Lão giả hai mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. Oa, gia gia nói chuyện thật thâm ảo, rằng giặc nghe không hiểu. Tiểu cô nương sùng bái nói. Oa oa, cha ngươi trong thành sao? Lão giả hỏi. Tại a, cha ta thế nhưng là thành vệ quân nha. Tiểu cô nương kiêu ngạo nói. Thật lợi hại. Gia gia. Ta muốn thay cha ta xin lỗi ngươi, hắn lần trước quá phận, sau khi về nhà, ta có thể hung hăng mắng hắn một trận. Tiểu cô nương chu mỏ nói. Không có chuyện, gia gia sẽ không cùng con cá so đo. Lão giả cười tủm tỉm nói. Nhà của ông nội, cũng tại Bắc Tề trong thành sao? Tiểu cô nương lệch ra cái đầu hỏi. Đó cũng không phải, bất quá, gia gia muốn đi vào nấu canh rồi. Lão giả nói. Ta muốn uống. Ha ha.
vậy ngươi có thể được thật tốt học một ít. Lão giả cười lớn, hướng cổng thành đi. Tiểu cô nương cưỡi tiểu hương chư, đi theo. Răng rạc, cổng thành bên trong có cái nam tử trẻ tuổi đi ra, ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn lão giả liếc một chút, nói, ngươi là ai a ngươi, luôn cùng tiểu hài tử nói chuyện, cách chúng ta nhà nhỏ hài xa một chút. Sau khi nói xong, hắn khí thế hung hăng đi tới. Nữ oa oa, nhìn kỹ nha. Lão giả và cái kia thành vệ quân đối diện đi đến, động tác của hắn rất chậm, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Tiểu cô nương trong mắt. Lão giả duỗi ra một cái tay, bóp lấy cái kia thành vệ quân cổ, đem nhấc lên. Cái này gọi, nắm mang cá. Lão giả quay đầu cười nói. Phốc phốc. Hắn một cái tay khác, vào cái kia thành vệ quân trong bụng, thân thủ kéo một phát, lộ ra ngũ tạng lục phủ. Cái này gọi đi nội tạng. Hắn lại thân thủ, nhanh như thiểm điện, tại cái kia thành vệ quân trên thân đảo qua đi, da thịt bay tứ tung. Cái này gọi đi vảy cá. 3. Thành vệ quân thi thể, ngã trên mặt đất, con mắt trợn tròn. Cá giết tốt, oa oa, học xong sao? Lão giả quay người, cười híp mắt nhìn lấy, cái kia cưỡi tại tiểu hương chư phía trên tiểu cô nương. Nhân gian là địa ngục, không nên quá ngây thơ nha. Hắn duỗi ra dính đầy huyết cùng nội tạng tay, sờ lấy tiểu cô nương tóc nói. Đạo cung, thập phương thánh điện. Cửa lớn phong bế. Lý vô địch, chính là ở chỗ này bế quan. Một ngày này, bỗng nhiên phong vân biến ảo, cuồng phong gào thét, mặt đất rung chuyển, bạo loạn thiên địa linh khí, theo cái kia địa mạch linh khí suối phun bên trong, bị thập phương thánh điện hút vào mà đến, như là một đầu thần long, bị đè lại cái cổ, xinh xinh kéo vào thập phương thánh điện bên trong. Phát sinh cái gì rồi? Động tĩnh thật là lớn, đây là tu luyện mang tới sao? Rất nhiều người nghi hoặc mà ánh mắt kính sợ, nhìn lấy ám điện phương hướng, trong ánh mắt, tràn đầy đều là hướng tới chi sắc. Nghe nói, từ xưa đến nay, cổ chi thánh cảnh đột phá, đều cần vô tận thiên địa linh khí chèo chống, sẽ còn dẫn phát phong vân dị tượng. Nhất định là Lý vô địch. Đúng, chỉ có thể là hắn, tại đột phá cổ chi thánh cảnh. Tiếp đó, động tĩnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thành tựu cổ thánh chi thể, mới tính là chân chính, thánh, có thể 500 năm bất tử. Không ngoài dự liệu, đại lượng vân vụ hội tụ tại thập phương thánh điện đỉnh chóp, cùng linh khí suối phun cùng một chỗ, rót vào đến thập phương thánh điện phía trên. Cung điện bên trong, mơ hồ truyền đến từng trận bằng điều kêu chim, có thể thấy được cái kia thái cổ huyết kiếp côn bằng, cũng tại thuế biến thành là chân chính cổ thánh thú, nắm giữ cổ thánh khí huyết. Đến cổ chi thánh cảnh về sau, nhục thân sẽ biến cực nó cường hãn. Lý vô địch muốn là thành tựu cổ thánh, lấy tuổi của hắn, khí huyết ở vào tối đỉnh phong, mà càn đế đã bắt đầu già nua, luân hồi kính diệt, đều tục không được hắn sói mòn khí huyết. Lấy Lý vô địch 500 tuổi thọ nguyên đến xem, hắn hơn 40 tuổi, nhiều lắm là tương đương với chúng ta hơn 20 tuổi thời điểm. Bạch Mặc cùng Dạ Nhất đứng tại thập phương thánh điện trước đó, mắt lộ ra vui mừng, cảm khái thảo luận. Lần này, càn đế thật sắp xong rồi a. Bọn họ liếc nhau một cái, ánh mắt rất kiên định. Cổ chi thánh cảnh là một cửa ải, Lý vô địch nhảy tới về sau, cùng càn đế chỉ có một cảnh giới chênh lệch, hắn cùng cộng sinh thú huyết ma biến, cơ bản có thể đền bù cái này nhất trọng chênh lệch. Duy nhất biến số, chỉ có, luân hồi kính diện. Chí ít, chúng ta bên này, không đến mức không ai có thể ngăn cản càn đế. Dạ Nhất nói. Đối bọn hắn mà nói, đây chính là thiên đại hỷ sự. Tiếp đó, càn đế chết chắc. Một cái tiền đồ vô hạn Lý vô địch, hắn chỉ cần bất tử, tương lai của hắn, càn đế căn bản không cách nào so sánh được. Càn đế, đã bỏ qua bóp chết Lý vô địch, cơ hội cuối cùng. Bạch Mặc nói. Không chỉ là như thế, tiếp qua một số thời gian, sợ là thiên mệnh đều muốn đuổi tới. Dạ Nhất cảm khái nói. Đúng, còn có Tiểu Phong. Tiểu Phong trong khoảng thời gian này, một bên suy nghĩ thập phương trấn ma trụ, một bên tu luyện, có hồn ma chỉ dẫn, tiến bộ của hắn cũng rất nhanh. Những người tuổi trẻ này, thật là không tầm thường. Liền tại bọn hắn lúc cảm khái, Lý vô địch đột phá cổ thánh tạo thành động tĩnh càng lúc càng lớn, liền cái kia thập phương thánh điện tường gạch, vậy mà đều chấn lan ra tinh mịn vết nứt. Thập phương thánh điện thế nhưng là có thiên văn kết giới gia trì, vậy mà đều bị đánh rách tả tơi, gia hỏa này tại một năm bạo phát kỳ thời khắc cuối cùng, xông vào cổ chi thánh cảnh, đến cùng khủng bố cỡ nào. Trong mắt của hai người, đều có kinh thán chi sắc. Ầm ầm, trước mắt thập phương thánh điện cửa lớn, tại linh khí chấn động phía dưới, bỗng nhiên sụp đổ, nhấc lên đầy trời cho bụi.
một cái toàn thân khí huyết quay cuồng tóc máu nam tử, từ đó đi ra. Hắn mỗi một bước đều như là đặt ở đạo cung hai vị cường giả trong lòng, cái kia bàng bạc khí huyết, tựa như là một đầu cự thú. Cái này một loại sinh mệnh tầng thứ phía trên áp chế, quả thực gọi người, tê cả da đầu. Ở phía sau hắn, còn có một cái huyết khí vần quanh côn bằng, nó từ bên trong ép ra ngoài, nhất phi trùng thiên, cái kia to lớn hai cánh triển khai, già thiên tế nhật, nồng đậm huyết khí hình thành một mảnh mây máu, ở trên trời lăn lộn, bao phủ bốn phía. Một tiếng chấn thiên thét dài, bao phủ đạo cung, kinh động đến vô số người. Vô địch, thành công a? Dạ Nhất vội vàng hỏi. Cổ chi thánh cảnh, so trong tưởng tượng thuế biến, còn muốn lớn hơn một chút. Lý Vô Địch duỗi người một chút, nghiêm túc nói. Người khí huyết này thực sự tràn đầy, cùng chủ đột phá cổ chi thánh cảnh thời điểm, ta còn rất nhỏ, nhưng ta cảm giác, người khí huyết chi dồi dào, ít nhất là nàng gấp 5 lần. Dạ Nhất nói. Ha ha. Không tệ, không tệ. Lý Vô Địch đối với mình thuế biến rất hài lòng. Hắn biết, cổ chi thánh cảnh không phải là của mình điểm cuối, tuy nhiên qua bạo phát kỳ, nhưng tiếp đó, hắn chỉ ít có 200 năm, có thể tu hành trưởng thành, đi đạt tới một cái cổ chi thần quốc trong lịch sử, cũng không từng có người có thể siêu việt độ cao. Tình huống trước mắt như thế nào? Lý Vô Địch hỏi. Thần đô dọn dẹp không sai biệt lắm, cái kia hàng phục, nên chém giết, đều đã xử lý tốt. Cửu Minh nhất tộc. Ngoại trừ càn đế bên ngoài, cơ bản không người có thể nhấc lên sóng gió. Đã tính toán chém tận giết tuyệt, Dạ Nhất nói. Vi sinh vân tịch coi như có thể tỉnh lại, cũng sẽ từ nhiệm, đi thực hiện nàng chu du thiên hạ nhẹ nhõm hành trình, về sau thập phương đạo cung, đều sẽ từ Lý Vô Địch thống lĩnh. Bạch Mặc cùng Dạ Nhất mặc dù là trưởng bối, nhưng cũng tập trung tinh thần, nghe Lý Vô Địch phân phó an bài. Huyền Thiên Hà bên đó đây. Người đều cứu được, cùng một chỗ đưa về Đông Hoàng cảnh. Bất quá, muốn để cái này ngàn vạn người mỗi người trở lại gia hương, còn có một số khó khăn, ta phái ra một ít nhân thủ đi an bài, cái này cần thời gian mấy tháng. Bạch Mặc nói, ta cùng thiên mệnh thân nhân đâu? Đều đưa đến đạo cung tới, mẫu thân ngươi qua đây xem qua ngươi. Bạch Mặc nói, được, Lý Vô Địch gật đầu. Vô Địch, càn đế sớm trở lại đi, hắn hiện tại giấu ở thần đô, đêm trao mày hỏi. Khoảng cách lần trước thần đô đại chiến. Đã có 10 ngày, theo đạo lý càn đế về sớm tới, nhưng tạm thời không có động tĩnh. Ẩn núp lên ác đồ, đáng sợ nhất. Trước đây bởi vì Lý Vô Địch bế quan đột phá, bọn họ không có tới quấy rầy, chỉ trông coi thập phương trấn ma kết giới. Hắn giống như tại Ân Thủy Thành, Lý Vô Địch nói. Ân Thủy Thành là thần đô phụ cận thành trì, quy mô không nhỏ, gần với thần đô cùng Linh Lung Thành. Hắn tại Ân Thủy Thành làm cái gì? Không biết. Ta phái người đi Ân Thủy Thành nhìn xem, Bạch Mặc nói. Lý Vô Địch gật gật đầu, đúng rồi, thiên mệnh đâu? Hắn cần phải tại đạo pháp tự nhiên điện, tại kiếm khí chỉ bên trong tu hành, muốn thành tựu bất diệt kiếm thể vạn kiếp kiếm đi, nghe nói thành vạn kiếp kiếm, bất diệt kiếm khí uy lực, sẽ có một cái thuế biến. Càn đế còn sống, hắn đổ là một khắc đều không muốn nhẹ nhõm. Bạch Mặc nói, ta đi xem hắn một chút, sau đó, lập tức đi ngay Ân Thủy Thành. Gặp một lần càn đế. Lý Vô Địch trong ánh mắt chợt hiện ra một đạo lãnh quang. Không lại chờ, càng về sau, người cùng hắn chênh lệch, sẽ càng ngày càng nhỏ. Dạ Nhất hỏi. Không cần thiết, ta thử trước một chút đi, ta luôn cảm giác lão quỷ này, sẽ không từ bỏ ý đồ, đem hắn Cửu Minh nhất tộc tiêu diệt, hắn sẽ trung thực. Nói không chừng hiện tại, hắn ngay tại Ân Thủy Thành, làm cái gì phát sổ sự tình. Lý Vô Địch nói. Đừng chết, Bạch Mặc căn dặn. Đương nhiên, Lý Vô Địch nói xong, lúc trước hướng đạo pháp tự nhiên điện. Đinh đinh đinh, kiếm khí chỉ bên trong, kiếm khí mãnh liệt, những thứ này bất diệt kiếm khí điên cuồng mà tàn phá bừa bãi, tại Lý Thiên Mệnh trên thân thể xông vào. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ, trực tiếp nhảy vào kiếm khí chỉ, tu luyện bất diệt kiếm thể. Cứ như vậy, hiệu suất càng cao, nhưng cũng càng thêm khổ không thể tả. Lý Thiên Mệnh mục tiêu, cũng là vạn kiếp kiếm. Hắn mỗi dung hợp một đạo bất diệt kiếm khí tiến thân thể, đều tại tính toán. Còn kém 980. Chịu đựng. A, à, một người một gà kêu thảm, có thể nói kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, quả thực là nhân gian thảm kịch. Đây là cái gì ma quỷ chiến quyết a? Lão tử về sau cũng không tiếp tục tu luyện loại này, lấy kê ra ngộ tính của ta, học cái gì không dễ dàng a? Ta muốn ở chỗ này bị tội. Huỳnh Hỏa tại kiếm khí chỉ bên trong trên nhảy dưới tránh.
còn kém 850. Thời gian trôi qua bên trong, Lý Thiên Mệnh mỗi ngày tối thiểu có một nửa thời gian, đều tại kiếm khí chỉ bên trong. Ngươi không đau à? Huỳnh Hỏa hỏi. Đau à? Vậy ngươi còn đi vào? Càn đế bất tử, không thể buông tha, hắn có khả năng tạo thành tai nạn quá lớn, cho dù có nghĩa phụ ta chống đỡ chàng, ta cũng nhìn xem chính mình có thể hay không, nhiều cống hiến một số lực lượng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tại Linh Lung Thành, gặp qua cái kia địa ngục một dạng hình ảnh. Nói cũng phải, cái này biến thái vốn chính là điên, hiện tại con cháu đều chết sạch, trông cậy vào hắn có thể bình thường. Huỳnh Hỏa gặp hắn lần nữa đi xuống, đành phải than thở, kỳ kỳ oai oai, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lên đi vào, tiếng kêu rên liên hồi. Đây thật là một môn, để người tuyệt vọng chiến quyết. Lý Thiên Mệnh toàn thân nhói nhói, mặt mũi đen nhánh, hắn nhìn tận mắt những cái kia bất diệt kiếm khí, trong thân thể tàn phá bừa bãi lăn lộn, muốn không phải Thái Nhất Tháp, hắn sớm đã bị xé rách thành phấn vụn. Một ngón tay phía trên, đều có thể bộc phát ra ngàn đạo kiếm khí. Nháy mắt một cái, liền có thể giết người. Hắn hiện tại bất diệt kiếm thể, tại dần dần hoàn thiện bên trong, cả người, như cùng một cái kiếm khí chỉ. Siêu siêu siêu, đủ mọi màu sắc bất diệt kiếm khí, ở tại trong khống chế, bạo loạn bay múa. Còn kém 500, càng là đến đằng sau, thì càng có thể nhìn đến điểm cuối, hắn thì cắn hàm răng, dựa vào bền bỉ ý chí, chống đỡ tiếp. Bất diệt kiếm khí vô hạn điệp ra, mang đến là, càng cực hạn thống khổ. Lý Thiên Mệnh, nhuốm máu kiếm khí ao. Người có thể lười biếng, có thể nhu nhược, nhưng là, địch nhân đòi mãng ngươi thời điểm, sẽ không cho ngươi cơ hội. Mạnh hơn chút nữa, ta thì có thể làm được càng nhiều. Đã từng, ta liền Kim Vũ đều không bảo vệ được, ngày hôm nay, ta không muốn bởi vì chính mình e ngại thống khổ, không cách nào thủ hộ quan tâm người. Cho nên, lại đến một đạo. Lại đến một đạo. Có càng lớn năng lực, liền muốn gánh vác càng lớn trách nhiệm, đi tại kiếp nạn cùng thời gian trước đó người, mới xứng thắng được hết thảy. Hiện tại có cơ hội này, nếu là không nỗ lực hết thảy đi phấn đấu, các loại kiếp nạn đến, đưa cổ chờ chết sao? Người, không muốn ở tại thoải mái dễ chịu vòng, nếu như đồ dễ chịu, lại nghịch thiên tạo hóa, cũng chỉ có thể thành tựu một con lợn, sinh tử chiến trường bên trong, mới có chân chính thông thiên chi lộ. Lý Thiên Mệnh theo không cảm thấy, thiên phú ngang dọc đáng là gì? Tất cả mọi người là một cái mạng, từng bước đi tại sinh tử một đường bên trong, so với người bình thường, thiên tài bị chết càng nhanh. Ta muốn thành tựu, vạn kiếp kiếm. Kiếm khí chỉ bên trong, hắn toàn thân nhuốm máu, nhưng là mắt như thần minh, hắn vô cùng gửi tới thống khổ chu lên, lại hô lên không thể xóa nhòa ý chí. Ý chí của một người, đó là vô hình chi vật, nhìn không thấy sờ không được, nhưng đó mới là lớn nhất tài phú, đây là đế hoàng thiên ý chất dinh dưỡng, là một người căn bản. Bất tử bất khuất, nghịch thiên cải mệnh, tâm thủ chính đạo, chúng sinh một lòng. Tay cầm công chính chi kiếm, dũng cảm tiến tới, chúng sinh làm thế nào có thể bạc đãi? Còn kém 100 đạo. Còn kém 10 đạo. Vạn kiếp kiếm, đã tiến nhập cuối cùng đếm ngược. 10, 9, 8. Không hề nghi ngờ, đây là tu luyện bất diệt kiếm thể đến bây giờ, thời khắc gian nan nhất. Bất diệt kiếm khí lượng đạt 10.000, sẽ tạo nên chất thuế biến, càng là tiếp cận viên mãn số lượng, thì càng thống khổ, càng là khó khăn. Lý Thiên Mệnh toàn thân trên dưới, bao quát ánh mắt, gân cốt, thậm chí là ngũ tạng lục phủ, đều dung hội bất diệt kiếm khí. Đại não quá yếu ớt, hắn lựa chọn tránh đi, tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, hắn chỉ có thể đem còn lại 10 đạo bất diệt kiếm khí, dung hội đến không thể miêu tả chi địa đi. A, à, một tiếng hét thảm, gọi là một cái đau thấu tim gan a. May mắn, không hề có một chút vấn đề, ngược lại còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sát cơ lộ ra. Hắn meo, liền nó đều có thể giết ra bất diệt kiếm khí, Linh Nhi là thần thể, hẳn là có thể chịu đựng được đi. Lý Thiên Mệnh đỏ mặt. Quá xấu hổ, cái này thứ đồ gì a? 3. Mặt của hắn đã tăng thành màu gan heo. Còn lại 2 đạo. 2. Hiện tại đã là 9.999. 1. Sau cùng một đạo bất diệt kiếm khí, chỉ cần dung hội tiến đến, cũng là 10.000 viên mãn. Ông! Thành công! Lý Thiên Mệnh cắn răng một cái, gian khổ chống đỡ xuống dưới. Đinh đinh đinh! Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội cái kia 10.000 bất diệt kiếm khí, tại cái này tối hậu quan đầu, phát sinh mới thuế biến. Vạn kiếm quy nhất! Siêu siêu siêu! Cái kia tiềm tàng tại toàn thân cao thấp,
chỗ có vị trí bất diệt kiếm khí, hội tụ mà ra, ngưng tụ tại trên bàn tay của hắn. Ông, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm khí, sinh ra trong tay hắn, đây chính là bất diệt kiếm khí vạn kiếp kiếm. Uy lực thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên nắm trong tay cái này một đạo kiếm khí, không bị hắn thương tổn, nhưng cũng vẫn biết được, cái này vạn kiếp kiếm khủng bố. Cái này giống như là một đầu cuồng dã cự thú, có kéo nứt thiên địa chi năng. Vạn kiếm quy nhất, ngưng tụ một thể, chỗ bạo phát uy lực, tuyệt đối vượt qua vạn kiếm tổng cộng, cái này cùng 9999 kiếm, có bản chất khác nhau. Bất diệt kiếm thể là một môn thần kỳ chiến quyết, thậm chí không phải cổ thánh chiến quyết có thể khái quát, nó cơ hồ có thể điệp ra tại tất cả chiến quyết phía trên, thậm chí, ta còn có thể tiếp tục hấp thu bất diệt kiếm khí, cũng không biết, sẽ có hay không có chừng mực. Thần tiêu kiếm quyết là sơ phẩm cổ thánh chiến quyết, nhưng là điệp ra bất diệt kiếm thể, tại chiến quyết phương diện phía trên, ý nghĩa bao hàm cùng uy lực, cần phải vượt qua tất cả cổ thánh chiến quyết đi. Toàn bộ cổ chi thần quốc phạm vi bên trong, cao nhất cổ thánh chiến quyết, bất quá trung phẩm. Nếu như ta thánh nguyên, có thể so với càn đế, như vậy ta đạo này vạn kiếp kiếm, có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Vạn kiếp kiếm, cũng là miểu sát một kiếm. Lý Thiên Mệnh máu me đầm đìa theo kiếm khí chỉ đi ra, hắn trên người có lít nha lít nhít lỗ kim một dạng vết thương, thái nhất tháp tư nhuận phía dưới, loại này da thịt tổn thương, chính đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Lý Vô Địch thanh âm. Thiên Mệnh con ta, lão tử ngươi thành cổ thánh, còn không mau tới quỷ liếm. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, hắn nghe tiếng bước chân, phân biệt Lý Vô Địch, ngay tại hướng địa cung phương hướng đi. Đi ngươi. Hắn chỉ một ngón tay, cái kia vạn kiếm quy nhất màu sắc rực rỡ vạn kiếp kiếm, theo trên ngón giữa biểu bắn đi ra, trực chỉ Lý Vô Địch. Ta dựa vào. Trên cầu thang, Lý Vô Địch đã nhận ra nguy hiểm, kêu lên một tiếng sợ hãi. Oanh! Vạn kiếp kiếm bạo phát, địa cung chấn động. Xảy ra chuyện gì? Người bên ngoài hướng đạo pháp tự nhiên điện xem ra. Chỉ thấy kiếm khí chỉ phía trên, mảng lớn đất đai bị nhấc lên bay ra ngoài. Một cái màu đỏ chật vật bóng người đụng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Mọi người bất ngờ phát hiện, cái này lại là, huyết ma biến, trạng thái Lý Vô Địch. Người nào đem máu của hắn ma biến, đều ép ra ngoài rồi. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, bên dưới cung điện dưới lòng đất cho bụi lăn lộn, một người một gà từ phía dưới nhảy tới. Ha ha ha, nhìn đến Lý Vô Địch quẫn bách, Lý Thiên Mệnh cười to ba tiếng. Ngươi vừa mới hướng về lão tử, bắn tới thứ gì? Ta mẹ nó kém chút bị đánh mang thai. Lý Vô Địch cả kinh nói. Vạn kiếp kiếm, Lý Thiên Mệnh sắc mặt tối đen, ngươi nói chuyện có thể rụt rè điểm sao? Ta không phải lão Diệp, không có các ngươi bị ổi như vậy. Thiên Mệnh, nói cái gì đó? Không nên vũ nhục nhân cách của ta. Diệp Thiếu Khanh ở phía xa dùng mình nói. Đúng, khụ khụ. Lý Vô Địch đi tới, nắm bắt Lý Thiên Mệnh khắp nơi dò xét. Nói, cái gì đồ chơi? Cái này bất diệt kiếm thể viên mãn, mạnh đến loại trình độ này. Hôm nào ta cũng đi thử một chút. Ta sợ người bách kiếp kiếm, đều không kiên trì nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Hoặc u, xem thường ta. Ngươi thật đến cổ chi thánh cảnh rồi. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, hắn tại sinh mệnh tầng thứ phía trên, đến một loại khác tầng thứ. Loại kia khí huyết tràn đầy, sinh mệnh lực kinh người cảm giác, không có sai. Quỳ phục sao? Có thể đánh được càn đế sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thử một chút, ta qua đây xem một chút ngươi tiến triển, liền chuẩn bị đi tìm hắn. Lý Vô Địch nói. Ta đi theo ngươi. Ngươi là có hay không có đột phá? Lý Vô Địch hỏi. Còn không có, bất quá còn kém như vậy một chút xíu. Thánh nguyên đã đầy đủ dồi dào, thì kém một chút thiên ý trưởng thành. Lý Thiên Mệnh nói. Lần trước chém giết Đông Dương Dục. Thần đô còn sót lại chúng sinh thiên ý, để đế hoàng thiên ý có một chút trưởng thành. Lại có thái nhất tháp cùng đông hoàng kiếm thiên văn chỉ dẫn, bất quá chỉ là 10 ngày, hắn lại đến gần vô hạn cảnh giới mới. Lấy ngươi bây giờ trình độ, còn không phải cổ chi thánh cảnh đối thủ. Lý Vô Địch nói. Không có việc gì, ta thì ở phía xa, dùng vạn kiếp kiếm đánh lén hắn, cho ngươi sáng tạo ưu thế. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng thành, nhưng là, đến lúc đó phải xem tình huống cụ thể. Nếu như ta rõ ràng không địch lại, người thì chớ lộ diện. Lý Vô Địch suy tư liên tục, lựa chọn đồng ý. Bọn họ đang muốn xuất phát. Không nghĩ tới. Bạch Mặc cùng Dạ Nhất, vậy mà vội vàng mà đến,
sắc mặt tương đương khó coi. Thế nào? Lý Vô Địch hỏi. Nguyên bản nhẹ nhõm không khí, lập tức lâm vào khẩn trương bên trong. Vừa nhận được tin tức, Bắc Tề Thành bách tính, bị Càn Đế dùng luân hồi kính diện đồ giết sạch, một người đều không còn lại. Đêm một thanh âm khàn khàn nói. Không khí đột nhiên tĩnh mịch. Không ngoài dự liệu, Càn Đế so trong tưởng tượng, còn có phát rồ. Hắn thực lực cường hãn, khởi xướng điên đến, tại Lý Vô Địch thành tựu cổ chi thánh cảnh trước đó, hắn muốn giết người bình thường, căn bản không người có thể ngăn cản. Hắn đã thành ma, Bạch Mặc thở dài nói. Nói thật, đây chính là bọn họ chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh, mà lại căn bản là không có cách ngăn cản. Càn Đế tại Bắc Tề Thành dưới cửa thành, khắc một cái bảng danh sách, hắn nói, những người này không xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cứ như vậy giết tiếp, giết tới hắn thọ nguyên hao hết, giết tới thần quốc không bách tính đến. Dạ Nhất nắm chặt song quyền, trong đôi mắt lưu chuyển ra mùi máu tươi nồng nặc. Bảng danh sách đều có ai đâu? Lý Vô Địch thanh âm lãnh đạm như hàn băng, huyết khí nhất là dày đặc. Ngươi, Thiên Mệnh, ta, Bạch Mặc, Tiểu Phong. Dạ Nhất nói. Những người khác tại Càn Đế trong lòng, cơ bản không quan trọng gì. Chỉ cần 5 người này vừa chết, Càn Đế coi như không có con cháu, hắn đều có thể chậm rãi đem thập phương đạo cung, đồ giết sạch. So sánh thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng trở xuống, hắn mạnh đến mức không biên giới. Đem Dạ Lăng Phong đều xếp vào bảng danh sách. Rõ ràng chính là vì, đoạn tuyệt đạo cung tương lai. Ân Thủy Thành cũng là hắn chạm thứ hai, chúng ta trực tiếp lên đường đi, cửu minh nhất tộc dừng ở đây. Vô tội oan hồn, không thể lại tăng thêm, Lý Vô Địch nói. Sau khi nói xong, hắn hô thái cổ huyết kiếp côn bằng một tiếng, bay thẳng đến hắn trên thân. Ta đi trước Ân Thủy Thành, các ngươi có thể không dùng để, nếu là muốn đến, không cần thiết, cần phải chớ lộ diện. Chuyến đi này cũng là tử chiến. Vừa nói xong, thái cổ huyết kiếp côn bằng thì vỗ cánh mà bay, biến mất tại chân trời. Ân Thủy Thành có 3 triệu người, nếu có cứu viện cơ hội, còn cần một ít nhân thủ. Bạch Mặc nói. Đúng. Tình huống tình thế cấp bách, Dạ Nhất trực tiếp lấy quân lệnh triệu tập. Toàn thể thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4 trở lên, lập tức tập hợp. Ám niệm phản ứng rất nhanh, nghe được hiệu lệnh về sau, phàm là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4 trở lên, lập tức tụ tập mà đến. Chuẩn bị xuất phát, tiến về Ân Thủy Thành, đều lên ta cùng Bạch Mặc cộng sinh thú. Dạ Nhất nói. Vâng. Hết thảy khoảng 300 người, đi lên còn phá lệ chen chúc. Phần 100 người cùng ta đi, Lý Thiên Mệnh nói. Thần đô có một đầu nước sông, tên là Ân Nước, vừa lúc ở thập phương đạo cung cửa, mà lại đi qua Ân Thủy Thành. Lam Hoang thân thể, so đế tinh bạch xí hổ còn muốn to lớn, ở trong nước tốc độ thậm chí càng nhanh. Xuất phát. Thời gian cấp bách, bọn họ một câu nói nhảm đều không nói. Thiên Mệnh ca. Bạch Mặc cùng Đêm Một đã dẫn người đi, Lý Thiên Mệnh đang muốn xuất phát, bỗng nhiên, đạo cung phía trên thập phương trấn ma kết giới đã bỏ, Dạ Lăng Phong mang theo hồn ma đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Trên tay hắn mang theo cái kia thập phương trấn ma trụ, xem ra, đi qua trong khoảng thời gian này quen thuộc, hắn đã rất thuận tay. Thì còn lại một cái Càn Đế, thập phương trấn ma kết giới tạm thời vô dụng. Ta đi chung với ngươi đi, có lẽ ta cùng hồn ma có thể giúp đỡ bận bịu. Dạ Lăng Phong lo lắng nói. Ngươi vẫn là tại nơi này tọa trấn a? Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca, ta muốn báo thù. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Lần trước đồ sát cửu minh nhất tộc, hắn bởi vì thập phương trấn ma kết giới mà bỏ lỡ. Lần này, hắn vẫn có tâm nguyện này. Thành, đi thôi. Lý Thiên Mệnh tôn trọng ý nghĩ của hắn, mà lại nói lời nói thật. Hồn ma cùng thập phương trấn ma trụ, còn thật có khả năng ở lúc mấu chốt, giúp đỡ đại ân. Lý Thiên Mệnh đi trước tiếp Khương Phi Linh, sau đó cấp tốc đi vào ân trong nước, Lam Hoang vào nước, động tĩnh to lớn, trên trăm cái ngự thú sư leo lên phần lưng của nó, đứng được rất vẹn toàn. Bất quá, nó khí lực to lớn, không bị ảnh hưởng chút nào. Đến trong nước về sau, nó 9 tầng quỳ biển cao tốc xoay tròn, trực tiếp bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, tại ân trên nước lao ra. Theo đường thủy tiến lên, nói không chừng còn có thể so hai vị khác, càng nhanh tới đạt Ân Thủy Thành. Lam Hoang trên lưng. Thiên Mệnh ca, hồn ma nói, trên người ngươi có thứ gì? Dạ Lăng Phong nói. Thứ gì? Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn lên, không có cái gì a. Tựa như là thần táng hồn phó. Dạ Lăng Phong nói. Hỗn độn thần tộc, linh hồn kiếp phó. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại lần trước cảnh giới đột phá,
cũng là bởi vì cái đồ chơi này xuất hiện, sau đó mất tung ảnh. Nghe hồn ma ý tứ, thứ này một mực trên người mình. Đúng, bất quá không cần lo lắng, hồn ma nói, ngươi là hồn phó chủ nhân, nó hẳn là đang bảo vệ ngươi. Dạ Lăng Phong nói. Được. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn ngồi tại Lam Hoang đầu rồng phía trên, nhìn lấy ân nước phía trước. Lại là 1 triệu người. Lý Thiên Mệnh cả đời đều không thể quên, hắn tại Linh Lung Thành nhìn đến một màn kia. Lúc này, vậy mà tái diễn. Không thể lại có lần tiếp theo, lần này, nhất định muốn tiễn hắn xuống địa ngục, ca ca. Khương Phi Linh lo lắng nói. Ta biết, ta biết. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, ánh mắt hình dung, hình dáng như dã thú. Người không phải con số, hắn phạm phải như thế tội nghiệt, muôn lần chết không đủ tạ tội. Lý Thiên Mệnh không cảm thấy, chính mình là cái thánh nhân. Nhưng là hắn cho rằng, làm người, trong lòng vĩnh viễn cần một thanh thước đo. Đi cân nhắc thiên địa quy tắc, cân nhắc thế đạo nhân tâm. Những cái kia điên cuồng như quỷ, không có điểm mấu chốt người, nên bị, thiên cổ ác mộng. Ân Thủy Thành. Hôm nay trời, rực nhật đương không. Vạn vật tại liệt diễm chiếu rọi xuống, tỏa ra chướng mắt hào quang. Càn Đế ngẩng đầu, nhìn lấy mặt trời, quang mang có chút chướng mắt, hắn hé mắt. Liệt nhật trước tâm A. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đứng ở một tòa trên nhà cao tầng, trước mắt của hắn, là một vùng phế tích. Phế tích trung ương, bị đánh ra một cái hố sâu to lớn, Càn Đế theo ân trong nước dẫn tới nước sông, rót tại trong hố sâu, tạo thành một cái cự đại đầm lầy. Thứ hai nồi, lập tức bắt đầu rồi. Càn Đế cười hắc hắc, đối với xa xa đế thú nhẹ gật đầu. Đế thú hoàn hảo 9 cái đầu, đầu tiên là giống lên một tiếng, hắng giọng một cái, sau đó lại lần nữa phát ra một loại thanh âm du dương, tại cái này Ân Thủy Thành bên trong, bao phủ lái đi. Làm cái này thanh âm du dương, thẩm thấu tiến cái này Ân Thủy Thành về sau, rất nhanh liền có thể nhìn đến, nguyên một đám trên mặt nụ cười người, theo trong phòng đi ra, hướng về đầm lầy mà đến. Cộng sinh thú đều không giết, cái này nồi nước quá tạp, bất quá không quan hệ, ta hôm nay không uống. Cái này nồi nước nha, thì lễ tế ta hoàng tộc hy sinh đời đời con cháu đi, lão đầu có lỗi với các ngươi u. Càn Đế lắc đầu, nước mắt vẩy tại chỗ. Người đã già a, thì dễ dàng thương cảm, nước mắt đều không khống chế nổi. Ai nói ta không có cảm tình đâu, ta cảm tình có thể phong phú. Càn Đế nói, người khác nói một mình, nhàm chán, nhanh đi. Đế thú không nhịn được nói. Ai, liền ngươi đều ghét bỏ ta. Bất đắc dĩ a, Càn Đế đứng dậy, vỗ vỗ trên mông bụi đất. Hắn hướng phía dưới xem xét, cái kia lớn như vậy bùn trong đàm, Ân Thủy Thành cư dân càng ngày càng nhiều. Cái này một nồi canh thật sự là đại a, Ân Thủy Thành đến có 3 triệu người a. Đây chính là một phương đại thành, rượu quá thay, rượu quá thay. Nửa canh giờ về sau, đầm lầy phía trên, đã chất đầy nhân khẩu. Đừng trồng quá chen chúc, tránh khỏi lão đầu còn không có triển lãm chủ nghệ đâu, người trước hết đem con cá cho ngạt chết. Càn Đế nói. Hắn giãn ra một thoáng gân cốt, tâm tình cũng không tệ lắm. Bắt đầu rồi. Hắn thét to một tiếng. Bỗng nhiên. Ta mở mẹ ngươi, xúc sinh. Mình gầm lên giận dữ, đột nhiên tại Càn Đế bên tai nổ tung. Càn Đế vừa quay đầu lại, nơi xa một đạo huyết quang, trong nháy mắt lao vút đến trước mắt đến. Một đao chặt chém mà đến. Khách nhân tới, Càn Đế nhếch miệng cười một tiếng. Hắn vươn tay, trong tay chuyển một cái, một chiếc gương rơi vào trong tay của hắn, ngăn tại trước người. Làm. Hai vị cổ chi thánh cảnh lực lượng, tại lúc này ầm vang đụng vào nhau. Ầm. Lý Vô Địch dưới một đao, Càn Đế bị chấn bay ra ngoài, luân hồi kính diện chuyển động tầm vài vòng, cuối cùng chút xuống rơi mất lực lượng, để hắn bình ổn rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đầu huyết sắc đại bằng điểu chạy như bay mà xuống, hai cánh cuốn lên, một trận huyết sắc phong bạo, hướng về đế thú bao phủ mà đi. Đinh đinh đinh. Đế thú gào thét một tiếng, cái kia mê huyễn thanh âm triệt để đoạn tuyệt, đến mức, trong vũng bùn Ân Thủy Thành bách tính, lần lượt đều thanh tỉnh lại. Rất nhiều người đều chìm ở trong nước, cái này mặc danh kỳ diệu tao ngộ, đưa tới bọn họ khủng hoảng. Trên mặt nước người ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà phát hiện Càn Đế đế thú. Bọn họ đối thần đô chiến tranh cùng Linh Lung Thành phát sinh sự tình, đều có chỗ nghe thấy. Trong đó có rất lớn một bộ phận người, đều biết mình phải tao ngộ cái gì. Đó là luân hồi kính diện. Càn Đế, hắn lại muốn dùng mạng của chúng ta hồn tu luyện. Hắn muốn giết chúng ta. Hắn muốn giết sạch Ân Thủy Thành.
Ta là Khương thị hoàng tộc a, Ân Thủy Thành có 500.000 Khương thị hoàng tộc, hắn đây là đang làm cái gì? Rất nhiều người trực tiếp tuyệt vọng. Chạy mau, chạy mau. Thật vất vả thanh tỉnh lại, bọn họ tự nhiên là nắm chặt thời gian chạy trốn. Cứu chúng ta người, cũng là thập phương đạo cung Lý Vô Địch đi, không nghĩ tới, chúng ta bị chính mình bệ hạ làm hại, lại là hắn tới cứu chúng ta. Thượng cổ hoàng tộc, đi chết đi, càn đế, ngày tận thế của ngươi đến. Mọi người bi phẫn chửi rủa, nhất là Khương thị hoàng tộc con cháu, càng là khó có thể tiếp nhận sự thật này. Dạng này thượng cổ hoàng tộc, dạng này cổ chi đại đế, còn sẽ có tương lai sao? Để bọn hắn càng tuyệt vọng hơn chính là, khi bọn hắn rời đi đầm lầy, còn không có chạy ra 100 mét, lại phát hiện đầm lầy phụ cận phạm vi, toàn bộ đều bị bao phủ tại thiên văn trong kết giới. Ân Thủy Thành cao thủ mạnh nhất là thiên chi thánh cảnh, nhưng trước lúc này, thiên chi thánh cảnh đã bị càn đế trước hết giết sạch, hiện tại thiên văn kết giới, địa chi thánh cảnh căn bản không phá được. Nhanh, cùng một chỗ đánh vỡ kết giới. Nhanh a, phanh phanh phanh. Vì sinh tồn, Ân Thủy Thành bách tính tại trong tuyệt vọng, liều lên tánh mạng. Nhưng, cái kia thiên văn kết giới, sừng sững bất động. Rầm rầm rầm. Hai đại cổ chi thánh cảnh cường giả quyết đấu, để Ân Thủy Thành kiến trúc liên miên sụp đổ, nhất là 89 ngôi sao đế thú, lôi diễm đế ma cửu anh, cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng cái này hai đầu to lớn cộng sinh thú, bọn chúng thần thông tạo thành phá hư, nhất là to lớn. Đế thú cùng Đông Dương Phong Trần cộng sinh thú thuộc tính giống nhau, đều nắm giữ lôi hỏa độc ba loại thuộc tính, đây là cửu minh nhất tộc mạnh nhất thuộc tính. Ngươi thành tựu cổ chi thánh cảnh rồi, càn đế 10 phần chấn kinh, ánh mắt trừng lớn. Tại trước mắt hắn Lý Vô Địch, đã thi triển huyết ma biến, hắn cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, toàn thân đều có càng nặng nề lân giáp cùng cường hãn hơn thân thể lực lượng. Lý Vô Địch như hình người cộng sinh thú, không sử dụng thánh nguyên, nhất quyền chi uy, đều có thể kinh thiên động địa. Muốn ngươi tiện mệnh, đủ chưa? Lão thất phu, Lý Vô Địch phát hiện, hắn đã từng rất thống hận Vũ Văn Thái Cực, cùng trước mắt cái này một vị so sánh, quả thực là người tốt. Nếu là hắn tới chậm điểm, cái này 3 triệu Ân Thủy Thành bách tính, sẽ phải hết rồi. Ha ha, thú vị, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra, để lão đầu vui a vui a. Càn đế cười nói, Lý Vô Địch còn tưởng rằng, hắn sẽ biến thành hung tàn ma quỷ, gặp mặt thì cùng mình liều mạng đâu, không có nghĩ tới tên này, tại con cháu bị tàn sát sạch sẽ tình huống dưới, còn có thể vui cười giận mắng. Cái này thật là một loại cảnh giới. Lão quỷ, người còn có thể lấy cái gì bày mưu tính kế? Lý Vô Địch huyết khí trùng thiên, tay cầm đệ nhất kiếp đao, thi triển cổ thánh chiến quyết, đệ nhất bá đao, bạo chảm xuống. Hai người bọn họ, tuy nhiên cảnh giới kém nhất trọng, nhưng một cái tuổi trẻ khí thịnh, chính là khí huyết lớn nhất lúc nổ, một cái khác đã già yếu, huyết khí trôi qua. Nếu là không có luân hồi kính diện, càn đế thật đúng là ngăn không được Lý Vô Địch. Đương đương đương, liền Ân Thủy Thành bách tính cũng nhìn ra được, càn đế cùng đế thú, tại Lý Vô Địch cùng hắn cộng sinh thú vây giết phía dưới, còn thật có như vậy một số chật vật. Hắn ở cạnh luân hồi kính diện, cưỡng ép trèo trống. Càn đế, ta nói thật, người loại này đem cả đời tu hành, toàn bộ trông cậy vào tại một dạng thần binh phía trên người, người căn bản không có chân chính võ đạo. Người thân thể, mới là mạnh nhất vũ khí, không có luân hồi kính diện, người chẳng phải là cái gì. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Vậy ngươi chẳng phải là nói, ngươi nhi tử Lý Thiên Mệnh, cũng là như thế. Càn đế không chút nào hoảng, Lý Vô Địch cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng đến cỡ nào hung ác công kích, hắn toàn bộ dùng luân hồi kính diện ngăn trở, tương đương với có một cái bất phá chi thuẫn, đứng ở thế bất bại. Hắn không giống nhau, Đông Hoàng kiếm với hắn mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm. Lý Vô Địch đối kia sức chiến đấu đó, trên cơ bản đã tâm lý nắm chắc. Hắn lần này đột phá thuế biến to lớn, càn đế còn muốn như lần trước như vậy nghiền ép hắn, đã không có khả năng. Chỉ cần hắn kiềm chế lại càn đế, mặc kệ sớm giết muộn giết, càn đế ở trước mặt hắn, đừng có lại muốn dùng luân hồi kính diện hại người. Nói thật, Lý Vô Địch tuy nhiên giết không ít người, nhưng là, muốn hắn đem binh khí, chỉ hướng những cái kia vô tội người già trẻ em, hắn đều hãi đến hoảng. Càn đế, người muốn vì tội lỗi của mình, nỗ lực giá cao thảm trọng. Ta từng cho một cái cố nhân, sống không bằng chết trừng phạt, lần này, ta muốn cho ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ô ô ô, nghe rất đáng sợ. Tiếp tục, ngươi ngược lại là mau đánh bại ta à? Càn đế cười đùa nói. Lý Vô Địch bị tức đến đỉnh đầu bốc khói.
người không biết xấu hổ về sau, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Lý Vô Địch thừa nhận, muốn bắt lại hắn không dễ dàng, nhưng là hắn có nhiều thời gian, cùng càn đế rông dài. Dù sao, không cho hắn giết người, là được rồi. Đối phương có luân hồi kính diện nơi tay, xác thực không vội vàng được. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, để mắt tới đế thú. Đế thú, cũng không có luân hồi kính diện. Hắn cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng tâm linh giao lưu, đều biết ý nghĩ của đối phương. Nhưng nói thật, càn đế làm sao lại không có phòng bị. Hắn cùng đế thú, cơ hồ dính vào nhau kề vai chiến đấu, để Lý Vô Địch hoàn toàn không có thừa dịp cơ hội. Lý Vô Địch, người cái này chụp một kích phá ý tưởng quá ngu, người đến cùng còn không có không lá bài tẩy a. Nếu như không có, lão già nhưng muốn để ngươi giật nảy cả mình à nha. Càn đế cười to nói. Lý Vô Địch híp mắt, trong lồng ngực, lửa giận lăn lộn. Hắn không cho rằng, càn đế còn có thể có bài tẩy gì, nhiều lắm là cũng là hù dọa người thôi. Bất quá. Tin tức tốt là, hắn tại càn đế sau lưng, vậy mà thấy được Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa mới đến, còn tiềm tàng trong góc, mắt lạnh nhìn Lý Vô Địch cùng càn đế đại chiến. Lý Vô Địch ánh mắt quét qua. Để hắn hài lòng chính là, xa xa Lý Thiên Mệnh, trực tiếp thì đã hiểu hắn ý tứ. Hắn đứng tại trong bóng râm, trên ngón tay, cái kia màu sắc rực rỡ vạn kiếp kiếm đã đang nổi lên, nhắm ngay đế thú. Siêu! Vạn kiếp kiếm đột nhiên bạo phát, lấy tốc độ khủng khiếp, hướng về đế thú bão táp mà đến. Đế thú đang cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng sáp lá cả chém giết, nó ba cái đầu lâu, đều cắn lấy đối thủ trên cánh, xé rách phía dưới mảng lớn huyết nhục. Nhưng, thái cổ huyết kiếp côn bằng vẫn là nhịn được đau đớn, đem đối thủ chết đè lại. Phốc phốc! Vạn kiếp kiếm phá không mà đến, trực tiếp đâm vào đế thú bụng, trực tiếp nổ tung một cái lỗ máu, sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể nhìn đến nội tạng. Một vạn đạo bất diệt kiếm khí, như là thiên nữ tán hoa một dạng nổ tung, xé rách càng nhiều vết thương, mới biểu bay trở về Lý Thiên Mệnh trên tay. Giống. Đế thú kinh thiên kêu thảm, phá tan thái cổ huyết kiếp côn bằng, liên tục lùi lại. Sinh mệnh lực của nó ngược lại là ương ngạnh, có thể là trong thân thể vạn năm trời tham dược hiệu vẫn còn, cái này một cái lỗ máu còn không đến mức để nó trọng thương, nhưng cũng vô cùng ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp trạng thái. Thăng bằng đã bị đánh phá. Tiếp đó, Lý Vô Địch càng có cơ hội, trước chém giết đế thú. Cái này khiến Lý Vô Địch vui vẻ. Thiên mệnh quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn cười. Càn đế quay đầu, nhìn thoáng qua xa xa Lý Thiên Mệnh, hắn cũng cười theo. Tiếng cười của hắn, thậm chí phủ lên Lý Thiên Mệnh tiếng cười, cười đến dữ tợn, cười đến điên. Nơi xa, Bạch Mặc, Dạ Nhất các loại mấy trăm cái thập phương đạo cung cường giả, đều ẩn núp tại bốn phía. Hắn điên rồi sao, đế thú thụ thương, hắn đã cùng đường mặt lộ, còn cười được. Mọi người cảm thấy thật không thể tin. Tại mọi người ánh mắt chán ghét bên trong, càn đế tiếng cười cực kỳ chói tai. Hắn một bên cười, một bên la lớn. Đến từ thái cổ thần vực bằng hữu, người Đông Hoàng kiếm cùng thái nhất tháp, đã đưa ra cửa. Hiên Viên Húc, người còn không ra vui vẻ nhận. Điên cuồng cười to càn đế, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào mê hoặc bên trong. Thái cổ thần vực bằng hữu, có ý tứ gì, Lý Thiên Mệnh trong lòng, đột nhiên xuất hiện dự cảm bất tường. Rất rõ ràng, càn đế không thuộc về điên cuồng mất đi thần trí, trạng thái của hắn bây giờ, càng tiếp cận với có nắm chắc trả thù. Hắn thật sự có át chủ bài. Hắn đã là cổ chi thần quốc tối cường giả, nắm giữ, luân hồi kính diện, loại này thần vật, làm sao có thể, còn có nghiền ép hết thảy át chủ bài. Đáp án lập tức công bố. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, một người mặc màu đen cẩm y trung niên nam tử, theo một gian rất phổ thông trong phòng đi ra. Người này tóc dài đâm thành một chùm, giữ lấy chòm râu nhỏ, ánh mắt hẹp dài, khí chất âm ngoan, xem xét cũng là dân liều mạng. Để thập phương đạo cung tất cả mọi người thật sâu cau mày là, này người khí huyết dồi dào, khí chàng cường đại hiện lên nghiền ép tư thái, hắn chắp tay sau lưng, ngoài miệng treo một cỗ ý cười, từ hắn xuất hiện, chiến trường này hoàn toàn lâm vào trong lòng bàn tay của hắn. Người này là cổ chi thánh cảnh, Bạch Mặc sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Không có khả năng, thái cổ thần vực người, theo chưa từng tới nơi này. Dạ Nhất sắc mặt, đồng dạng khó coi. Thần đều chi chiến, thập phương đạo cung bày càn đế một đạo, diệt tuyệt con cháu của hắn, mắt thấy càn đế sự suy thoái, vạn vạn không nghĩ đến, đối phương tìm tới một cái thái cổ thần vực cường giả, một lần nữa lật về cục diện,
không dùng kinh ngạc, không cần phải gấp, tất cả đều phải chết, Mang Ngọc có tội người, cái kia, xa đâu cũng giết. Hiên Viên Húc cười tủm tỉm nói ra. Vừa mới nói xong, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đưa tay gẩy một cái, trong tay xuất hiện một cây tối tăm trường thương màu vàng. Thanh trường thương kia bên trên có lít nhít thánh thiên văn, mũi thương giống như là cự thú chi nha răng, mọi người nhìn lướt qua, bất ngờ phát hiện, đây là 99 điều thánh thiên văn binh khí, cùng tam thiên tinh vực tương đương. Hiên Viên Húc, trước giúp ta giết chết cái này Lý Vô Địch, tiếp đó, ngươi tùy tiện chơi. Càn Đế thu hồi nụ cười, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đó là tự nhiên, chúng ta có thể là bằng hữu. Hiên Viên Húc mỉm cười, dưới chân chấn động, hóa thành một đạo khó có thể nắm lấy huyễn ảnh, trong nháy mắt thẳng hướng Lý Vô Địch. Hắn kiêu ngạo tới trình độ nào? Cộng sinh thú đều không phóng xuất. Thực lực như vậy, để đạo cung người, tâm tình nặng rơi xuống đáy cốc. Chí ít cổ chi thánh cảnh tầng thứ ba, Bạch Mặc thanh âm khàn khàn nói. Không thể không nói, sự thực như vậy, có chút để người tuyệt vọng. Nhất định là Càn Đế đi tìm dược thời điểm, đụng phải người này, Càn Đế không phải người này đối thủ, hắn nếu là chiến bại, vì mạng sống, khẳng định cáo chi Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, đem người mang tới nơi này. Nói thật, đến cùng là nguyên nhân gì, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này Hiên Viên Húc như là mặt trời một dạng nện ở cổ chi thần quốc phía trên, sắp cho vừa mới tiểu thắng một trận thập phương đạo cung, mang đến hủy diệt tính đả kích. Lý Vô Địch so tất cả mọi người, đều biết hiện tại có bao nhiêu phiền phức. Hắn hai mắt ngưng tụ, cùng Lý Thiên Mệnh ánh mắt đụng vào nhau. Mang theo tất cả mọi người, đi nhanh lên, trốn được càng xa càng tốt, để ta ở lại cản bọn hắn. Lý Vô Địch tiếng như chuông lớn, mang theo không sợ chết dũng khí. Hắn giống như đã từng nói như vậy, hết thảy, hắn đến khiêng. Thiên Mệnh, ta muốn người dẫn người đi, mệnh của ta không có người tốt, người khác lề mề chậm chạp để cho ta xem thường, cút nhanh lên. Hắn đang gầm thét bên trong, Hiên Viên Húc đã nhất thương sâu vào, mặt bên còn có Càn Đế giáp công mà đến, nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt buông xuống. Đi! Lý Vô Địch nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt phun lửa. Thân thể máu thịt của hắn, rung động đùng đùng. Cái kia đệ nhất kiếp đao đầu tiên là cùng Hiên Viên Húc, Hồng Hoang Nguyên Thương, đụng vào nhau, ngay sau đó, trực tiếp lấy thân thể, kháng trụ luân hồi kính diện chân áp, tại chỗ bay rớt ra ngoài, va sụp một tòa lầu cao. Ầm ầm, tháp cao vừa mới sụp đổ trong nháy mắt, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, liền từ bên trong vọt ra, về tới Hiên Viên Húc trước mắt. Lý Vô Địch cái này bò dậy tốc độ, gọi người khâm phục. Nhưng, khâm phục có làm được cái gì? Thiên Mệnh! Ta đem khuê nữ giao cho ngươi, lão tử van ngươi được hay không a? Lý Vô Địch lau đi vết máu ở khóe miệng, như là dã thú ngăn cản tại Hiên Viên Húc cùng Càn Đế trước đó. Hắn không nghĩ tới, sẽ có loại này tuyệt cảnh. Nhân sinh chính là như vậy, tại chính mình cho người khác đưa lên ngạc nhiên thời điểm, đối thủ cũng sẽ ở cái nào đó thời khắc, cho mình đưa tới chí mạng kinh hỉ. Cái này gọi có qua có lại. Nhân sinh biến số, cũng là như thế tàn khốc. Không được. Lý Vô Địch nghe được đáp lại, cũng là cái này quyết nhiên hai chữ. Dựa vào cái gì, chính ngươi ở đây làm anh hùng, ta chỉ xứng tham sống sợ chết. Người trẻ tuổi kia tại phía sau hắn nói. Vậy sẽ phải cùng chết thôi, Lý Vô Địch cả giận nói. Cái kia thì cùng chết đi, nghĩa phụ, cùng ngươi chết cùng một chỗ, đời ta không lỗ. Câu nói này, để Lý Vô Địch toàn thân chấn động. Lão tử có tài đức gì a? Máu này tính hắn tử, nghe được câu nói kia. Vậy mà trong mắt chứa nhiệt lệ. Nghĩa phụ, phải nói, ta lấp trên tích bao nhiêu công đức, mới có thể gặp được ngươi. Lý Thiên Mệnh hai mắt nóng rực nói. Thời gian giống như ở đây dừng lại. Cái này một đôi cha con, như liệt hỏa một dạng ý chí, lẫn nhau thiêu đốt, lẫn nhau tạo nên. Lý Vô Địch hít sâu một hơi, đối người phía sau nói, Bạch Mặc, Dạ Nhất, các ngươi biết phải làm sao a? Đem trọng trách lưu cho khinh ngữ đi, Lý Thiên Mệnh ta không giải quyết được. Đừng chậm trễ thời gian, hai vị này có thể xem chúng ta diễn xuất đã nửa ngày. Không có việc gì a, người tiếp tục, ta thích nhìn loại này sinh ly tử biệt trò vui, người đi mọi người đi, cảm động trời cảm động, ta sắp rơi lệ. Hiên Viên Húc một bên vuốt ve, trong tay Hồng Hoang Nguyên Thương, một bên bĩu môi cười nói. Làm Lý Vô Địch nhìn đến Bạch Mặc cùng Dạ Nhất có hành động, hắn cuối cùng an tâm. Nói thật, bọn họ lưu tại nơi này, thì là chịu chết. Cổ chi thần quốc cục diện rối rắm, còn phải có người thu thập. Dạ Nhất cùng Bạch Mặc hai người bọn họ lão giả,
còn muốn gánh vác rất nhiều, không có khả năng cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, chết đều muốn cùng Lý Vô Địch đứng chung một chỗ. Lý Thiên Mệnh cũng hy vọng bọn họ đi nhanh một chút, tốt nhất đem Dạ Lăng Phong mang đi, nhưng hắn nhìn lại, Dạ Lăng Phong thì cùng một cây trụ giống như, đứng tại chỗ, mặc cho Dạ Nhất làm sao nắm hắn, hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, không rên một tiếng, một bước không di động. Điện chủ, thả hắn đi, Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Nhất rất bất đắc dĩ. Đúng đúng, cái này không thể đi, cái này trên người có thập phương trấn ma trụ đây. Hiên Viên Húc cười nói. Song không có sao, lão đầu ta không chịu nổi, cái này nước mắt lại cạch rơi xuống, lại cảm động đi xuống, ta canh cá cũng sẽ không nấu. Càn Đế vui cười nói. Bọn họ đứng chung một chỗ, như là hai tòa không thể vượt qua tử vong cao điểm, nằm ngang ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Một kiếp này, không có đường sống. Không nói Càn Đế, nói là cái này Hiên Viên Húc, cảnh giới của hắn cơ hồ cao hơn Lý Thiên Mệnh một cái đại cảnh giới. Đánh như thế nào? Càn Đế đều không muốn buông tha Bạch Mặc cùng Dạ Nhất, xem bọn hắn chuẩn bị rút lui, hắn cùng Hiên Viên Húc liếc nhau một cái, trực tiếp thì áp đi lên. Đáp lại bọn họ là Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh, chịu chết dũng khí. Thiên Mệnh, chúng ta Lý Thị Thánh Tộc, sống cũng là mệnh cứng, hôm nay thoạt nhìn là không có nhìn, oanh oanh liệt liệt, chỉnh hắn một thanh, nhìn có thể hay không kéo một cái đệm lưng đi. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn thoáng qua, cái này nói qua muốn kháng trụ hết thảy nam nhân. Lòng hắn như liệt hỏa thiêu đốt. Lực lượng, cường đại, vĩnh viễn là trên thế giới này, vĩnh hằng chân lý. Ta đã từng lấy vì, sẽ không bao giờ lại thủ không được thân nhân, có thể hôm nay hiện thực, là tàn khốc nhất đánh mặt. Hắn biết Lý Vô Địch cũng rất khó chịu. Hắn 14 năm phá kiếp, thì ưng thuận lời thề, muốn làm vô địch chi nhân, cũng không tiếp tục muốn mất đi bên người. Bất kỳ một cái nào chỗ thích người. Đồng dạng có giống nhau lời thề hai người, lại muốn vì lẫn nhau, như thiêu thân lao vào lửa, đè vào cái này hai tòa tử vong đại sơn trước đó. Dù là nhiều chống đỡ một hồi, cũng có thể làm cho những thân nhân khác, thu hoạch được một chút thoát đi khả năng a. Điểm này khả năng, cũng là Lý Thiên Mệnh ở đây, chịu chết dũng khí. Hai người bọn họ có giống nhau tinh thần ý chí, cái kia đều đến từ Lý Thị Thánh Tộc, đến từ tiểu mệnh kiếp. Cái này để bọn hắn xem ra, vậy mà như thế tương tự, tựa như là hai đầu đẫm máu dã thú, trong mắt không sợ hãi chút nào. Lợi hại a, hơn 20 tuổi, có người dạng này ý chí cùng đảm lượng, có người dạng này cảnh giới, người tại chúng ta Thái Cổ Thần Vực, cũng có thể làm một người tiểu thiên tài. Hiên Viên Húc nói, hắn đã thấy, Lý Thiên Mệnh trong tay Đông Hoàng Kiếm, ánh mắt đã đỏ lên. Hắn trực tiếp bước chân, hướng về Lý Thiên Mệnh mà đến. Hiên Viên Húc. Trước giúp ta, Càn Đế nói. Thành, Hiên Viên Húc hơi có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng biết Lý Vô Địch khó chơi, sau đó, hắn thân thủ cuốn một cái, một đầu to lớn cộng sinh thú, thì theo hắn cộng sinh không gian vọt ra. Giống, cái kia cự thú ở trên trời lăn lộn, Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, liền nhìn đến hắn trên ánh mắt, hết thảy có 90 điểm sao, vượt qua thần quốc tất cả mọi người. Đó là cửu giai cổ thánh thú. Khoảng cách trong truyền thuyết trăm tinh thánh thú, chỉ có cách xa một bước. So, đế thú, đều còn nhiều hơn trên nhất tinh. Đây chính là đến từ Viêm Hoàng Đại Lục Hạch Tâm Chi Địa, đã từng sinh ra thượng thần, chín đại thần vực, lực lượng. Đáng tiếc ta đời này, chỉ sợ không có cơ hội, tới kiến thức đại lục trung tâm, chín đại thần vực cái thế thiên tài, tuyệt đỉnh cường giả. Lý Thiên Mệnh không cam tâm a. Càng là không cam tâm, hắn càng là lửa giận thiêu đốt. Đây là cổ chi thánh cảnh tầng thứ 3 cửu giai cổ thánh thú, đây là một đầu thần long, nó trên thân bao trùm lấy tối tăm màu vàng vảy rồng, toàn thân bốc lên màu xám vân vụ, cặp mắt của nó đỏ bừng, hình dáng như hung thú, mới vừa xuất hiện, thì nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Kỳ danh là, luyện ngục yêu long. Bắt lấy hắn, Hiên Viên Húc mặt không thay đổi nói. Tâm tình của hắn không có chút nào kích động, hai cái này cái gọi là đối thủ, chính hắn thì có thể thu thập. Giống. Luyện ngục yêu long nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, hướng về Lý Thiên Mệnh trùng sát mà đến. Lý Vô Địch hoàn toàn không có biện pháp giúp trợ Lý Thiên Mệnh ngăn cản, bởi vì hắn cần đối mặt Càn Đế cùng Hiên Viên Húc liên thủ, về phần hắn cộng sinh thú, còn có đế thú dây dưa. Luyện ngục yêu long còn chưa tới đạt, cái kia nóng rực long tức thì bị bỏng mà đến, thân thể của nó so lam hoang còn muốn to lớn. Oanh! Một miệng tối tăm ngọn lửa màu vàng phun ra, cuốn tới. Căn bản không chỗ có thể trốn giấu.
Oanh! Một cái màu đen kết giới, bỗng nhiên ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, chặn cái này luyện ngục yêu long thần thông. Đây là thập phương trấn ma kết giới. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, nguyên lai là hồn ma chống đỡ lấy cái này thập phương trấn ma trụ, mà Dạ Lăng Phong thì xếp bằng ở thập phương trấn ma trụ đỉnh đầu. Dạ Lăng Phong trước mắt thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, cảnh giới so Lý Thiên Mệnh cao một chút. Thập phương trấn ma kết giới là thập phương trấn ma trụ cái thứ nhất năng lực, lại có hồn ma lực lượng gia trì, hắn trọn vẹn đem thập phương trấn ma kết giới căng ra ngàn mét phạm vi, so Lý Thiên Mệnh hiện tại đế vực kiếm hoàng kết giới lớn mấy lần. Thực là không tồi, chỉ là thiên chi thánh cảnh thì có thể ngăn cản ta thần thông, xem ra là kiếp khí. Luyện ngục yêu long cười to, thanh âm như tiếng sấm. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh hai người nhỏ bé như con kiến hôi, nó không có chút nào cuống cuồng, nó lượn vòng lấy, cứ thế mà vọt vào thập phương trấn ma kết giới, lập tức liền có nguyên thủy ma khí dây dưa mà đến, bất quá, đối với nó tạo thành thương tổn, so sánh có hạn. Còn có một cái thái nhất tháp, ở nơi nào, lấy ra, ta cùng một chỗ thu, luyện ngục yêu long hung ác nói. Không nghe lời. Nó hơi có chút tức giận. Tại hắn lời nói âm vừa hạ xuống xong, nó dưới chân thiếu niên tóc trắng kia, duỗi ra ngón tay đâm một cái, một đạo đủ mọi màu sắc kiếm khí, lao vút mà đến. Đây là tới khôi hài. Luyện ngục yêu long nhìn không được cười lên, thân thủ móng vuốt, nhẹ nhàng một nhóm. Phốc phốc. Cái kia nhìn như nhỏ bé vạn kiếp kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng nó long trảo, thậm chí còn nổ lên đầy trời huyết hoa. Luyện ngục yêu long kêu đau đớn một tiếng. Sướng rồi không, Lý Thiên Mệnh ánh mắt đẫm máu, cắn răng hỏi. Thật là đảm lượng a, có ý tứ. Bất quá ta xác thực rất thoải mái, nguyên nhân là ngươi xem một chút bên kia. Luyện ngục yêu long ra bên ngoài nhất chỉ. Nó nói bên kia, là Lý vô địch chiến trường. Rầm rầm rầm. Tại bọn họ tam đại cổ chi thánh cảnh cường giả chém giết bên trong, non nửa ân thủy thành đã hoàn toàn sụp đổ. Vô số kiến trúc sụp đổ, bùn trong đàm 3 triệu người tuyệt vọng kêu thảm. Loại này đỉnh cấp cường giả giao phong, đã dọa sợ bọn họ. Trong mắt bọn hắn, Lý vô địch tóc máu như ma, lấy một địch hai. Đinh đinh đinh. Ba đạo thân ảnh, không ngừng biến hóa. Bản sự còn thực là không tồi, nhất là người cái này cái gì Lý thị thánh tộc huyết ma biến, đối nhục thể tăng phúc rất lớn, đáng tiếc, người cảnh giới kém hai trọng, không phải vậy, ta còn thực sự bắt không được ngươi. Hiên viên húc gần giọng cười lạnh. Đông Dương Càn, người đè lại hắn. Không có vấn đề. Càn đế hai tay đem luân hồi kính diện vung ra, đặt ở Lý vô địch trên đỉnh đầu. Ầm, cái kia kinh khủng trấn áp chi lực, để Lý vô địch hai chân quỳ trên mặt đất. Hành đại lễ a, không cần khách khí như thế. Càn đế cười to. Lý vô địch chết cắn hàm răng, cứ thế mà chống đỡ lên, một đao chặt chém, đem càn đế bổ bay ra ngoài. Khác vùng vẫy, quên rồi sao? Vi sinh vân tịch, chính là như vậy quỳ ở trước mặt ta. Đến bây giờ đều không tỉnh lại đây. Càn đế làm càn cười to. Im miệng đi, người đắc ý cái gì, hắn cầm bảo bối, người luân hồi kính diện cũng phải không, người đồng dạng sống không nổi. Lý vô địch nói. Châm ngòi ly gián, đây chính là phía dưới các loại thủ đoạn. Hiên viên húc thanh âm âm lãnh, kỳ thật vấn đề này rất mẫn cảm, làm trưởng khống hết thảy người, hắn không nguyện ý thảo luận. Hắn càng thêm hung sát, xuất thủ càng tàn nhẫn hơn. Đông Dương Càn. Ta để ngươi trấn trụ hắn. Biết. Càn đế mãnh liệt bạo phát, trong tay luân hồi kính diện không ngừng mở rộng, từ trên trời phủ xuống tới. Lý vô địch lần nữa bị khủng bố trấn áp. Trong lúc nhất thời, máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Ngươi đi chết đi, thiên viên húc hồng hoang nguyên thương, thiên biến vạn hóa, đánh thẳng tới. Làm. Cánh tay hắn chấn động, đem Lý vô địch đệ nhất kiếp đao bước lui, thừa dịp Lý vô địch bị luân hồi kính diện trấn áp. Lần nữa quấn lên tới. Phốc phốc, nhất thương đâm thủng ngực. Nếu không phải Lý vô địch tay, ấn thân thương một chút, cái kia hồng hoang nguyên thương, kém chút thì đâm xuyên qua Lý vô địch trái tim. Ngay cả như vậy, đây cũng là đả thương nặng. Xoẹt, thiên viên húc quất ra trường thương, xem thường cười một tiếng. Quá yếu, thật đáng buồn, người có thể thay đổi gì? Lý vô địch ở ngực ào 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 tích huyết, càn đế ngay tại điên cuồng cười to. Tiếp tục lấy luân hồi kính diện chân áp, ép tới Lý vô địch lần nữa quỳ xuống. Hiên viên húc, giết hắn a. Càn đế nói. Cái này đều đả thương nặng, lưu cho chính ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi lấy bảo bối. Hiên viên húc lãnh đạm cười một tiếng. Hắn tựa hồ không quá muốn,
lập tức liền giúp Càn Đế giải quyết phiền phức. Vạn nhất Càn Đế chạy trước đâu? Càn Đế khẽ giật mình. Ầm. Lý Vô Địch trấn khai luân hồi kính diện, hắn đã toàn thân nhuốm máu, nhưng là, máu me đầm đìa hắn, lại càng thêm dữ tợn, trong tay đệ nhất kiếp đao, lần nữa chỉ hướng Càn Đế. Như ngươi như vậy vẫn đục tiểu nhân, không xứng giết chết ta. Muốn mạng của ta, lão tử cho dù chết, cũng muốn làm chết ngươi. Hắn giống như điên cuồng, huyết tinh gầm thét một tiếng, vậy mà tại trọng thương phía dưới, ngược lại lần nữa xông về Càn Đế. Lồng ngực của hắn đang rỉ máu. Đây chính là ngươi Lý Vô Địch di ngôn sao? Càn Đế nhịn không được cười lên. Cái này đều nhất thương đâm thủng ngực, gia hỏa này còn đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi khi các ngươi cái gọi là Lý Thị Thánh Tộc, thật là bất tử bất diệt đâu. Hắn đều cười. Sẽ để cho ngươi kiến thức, Lý Vô Địch thanh âm sự lạnh lùng, như là cửu u chi hạ truyền đến. Hắn đã không quản được phía trên Lý Thiên Mệnh. Hắn đã đả thương nặng. Để Càn Đế trả giá đắt, là hắn giờ phút này, đến chết không diệt đấu chí. Hiên Viên Húc trực tiếp va vào thập phương chấn ma kết giới. Hắn liếc một chút thì khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đến phiên ngươi, thanh âm của hắn rất kích động, hai mắt chuyển hướng Lý Thiên Mệnh trong tay Đông Hoàng Kiếm, thần sắc tham lam. Không nghĩ tới, ta Hiên Viên Húc còn có thể có vận may như thế này. Thật sự là phong thủy luân chuyển a. Hắn đã hoàn toàn bị Đông Hoàng Kiếm hấp dẫn, trong mắt căn bản cũng không có Lý Thiên Mệnh, vừa mới tiến đến, hắn thì nhếch miệng cười một tiếng, chạy nhanh đến, trong tay Hồng Hoang Nguyên Thương chỉ hướng Lý Thiên Mệnh, động tác nhanh như thiểm điện. Coi như tại thời gian chàng bên trong, Lý Thiên Mệnh vẫn đem khống không ngừng vị trí của hắn. Mệnh của ngươi, dừng ở đây. Hiên Viên Húc thanh âm truyền đến thời điểm, hắn Hồng Hoang Nguyên Thương, đã đột nhiên xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, mũi thương chỉ hướng ánh mắt của hắn. Đây là một loại không thể chống cự cường đại. Siêu siêu siêu. Trường thương phá không, nhanh đến cực hạn. Nếu có thể để Lý Thiên Mệnh nhất kích mất mạng, không có chút nào kỳ quái. Tại cái này tuyệt vọng đất đèn hỏa quang ở giữa. Lý Thiên Mệnh duy nhất có thể làm sự tình, không phải nhấc lên Đông Hoàng Kiếm cùng Hiên Viên Húc giết nhau, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đem Thái Nhất Tháp kêu gọi ra, ấn ở trước mắt, để nó biến hóa đến lớn nhất, ngăn tại trước người. Làm. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, màng nhĩ đều muốn bị xé rách. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy, một khí thế bàng bạc đập vào mà đến, đem chấn động mà bay. Nhưng, hắn bất ngờ nhìn đến phía trước Thái Nhất Tháp sừng sững bất động. Cái kia Hiên Viên Húc Hồng Hoang Nguyên Thương, thì bị Thái Nhất Tháp chấn khai. Lý Thiên Mệnh đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn đối Thái Nhất Tháp trưởng khống trình độ tương đối thấp, nhưng Thái Nhất Tháp chủ phòng ngự, mở ra tầng thứ nhất về sau, thì vì Lý Thiên Mệnh cung cấp thần hồn tháp cùng tử phủ tháp chấn thủ, hắn bản thể càng là có thể ra bên ngoài bây giờ. Thu, Lý Thiên Mệnh dựa vào cùng Thái Nhất Tháp ở giữa liên hệ, tâm niệm nhất động. Thái Nhất Tháp về tới trong tay của hắn. Lần này trở về từ cõi chết, có thể nói là kinh tâm động phách. Đây chính là Thái Nhất Tháp A, quả nhiên rất không tệ, nhưng cũng tiếc, cũng chỉ có thể ngăn trở một lần. Hiên Viên Húc dữ tợn cười một tiếng, trong tay Hồng Hoang Nguyên Thương trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, lần nữa đánh tới. Thái Nhất Tháp đối với địch phương công kích ngăn cản 10 phần cồng kềnh, Hiên Viên Húc chỉ cần lấy tốc độ nhanh hơn, vòng qua Thái Nhất Tháp, chặn đánh giết Lý Thiên Mệnh. Vẫn dễ như trở bàn tay. Tử vong nguy cơ lại lần nữa buông xuống. Đây là một trận không có hy vọng chiến đấu. Siêu siêu. Thái Nhất Tháp căn bản ngăn không được, đối phương biến hóa thương đạo. Lý Thiên Mệnh thuần dựa vào cùng Thái Nhất Tháp ý niệm liên lụy, rất khó đem Thái Nhất Tháp vận dụng đến Đông Hoàng Kiếm loại trình độ kia. Lấy ra đi ngươi, Hiên Viên Húc vòng qua Thái Nhất Tháp, nhất thương xuyên thấu. Làm. Tiếng cọ sát chói tai vang lên lần nữa đến. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, bởi vì hắn phát hiện, vừa bị Hiên Viên Húc hất ra Thái Nhất Tháp, vậy mà tự mình ngừng lại một chút trước người hắn, tại cái này mạo hiểm trong nháy mắt, lại lần nữa chặn Hiên Viên Húc nhất thương. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là Hiên Viên Húc nghi hoặc, liền Lý Thiên Mệnh đều rất nghi hoặc. Thái Nhất Tháp mình tại động. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh biết rõ nói ra chân tướng. Nguyên lai là linh hồn kiếp phó. Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được nó. Đó là một cái vô hình bóng mờ, nó giấu ở Thái Nhất Tháp bên trong, lại hoặc là nói, nó cùng Thái Nhất Tháp, hòa thành một thể. Đây chính là linh hồn kiếp phó năng lực. Đương đương đương. Tại Lý Thiên Mệnh kinh dị thời điểm, Thái Nhất Tháp tự động biến hóa, chẳng những biến hóa vị trí,
còn biến hóa lớn nhỏ, nhiều lần đúng lúc chặn Hiên Viên Húc Hồng Hoang Nguyên Thương. Linh hồn kiếp phó là hỗn độn thần tộc, đến từ hỗn độn thần đế, cùng Thái Nhất Tháp cũng không quan hệ. Nhưng là nó lại có thể thao túng Thái Nhất Tháp, chẳng lẽ nói linh hồn kiếp phó năng lực, cũng là trưởng khống thần vật. Đây chỉ là Lý Thiên Mệnh suy đoán, hắn cùng Thái Nhất Tháp ở giữa liên lụy cùng trưởng khống, vẫn không gãy, nhưng là cái kia linh hồn kiếp phó lại có thể tự mình di động Thái Nhất Tháp. Cái này bản thân liền là một loại, không thể tưởng tượng năng lực. Thậm chí, tại một lần ngăn cản bên trong, nó thậm chí chuyển rời đến Hồng Hoang Nguyên Thương phía trên, cứ thế mà để cái kia Hồng Hoang Nguyên Thương chính xác trách đi. Thứ độ gì, Hiên Viên Húc mộng một chút. Hắn cự lực chấn động, mới đưa linh hồn kiếp phó theo Hồng Hoang Nguyên Thương bên trong bước đi ra, bất quá, hắn căn bản không nhìn thấy linh hồn kiếp phó. Một cái nháy mắt, linh hồn kiếp phó đã về tới Thái Nhất Tháp bên trong. Cái này Thái Nhất Tháp, còn sẽ tự động hộ chủ. Hiên Viên Húc ánh mắt càng sáng hơn. Lúc này thời điểm, luyện ngục yêu long nhẹ nhõm xé rách nguyên thủy ma khí, Hiên Viên Húc cùng nó vẫy tay, nói, tranh thủ thời gian tới, đem cái này Thái Nhất Tháp đè lại, ảnh hưởng ta sát nhân đoạt bảo. Thành, luyện ngục yêu long phi nhanh mà xuống, truy đuổi Thái Nhất Tháp. Phanh phanh, một trận tàn phá bừa bãi, nó cuối cùng đè xuống Thái Nhất Tháp, chết cắn lấy trong miệng. Kết thúc, Hiên Viên Húc lại lần nữa nhất thương đâm xuyên. Lần này, Lý Thiên Mệnh thật là cùng đường mặt lộ. Đối phương tốc độ nhanh đến, Lý Thiên Mệnh liền cảm khái thời gian đều không có. Nhất thương lao vút, thế như trẻ tre. Liền Lý Vô Địch đều bị nhất thương đâm thủng ngực, huống chi chính mình. Lý Thiên Mệnh ánh mắt huyết hồng, lấy tất cả lực lượng hội tụ tại Đông Hoàng kiếm bên trong, đi chống lại vận mệnh này. Hiên Viên Húc trường thương cuốn một cái, ép ra vạn kiếp kiếm cùng đế vực kiếm hoàng kết giới, mũi thương như rồng, không có thể ngăn cản. Gặp lại, hắn một tay cầm thương, cười lạnh một tiếng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết. Có rất nhiều tiếc nuối, thế nhưng là nhân sinh liền là như vậy đi, không ai có thể một mực thắng. Vận mệnh có lúc rất tàn khốc, đã vượt ra kế hoạch bên ngoài ngoài ý muốn, người nào cũng không ngăn được. Dù là Lý Thiên Mệnh chút xuống hết thảy, vẫn không đổi được kết cục này. Siêu siêu siêu. Ngay tại cái này chí mạng thời khắc. Lý Thiên Mệnh chợt nghe, kiếm khí âm thanh gào thét. Phốc phốc. Đột nhiên ở giữa, một đạo kiếm quang, theo bên tai của hắn xuyên qua, trong nháy mắt đâm vào Hiên Viên Húc cầm thương trên ngón tay. Phốc phốc. Hiên Viên Húc kêu đau đớn một tiếng, vậy mà bay thẳng ra một đầu ngón tay. Người nào? Đây là hai người bọn họ đồng thời nghi hoặc. Hiên Viên Húc vội vàng thối lùi mấy chục mét, trừng to mắt, hướng về Lý Thiên Mệnh sau lưng nhìn qua. Lý Thiên Mệnh đồng thời quay đầu. Trở về từ cõi chết về sau, hắn tập trung nhìn vào. Ở phía xa phế tích phía trên, đứng đấy một cái nam tử tóc đen. Hắn đứng nghiêm, tóc dài bó tại sau lưng, khuôn mặt ôn nhuận nho nhã, nhưng lại không mất bá khí, bắt mắt nhất chính là hắn một đôi mắt, cái kia vậy mà như hai mặt giống như tấm gương. Hắn nhìn thấy cái gì, trên gương liền sẽ hiện ra cái gì. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn ngây dại. Dương Thúc. Cái này bỗng nhiên xuất hiện, cứu mình nhất mệnh người, không phải liền là Mộ Dương sao? Ngoại trừ ánh mắt có biến hóa, hắn cùng trước kia giống như đúc. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh ngay sau đó liền phát hiện, Mộ Dương khí tức, có vô cùng cải biến cực lớn, đây tuyệt đối là cổ chi thánh cảnh khí tức. Thiên ý cảnh Mộ Dương, cùng mẫu thân vệ tịnh ra ngoài du lịch một năm, vậy mà thành cổ chi thánh cảnh. Đây quả thực đã vượt ra Lý Thiên Mệnh nhận biết. Hắn ngơ ngác nhìn Mộ Dương. Theo bên kia lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới trước mắt của mình. Có thể là bởi vì ánh mắt biến thành tấm gương, rất khó lại nhìn rõ sợ ánh mắt của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, khóe miệng của hắn hơi hơi câu một chút, hẳn là đang mỉm cười đi. Thiên Mệnh, đã lâu không gặp, hắn nói. Dương Thúc, thực lực của ngươi, Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng cơ hồ xé rách thanh âm truyền đến. Lý Mộ Dương. Thanh âm này đến từ Càn Đế. Chỉ thấy hắn ngừng tiến công, đứng chết chân tại chỗ, giống cái kẻ ngu một dạng nhìn lại. Ánh mắt không tệ, để ngươi nhận ra, Mộ Dương, từ tốn nói. Không có khả năng, ngươi đã chết, ta thân thủ giết ngươi. Ngươi cùng Tịnh Nhi chết ở cùng nhau. Càn Đế ánh mắt trợn trắng, trong lòng 10.000 cái khó có thể tin. Ta chuyển thế trùng sinh, hắn nói. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh vẫn không nghĩ ra đây hết thảy.
Trong lòng của hắn rung động cùng nghi hoặc, không thể so với Càn Đế thiếu. Nói đùa cái gì, không có khả năng, thượng thần đều khó có khả năng chuyển thế trùng sinh, ngươi một phàm nhân, tại cái này thêu dệt vô cớ cái gì. Hiên Viên Húc rơi mất một ngón tay, lúc này ngay tại nổi nóng. Hắn không biết Lý Mộ Dương là ai, nhưng là, hắn lại biết, người này là mình đạt được tam đại trọng bảo cản đường người. Hiên Viên Húc không tin, nhưng là Càn Đế lại lấy đờ đẫn ánh mắt nhìn lấy Lý Mộ Dương. Hắn mộng tới trình độ nào? Cái kia trọng thương Lý Vô Địch cùng Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng cùng một chỗ, vây giết đế thú, hắn đều không đi hỗ trợ. Không có khả năng, không có khả năng. Lúc trước hắn thân thủ giết Lý Mộ Dương, phong tồn tại băng quật hơn 40 năm, gần nhất hắn càng là thân thủ, đem hắn thi thể đánh thành vỡ nát. Hắn làm sao có thể, còn sống a? Lý Thiên Mệnh ngược lại là biết Lý Mộ Dương còn sống, có thể mấu chốt là, thế nào lại là chính mình Dương Thúc a? Hắn thấy được Dương Thúc trên thân, có hai cái biến hóa cực lớn. Đệ nhất, hai mắt tấm gương, thứ hai, cũng giống như mình hắc ám cánh tay. Nhưng hắn là Mộ Dương a. Ngươi là cha ta chuyển thế trùng sinh, Lý Thiên Mệnh não tử trống rỗng. Xác thực nói, ngươi là ta đời này nhi tử, Thiên Mệnh, quay đầu ta lại giải thích với ngươi hết thảy đi. Lý Mộ Dương ánh mắt khóa chặt Hiên Viên Húc, người này, hắn dám giết con ta đã xuất hiện, vậy liền đưa hắn đi chết. Cố Lộng Huyền Hư, chẳng cần biết ngươi là ai, tiếp đó, ngươi chính là một cỗ thi thể. Hiên Viên Húc nổi giận. Lý Mộ Dương thân thủ đẩy, đem Lý Thiên Mệnh trực tiếp đẩy đi ra hơn ngàn mét, mới rơi trên mặt đất. Hắn không cùng Lý Thiên Mệnh nhiều lời, tiện tay cầm một cái phổ thông binh khí, chỉ có mười mấy điều thánh thiên văn, thì cùng Hiên Viên Húc chém giết cùng một chỗ. Hắn cộng sinh thú, quả nhiên vẫn là đầu kia Mặc Kỳ Lân. Tuy nhiên, nó đã tiến hóa đến hơn 40 ngôi sao, nhưng ở phẩm cấp phía trên, hoàn toàn không có cách nào cùng Luyện Ngục Yêu Long so sánh. Nhưng thần kỳ là, Lý Mộ Dương nhất người một kiếm một kỳ lân, thật đúng là chặn Hiên Viên Húc. Chí ít xem ra, thế lực ngang nhau. Đinh đinh đinh. Hắn thi triển chiến quyết, bất quá chỉ là thiên địa nhân tam sát kiếm. Có thể mỗi một kiếm, đều có siêu thoát trần thế hàm ý, khiến người ta nhìn đến nhìn mà than thở. Cảnh giới của hắn đại khái cùng Lý Vô Địch tương đương, đoán chừng nhiều lắm là cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng, thậm chí binh khí, cộng sinh thú phẩm cấp, toàn bộ rơi vào hạ phong, có thể kiếm của hắn, hắn phương thức chiến đấu, hắn mỗi một kiếm bên trong biến hóa cùng huyền ảo, liền Hiên Viên Húc đều suy nghĩ không thấu. Đem đơn giản nhất kiếm quyết, giết ra tông sư cấp bậc kiếm ý, thậm chí ngay cả hắn cộng sinh thú, xuất thủ đều so Luyện Ngục Yêu Long càng xảo diệu hơn, càng hợp lý, đem mỗi một phần tất lực lượng đều vận dụng đến cực hạn. Dương Thúc, chính là ta cha. Lý Thiên Mệnh rung động tại trận chiến đấu này chém giết bên trong, rốt cuộc để ý xem rõ ràng sự thật này. Mẹ ta trước đó viết thư cho ta, nói lần sau gặp mặt, muốn hô Dương Thúc làm phụ thân, cái này lại là thật. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này thời điểm, khi đó hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cũng là cái kia, vứt bỏ Vệ Tĩnh hơn 20 năm phụ thân. Không đúng. Mẫu thân cùng hắn thanh mai trúc mã, đông thần vực người kia nếu là hắn, vậy hắn làm sao bỏ mặc mẫu thân của ta 20 năm mặc kệ. Lý Thiên Mệnh não tử, loạn thành một đống hổ gián. Hắn cần gấp giải thích, có thể nhìn thế cục bây giờ, cũng chỉ có thể các loại. Hy vọng hắn có thể đối phó Hiên Viên Húc. Chỉ có giải quyết Hiên Viên Húc, Lý Thiên Mệnh mới có hy vọng còn sống. Không nghĩ, nghĩa phụ đã trọng thương, không có thời gian. Cha xuất hiện, thủ hộ chính mình. Để cho mình trở về từ cõi chết, Lý Thiên Mệnh không để ý tới tâm lý những cái kia nghi hoặc, quyết định thật nhanh, vọt thẳng hướng về phía Càn Đế cùng Lý Vô Địch chiến trường. Càn Đế so Hiên Viên Húc dễ đối phó, không biết sao nghĩa phụ lúc trước bị Hiên Viên Húc trọng thương. Làm Lý Thiên Mệnh khẩn cấp trợ giúp thời điểm, thời gian đã chậm. Lý Vô Địch ở ngực bị xuyên thấu, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã tương đương đáng sợ. Nhất là, tại Càn Đế thất thần khiếp sợ thời điểm. Lý Vô Địch cắn chặt răng, tại hy vọng này ánh dạng đông đản sinh thời điểm, hắn bạo phát. Đi chết đi. Hắn giết không chết có luân hồi kính diện Càn Đế, nhưng hắn có thể sát đế thú. Rầm rầm rầm. Thái cổ huyết kiếp côn bằng cùng đế thú quấn quýt lấy nhau, thần thông khoảng cách gần oanh tạc. Lý Vô Địch toàn thân nhuốm máu, như tử thần giống như xuất hiện, trong tay đệ nhất kiếp đao chém vào đế thú trên ngực. Đây là bị Lý Thiên Mệnh vạn kiếp kiếm xuyên thủng địa phương. Hắn một đao kia đi xuống, cổ chi thánh cảnh lực lượng bạo phát. Giống.
Đế thú kêu thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ bị đao cương xé rách một nửa, thứ chín cái đầu trong nháy mắt hai mắt đen kịt, đang giãy giụa bên trong, ầm vang ngã xuống đất. Tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng hắn thương thế so Lý Vô Địch còn muốn lớn gấp 10 lần, đã hấp hối, sắp gặp tử vong. Chỉ còn lại như vậy một hơi treo. Chỉ cần đế thú vừa chết, tối thiểu càn đế càng không tương lai. Đây đã là bị hiên viên húc nhất thương trọng thương hắn, có thể làm đến cực hạn. Người mẹ nó cho lão tử chết, Lý Vô Địch lại lần nữa mấy cái đao, chém vào đế thú máu tươi vẩy ra, đế thú tuyệt vọng kêu thảm, hắn thống khổ so Lý Vô Địch lớn. Bất quá, sinh mệnh lực của nó thật đúng là ương ngạnh, dưới loại tình huống này, còn có thể giãy giụa, hô hoán nhắc nhở càn đế. Người muốn chết, càn đế trong đầu, đều vẫn là Lý Mộ Dương, có thể đế thú trọng thương, hắn không thể không giết trở về. Hắn xem xét liền thấy, đế thú sắp chết. Lý Vô Địch, ngày tận thế của ngươi đến. Cục thế bởi vì Lý Mộ Dương mà chuyển biến, càn đế lại lần nữa lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Hắn không kịp rung động, kịp phản ứng sau hắn, mục tiêu thứ nhất là cấp tốc chém giết Lý Vô Địch. Tại Lý Vô Địch chém giết đế thú thời điểm, hắn luân hồi kính diệt, trực tiếp chùm lên Lý Vô Địch trên đỉnh đầu. Rầm rầm rầm. Luân hồi kính diện áp lực, điên cuồng chấn áp. Phốc, Lý Vô Địch lần nữa phun máu, hắn kiên trì đến đã đầy đủ lâu, vừa rồi tất cả ý chí, đều dùng tại đổ sát đế thú phía trên, dẫn đến hắn lúc này căn bản gánh không được, luân hồi kính diện, điên cuồng chấn áp. Đều đi chết, đều chết cho ta, chết sạch sẽ, chết hết, chuyển thế trùng sinh rắm. Càn đế hai mắt lao vút chảy máu nước mắt đến, khí huyết quay cuồng, giống như điên cuồng. Ngươi sợ. Lý Vô Địch gắt gao chống đỡ, sau đó xoay người lại, cười lớn cùng càn đế đối mặt. Ta sợ cái gì? Ngươi sợ Lý Mộ Dương, ngươi sợ hắn. Ha ha, Lý Vô Địch cười to. Nói đùa, càn đế sắc mặt tái xanh. Lão quỷ, ngươi giết ta thì phải làm thế nào đây? Thiên mệnh chỉ cần bất tử, sớm muộn đến đem các ngươi cửu minh nhất tộc trên thế giới này dấu vết, xóa đi sạch sẽ, hiên viên húc vừa chết, lập tức liền đến phiên ngươi. Ngươi cho rằng tìm cái tiện nhân làm người giúp đỡ ngươi có thể như thế nào? Kết quả là, ngươi vẫn là xong đời. Lý Vô Địch cười như điên nói. Ngươi im miệng, càn đế thẹn quá hóa giận, luân hồi kính diện không ngừng hạ thấp xuống, ầm vang chấn tại Lý Vô Địch trên đỉnh đầu. Luân hồi ấn. Cái kia ấn ký che ở Lý Vô Địch trên đỉnh đầu thời điểm, hắn tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Cái kia vĩ ngạn bóng người, cho đến giờ phút này, vừa rồi ngã xuống. Tại ngã xuống sau cùng trong nháy mắt, hắn thấy được Lý Thiên Mệnh, chính từ phía sau lưng công kích càn đế. Sống sót. Đây là hắn sau cùng suy nghĩ. Càn đế tại thời khắc khẩn cấp, dùng luân hồi kính diện chặn lại, ngăn trở Lý Thiên Mệnh sát chiêu, lui về phía sau hơn mấy chục mét. Hắn ở trong quá trình này, hắn trả thân thủ, bắt lấy hôn mê Lý Vô Địch. Lý Mộ Dương trở về thì có ích lợi gì? Hơn 40 năm trước, hắn là ta vong hồn dưới kiếm. Hôm nay vẫn là đến chết, các ngươi hai cái cũng phải chết. Càn đế đem Lý Vô Địch ném ra ngoài, vậy mà đập vào phía sau hắn đầm lầy bên trong, mà đầm lầy bên trong, còn có 3 triệu ân thủy thành bách tính. Nghĩa phụ, Lý Thiên Mệnh ánh mắt huyết hồng, trước mắt lão giả này, đã sớm sốc lên hắn ngập trời biển lửa. Chỉ là đáng tiếc, Lý Vô Địch không thể nhiều chống đỡ một hồi, hắn vì chém giết đế thú, cơ hồ dùng hết thảy lực lượng. Đây chính là hắn cương liệt địa phương. Cho dù chết, hắn đều không muốn để cho càn đế dễ chịu. Hiện tại đế thú cũng chỉ có một hơi treo, cùng chết không có khác biệt. Lý Vô Địch cái này cổ chi thánh cảnh linh hồn, khẳng định rất màu mỡ, hắn dám đụng đến ta cộng sinh thú, liền để hắn cùng 3 triệu tiểu ngư nhi, cùng một chỗ vì ta huynh đệ liệu thương đi. Càn đế cười lớn, hắn tay nắm một thanh trường kiếm màu đen, ép ra thái cổ huyết kiếp côn bằng, đồng thời đem luân hồi kính diện ném vào đầm lầy. Nấu canh rồi. Hắn đây là muốn dùng luân hồi kính diện, đem hấp hối đế thú, theo kề cận cái chết phía trên lôi ra tới. Hắn tự mình đi trấn áp cổ huyết kiếp côn bằng, mà cái kia trọng thương đế thú, thì chui vào thiên văn trong kết giới. Cùng lúc đó, luân hồi kính diện đã chìm đến, đầm lầy dưới đáy. Hôn mê Lý Vô Địch, ngay tại luân hồi kính diện ngay phía trên. Ở tại bên người, còn có hốt hoảng 3 triệu người. Bệ hạ muốn làm gì? Giết ta nhóm. Cho đế thú kéo dài tính mạng. Trời ạ, 3 triệu người a, bệ hạ điên rồi, bệ hạ điên rồi. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, oa. Thê thảm tiếng khóc, tiếng gào truyền ra, trên mặt mỗi người đều viết đầy tuyệt vọng,
đây là lớn nhất tuyệt vọng thời khắc. Lý Mộ Dương xuất hiện, chỉ có thể tạm thời cuốn lấy Hiên Viên Húc, mà Lý Vô Địch lúc trước đã trọng thương, dẫn đến bây giờ căn bản không ai có thể ngăn lại điên cuồng càn đế. Lý Thiên Mệnh chỗ đã thấy là, bùn trong đàm, nguyên một đám ánh mắt tuyệt vọng, quỳ gối luân hồi kính diện phía trên. Cái kia luân hồi kính diện bắt đầu tỏa sáng bạch quang, chẳng mấy chốc sẽ lấy linh hồn của bọn hắn vi thực vật, 3 triệu người trong nháy mắt chết thảm. Lý Vô Địch nằm tại luân hồi kính diện chính giữa, hắn sẽ chỉ là cái thứ nhất. Càn đế ngăn trở thái cổ huyết kiếp côn bằng, làm càn cười to. Cứu ta, cứu ta. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều người cũng đã đầu đau muốn nứt, ngã lăn ở bùn trong đàm, sắc mặt trắng bệch, phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. A, à, tiếng kêu thê thảm, quả thực ở khắp mọi nơi. Ân Thủy Thành, như là trầm xuống địa ngục, cái này đầm lầy bên trong nước, không giống như là nước, mà chính là chảo dầu. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc bên trong, một cái thiếu niên tóc trắng, nhất quyền đánh nát thiên văn kết giới, trực tiếp vọt vào. Vô dụng, linh hồn của ngươi, cũng phải cống hiến cho, luân hồi kính diện. Càn đế cười to. Cái kia đế thú đã giấu ở luân hồi kính diện phía trên. Đây là luân hồi kính diện hấp thu mệnh hồn trạng thái, nghe nói, không ai có thể ngăn cản. Đây là cửu minh nhất tộc, đối luân hồi kính diện tối cao tầng thứ trưởng khống. Ông, tại càn đế lời nói âm vừa hạ xuống xong, Lý Thiên Mệnh thì va vào luân hồi kính diện phạm vi bên trong. Trong mắt của hắn, chỉ có Lý Vô Địch. Nghĩa phụ. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, toàn bộ hội tụ tại 2 chữ này phía trên. Không phải thân cha con, lại sớm đã là thân nhân. Nhìn đến hắn chúng luân hồi ấn, bị ném vào cái này luân hồi kính diện, sinh tử một đường, Lý Thiên Mệnh trong lòng ngập trời chi nộ, sẽ chỉ càng nóng nảy. Luân hồi kính diện. Kiều thần vật, chính là tội ác ngọn nguồn, nó chế tạo còn lại thần vật, cũng không từng chế tạo qua ngập trời tội nghiệt. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, thì cảm nhận được luân hồi kính diện đối hồn linh xé rách. Đó là kinh khủng nhói nhói. Nhưng là, hắn có thái nhất tháp, có thần hồn tháp. Cơ hồ là ngay đầu tiên, thần hồn tháp thì vững chắc lại Lý Thiên Mệnh linh hồn, để hắn ở bên trong, không bị ảnh hưởng chút nào. Thiên Mệnh, dùng 3 loại thần vật đánh nát nó. Luân hồi vòng xoáy trạng thái mặt kính, nó rất yếu đuối. Đúng vào lúc này, bên tai truyền đến Lý Mộ Dương thanh âm. Tốt! Lý Thiên Mệnh ánh mắt mãnh liệt, hắn dám xông tới, chính là vì phá hư, không nghĩ tới Lý Mộ Dương nói ra biện pháp, không phải ngăn chặn, mà chính là hủy diệt. Còn có cái gì, so với hủy diệt luân hồi kính diệt, càng phải hả hê lòng người. Trong tay hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, mà Thái Nhất Tháp tự động lơ lửng ở tại bên người, linh hồn kiếp phó đem khống chế rất tốt. Đến mức Dạ Lăng Phong, hắn cơ hồ là theo Lý Thiên Mệnh tiến đến. Hắn cùng hồn ma thần hồn đều rất cường đại, trong lúc nhất thời đều kháng trụ luân hồi kính diện lôi kéo xé rách. Tiểu Phong, phía trên. Cơ hội ngàn năm một thuở, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Đây là chế tạo thần đều 10 tỷ oan hồn tàn nhẫn ma vật, là nhân thần cộng phẫn tà khí. Ông, Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp cùng thập phương trấn ma trụ, cơ hồ tại đồng thời nện xuống, đánh vào luân hồi kính diện phía trên. Đinh, mũi kiếm, ngọn tháp cùng côn nhọn, 3 cái gần như đồng thời, nện ở cái này khinh bạc trên mặt kính. Bỗng nhiên, mặt kính phát ra một tiếng vang giòn. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, cái kia trên mặt kính ra đời vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt trực tiếp mở rộng, trong nháy mắt trải rộng nguyên một mặt tấm gương. Ầm. Sau một khắc trong nháy mắt, luân hồi kính diện, nổ tung vỡ nát. Đây là lịch sử tính một khắc. Lý Thiên Mệnh mắt thấy luân hồi kính diện phá nát, trong lòng cuồng hỉ, nhịn không được giống lớn một tiếng, phát tiết bên trong hôm nay trong lòng hết thảy phẫn nộ cùng biệt khuất. Luân hồi kính diện nát, càn đế, ngươi còn là cái thá gì? Hắn hai mắt huyết hồng, trong tiếng gầm giống tức giận, tại 3 triệu trong đám người, ôm lấy Lý Vô Địch. Để Lý Thiên Mệnh buông lỏng một hơi chính là, Lý Vô Địch tuy nhiên hôn mê, nhưng là khí tức còn tại, vấn đề không lớn. Hồn ma trước tiên tới, đem Lý Vô Địch cho nuốt vào, tại hắn thể nội, hắn chí ít có thể chậm lại thương thế chuyển biến xấu. Ngay sau đó, càng chuyện thần kỳ phát sinh. Tất cả luân hồi kính diện toái phiến, hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo quang mang, hướng về Lý Mộ Dương mà đi. Ta luân hồi kính diện, a, à, ta luân hồi kính diện, càn đế đứng chết chân tại chỗ, máu và nước mắt bão táp. Hắn giờ phút này tiếp nhận thống khổ, cơ hồ vượt qua con cháu chết hết. Qua, wow.
Hắn vậy mà tại chỗ khóc ồ lên, khắp khuôn mặt là cực hạn tuyệt vọng, sợ là tâm đều bị xé nứt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, cái kia luân hồi kính diện toái phiến, vậy mà toàn bộ hội tụ tiến Lý Mộ Dương trên hai mắt, dung hội trong đó. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có Lý Mộ Dương tự mình biết. Nhưng, Càn Đế đã tức giận đến thất khiếu chảy máu. Hắn vốn là biến thái cuồng ma, đã mất đi hắn thủ hộ cả đời bảo bối về sau, hắn tại chỗ thổ huyết. Ta muốn giết ngươi, hắn hình dáng như ma quỷ vọt tới, chỉ là, có thái cổ huyết kiếp côn bằng ngăn cản, hắn chả không đụng tới Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chính đang nghênh tiếp, hắn mới thu hoạch. Cái kia chính là chúng sinh thiên ý. Cái kia 3 triệu ân thủy thành bách tính, tại linh hồn xé rách trong thống khổ, tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Bọn họ nhìn đến, Lý Thiên Mệnh phá vỡ luân hồi kính diện, để bọn hắn theo trong quỷ môn quan trốn thoát. Rất buồn cười là, cái gọi là cổ chi đại đế, muốn tước đoạt bọn họ 3 triệu người mệnh. Mà chân chính đế quân, anh dũng chịu chết, cứu vãn thương sinh. 3 triệu không phải con số, mà chính là lít nha lít nhít tuyệt vọng đám người. Hắn cũng là Lý Thiên Mệnh. Hắn phá vỡ luân hồi kính diện, đã cứu chúng ta. Hắn mới cần phải là chân chính đế hoàng. Những thứ này lệ nóng doanh tròng nóng rực, bị bỏng tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Cặp mắt của hắn, có thể nhìn đến như thế nồng đậm chúng sinh thiên ý, tụ đến, làm dịu đế hoàng thiên ý, điên cuồng trưởng thành. Phá nát luân hồi kính diện, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, là một trận trên linh hồn siêu thoát. Cửu Minh nhất tộc, bởi vì luân hồi kính diện mà sinh, cũng muốn bởi vì luân hồi kính diện mà chết. Cặp mắt của hắn bộc phát ra vạn trượng quang mang. Hắn vốn là tại lằn danh đột phá, lúc này đế hoàng thiên ý mãnh liệt trưởng thành, vọt thẳng phá thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5, thậm chí đến gần vô hạn tầng thứ 6. Hắn thánh nguyên vốn là tại giới hạn giá trị, lúc này hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, rồi dào gia tăng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ra thánh tinh, hướng trong bụng nuốt vào. Đây mới là hắn cùng huỳnh hỏa, lần thứ nhất hấp thu thiên địa linh khí phương thức, tuy nhiên rất thô bạo, nhưng là, mệnh đều nhanh không có, còn sợ thô bạo sao? Dầm dầm dầm. Bên trong thân thể lực lượng, nổ tung trưởng thành. Thẳng đến sau cùng, hắn tại trong tuyệt cảnh, thành tựu đỉnh phong lực lượng. Thế mà, trước mặt hắn Càn Đế, còn không có đột phá thái cổ huyết kiếp côn bằng dây dưa. Càn Đế. Lý Thiên Mệnh hai mắt bốc hỏa, hắn xuất hiện tại đế thú bên người, cái kia hấp hối đế thú, chỉ có thể điên cuồng động đậy thân thể. Phốc phốc. Hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, một kiếm chặt chém. 9 cái đầu, trực tiếp bị chặt rơi 8 cái. Đế thú còn chưa có chết. Người đồng dạng nghiệp chướng nặng nề, người còn chưa tới thời điểm chết. Lý Thiên Mệnh âm lãnh cười một tiếng. Sau khi nói xong, hắn cùng Dạ Lăng Phong, hồn ma, còn có 3 đầu cộng sinh thú, lại thêm thái cổ huyết kiếp côn bằng, toàn bộ khóa chặt Càn Đế. Tiểu Phong, đem thập phương chấn ma kết giới nâng lên. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, Dạ Lăng Phong biết, cái này hắn cùng hồn ma. Chỗ có thể tạo được lớn nhất trợ giúp lớn. Còn lại, thì nhìn Lý Thiên Mệnh cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng. Có thái cổ huyết kiếp côn bằng tại, Lý Thiên Mệnh tựa như là cùng Lý Vô Địch, kề vai chiến đấu. Càn Đế, ta theo không nghĩ tới, mình sẽ ở hôm nay đối mặt với ngươi. Cái này nhất định là thượng thiên an bài, để cho ta tới vì ngươi, thanh tẩy tội nghiệt. Càng quan trọng hơn là, đưa ngươi mang cho cung chủ cùng nghĩa phụ luân hồi ấn. Gấp 1.000 lần gấp 1.000.000 lần còn cho ngươi. Lý Thiên Mệnh như đẫm máu hung thú, gầm thét một tiếng, hướng về phía cổ chi thánh cảnh tầng thứ 2, nhưng là đã mất đi luân hồi kính diện Càn Đế, trùng sát mà đi. Đến mức cái kia ân thủy thành 3 triệu dân chúng, thì bắt lấy cơ hội này, thoát ly cái này 2 đại chiến trường, xa xa chạy trốn. Trên thực tế, liền Bạch Mặc cùng Dạ Nhất bọn họ đều không đi, nói cho cùng, bọn họ vẫn là không cam tâm. Mà bây giờ, tất cả không cam tâm, đều ký thác vào Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong trên thân. Tại Lý Thiên Mệnh giết tới Càn Đế trước mắt thời điểm, càng thêm quen thuộc thập phương chấn ma trụ Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, đem cái kia kình thiên trụ lớn cắm vào trên chiến trường. Dạ Lăng Phong xếp bằng ở chấn ma trụ phía trên, một đường kình thiên, mà hồn ma thì tại thập phương chấn ma trụ phía dưới. Một tiếng oanh minh chấn động, màu đen nhánh thập phương chấn ma kết giới lần nữa bao phủ ra, phạm vi đạt tới 1.000 mét. Biên giới như là nhà tù, đem Càn Đế giam ở trong đó. Lý Thiên Mệnh cảnh giới đột phá, Đông Hoàng kiếm phía trên đế vực kiếm hoàng kết giới, đế chi kiếm khí hỏa hoàng chi kiếm khí phạm vi, đạt đến 300 mét,
chỉ cần tại Lý Thiên Mệnh địch nhân bên người, đều lại nhận cái này hai đại kiếm khí trùng sát, lại điệp ra thập phương trấn ma kết giới nguyên thủy ma khí, ngày này nhưng lực sát thương, liền đã khá kinh người. Dạ Lăng Phong, cũng là các ngươi Lý thị thánh tộc. Càn đế thanh âm khàn khàn, hắn đã khô già đi rất nhiều. Đó cũng không phải, hắn là nhiên hồn tộc. 20.000 năm, 80.000 tộc hồn, một cái linh hồn kinh thiên thiếu niên. Dạ Lăng Phong cảnh giới không cao lắm, hắn chỉ có thể đem chính mình hết thảy, cống hiến tại thập phương trấn ma kết giới phía trên, để cái kia nguyên thủy ma khí ngưng kết tại hồn ma trên thân, hồn ma ngưng kết nguyên thủy ma khí về sau, thân thể biến đến càng thêm to lớn, nó ba cái đầu gầm thét một tiếng, cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng cùng một chỗ, ngăn cản càn đế con đường sau này. Lại thêm Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, đã đem càn đế trùng điệp vây quanh. Nhiên hồn tộc, càn đế ánh mắt trắng bệch. Ba chữ này, chỉ sợ càng làm cho hắn cảm nhận được, cái gì gọi là diệt vong số mệnh. Luân hồi kính diện đã phá, đế thú sắp chết, con cháu chết hết, Lý Mộ Dương khởi tử hoàn sinh, đem Hiên Viên Húc chế trụ. Hiện tại, liền nhiên hồn tộc đều xuất hiện. A, càn đế thương xót vài tiếng, thổ huyết mấy ngụm. Đến phiên ta kéo đệm lưng, đều cho lão đầu tử sạch sẽ đi. Lão Tặc Thiên, ta mẹ ngươi chứ số mệnh. Hắn cầm hơn 90 điều thánh thiên văn trường kiếm, minh hà cổ kiếm, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Siêu! Một kiếm đánh tới. Oanh! Ở tại xuất thủ trước đó, Lý Thiên Mệnh càng mau ra hơn tay. Lam Hoang chạm Lam Hải ngục bộc phát ra đi, nước biển lật trời, đâm vào càn đế trên thân. Cơ hồ cùng một thời gian, cửu trọng hỗn độn lôi giới hỗn độn thiên kiếp cuồng bạo đánh xuống, càn đế lâm vào tại khương phi linh thời gian tràng bên trong. Còn đụng nát rất nhiều không gian tường, trong lúc đó bị hỗn độn thiên kiếp trúng đích nhiều lần, địa ngục truy hồn điện cái này thần thông càng là truy tung huyết khí, bổ tiến vào càn đế trên thân thể. Lão xúc sinh, tiếp lão tử một chiêu. Huỳnh hỏa từ trên trời giáng xuống, luyện ngục hỏa ảnh mấy vạn, lục đạo hỏa liên oanh tạc mà đến, cùng Lam Hoang thần thông đến đụng vào nhau, thủy hỏa đập vào, ngay sau đó luyện ngục hỏa ảnh đồng thời thi triển kiếm chiêu, trong kiếm chiêu, lẫn vào có 5.000 bất diệt kiếm khí, đâm xuyên mà ra. Phanh phanh phanh, mang theo nguyên thủy ma khí hồn ma lách mình đã đến càn đế sau lưng, cái kia tức giận thú mặt một tiếng gào rú, 6 quả đấm to điên cuồng nện gõ, quả đấm của nó phía trên mang theo linh hồn trùng kích, nguyên thủy ma khí nhiễm, càng là có thể ăn mòn huyết nhục, mê hoặc hồn linh. Thập phương trấn ma kết giới uy lực, đều ra chỉ tại hồn ma trên thân, có lẽ không đối phó được Hiên Viên Húc cùng luyện ngục yêu long, nhưng vây công càn đế, vẫn có thể tạo thành uy hiếp rất lớn. Thậm chí còn có thái cổ huyết kiếp côn bằng thần thông, huyết ma kiếp, cuốn tới, hóa thành lấy ngàn mà tính huyết sắc chim nhỏ, lít nha lít nhít va chạm hướng càn đế, để hắn căn bản không có né tránh không gian. Những thứ này vây công nhiều thủ đoạn, mấu chốt là mỗi một loại đều rất mạnh. Đây cơ hồ là tương đương với ngũ đại cộng sinh thú thần thông trùng kích, còn lăn lộn có hồn ma linh hồn trùng kích, phủ đầu đánh vào càn đế trên thân. Ha ha ha! Càn đế điên cuồng cười to, tay cầm minh hà cổ kiếm. Cái kia đẫm máu ánh mắt, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh một người. Hắn cơ hồ không nhìn tất cả thần thông công kích, liền muốn giết Lý Thiên Mệnh một cái. Càn đế cầm kiếm đánh tới. Trung phẩm cổ thánh chiến quyết đoạt thiên kiếm quyết. Một kiếm đoạt thiên, đây là một loại bá đạo vô song ý chí, nhanh đến cực hạn, để hắn né tránh chí ít một nửa thần thông, mấy chục đạo hỗn độn thiên kiếp bổ vào hắn trên thân, đem hắn bổ đến toàn thân cháy đen, vậy mà đều không có ngăn cản hắn thế xông. Ngay tại hắn đến Lý Thiên Mệnh trước mắt trong nháy mắt, Thái Nhất Tháp đột nhiên xuất hiện, ngăn tại hắn trước mắt, càn đế đoạt thiên kiếm quyết trúng đích cái kia cao tốc xoay tròn Thái Nhất Tháp phía trên, bị trực tiếp mang lại, linh hồn kiếp phó mang theo cái kia Thái Nhất Tháp đứng vững hắn một kiếm, đột nhiên biến lớn, đâm vào càn đế trên thân. Ầm ầm, càn đế lại lần nữa phun máu, ngược lại lui ra ngoài thời điểm, bị Huỳnh Hỏa Xích Viêm Hoàng kiếm đâm trúng bắp đùi, tại chỗ huyết nhục văng tung tóe. Ầm. Hồn ma quyền đầu đập vào trên người hắn, đem càn đế đập xuống đất, liên tục đánh mười mấy quyền. Xì xì xì. Ngay sau đó thì có rất nhiều máu ma kiếp, xông vào càn đế thân thể. Cút. Càn đế thánh nguyên bạo phát, đem rất nhiều máu ma kiếp đánh bay, đồng thời cũng theo hồn ma trong công kích trốn thoát. Dù là hắn là người cô đơn, cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai thánh nguyên, vẫn đầy đủ hung mãnh. Hắn vừa trốn thoát, thì lại tìm Lý Thiên Mệnh. Nhưng là, người đâu? Nhìn lại, sát cơ đột nhiên mà đến. Một cái thiếu niên tóc trắng tay cầm đông hoàng kiếm, một kiếm bạo phát,
vạn kiếp kiếm hội tụ đế vực kiếm hoàng kết giới. Một kiếm này uy lực, so rất nhiều cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng đều mạnh hơn. Làm, Càn Đế tay cầm bị đánh rách tả tơi, Minh Hà cổ kiếm kém chút tuột tay. Lão quỷ, tuyệt vọng tư vị như thế nào? Lý Thiên Mệnh lửa giận ngập trời, nói chuyện trong nháy mắt, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Phốc suy, liên tục lưỡng kiếm tại đất đèn hỏa quang ở giữa, đâm vào Càn Đế bụng dưới. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh là muốn phế bỏ hắn thánh cung. Bất quá, đối phương thánh nguyên rất mạnh, trực tiếp tại đâm vào hắn huyết nhục thời điểm, đem Đông Hoàng kiếm đều chấn động đến chệch hướng ra. Càn Đế cười lớn một tiếng, thân thủ nhất quyền, đánh vào Lý Thiên Mệnh hắc ám trên cánh tay, đem chấn bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh khóe miệng đổ máu, có thể dáng vẻ như vậy hắn, sẽ chỉ càng đẫm máu, càng dữ tợn. Người loại này xúc sinh, có thể sống đến bây giờ, cần phải cảm tạ thượng thương. Càn Đế đang muốn nói chuyện, liền bị thái cổ huyết kiếp côn bằng móng vuốt trúng đích, phần lưng xé rách ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Ông! Lam Hoàng Hồng mông âm ba hướng đụng tới, nổ hắn hai lỗ tai bạo huyết. Cảm tạ, đây là thượng thiên, ghen ghét ta thượng cổ hoàng tộc. Hắn đang sợ chúng ta. Càn Đế máu me đầm đìa đứng lên, điên cuồng cười to. Ngươi sai, thiên đạo quy tắc chỉ trưởng đại đạo, các ngươi cửu minh nhất tộc, bất quá là thiên đạo con kiến hôi, ngẫu nhiên trộm đến sinh cơ truyền thừa, thì vọng tưởng lược đoạt thiên địa. Tội nghiệt quân vương chi đạo, sớm muộn có chân chính đế hoàng thu thập các ngươi. Ngày hôm nay thế thiên hành đạo người, chính là ta Lý Thiên Mệnh. Hắn hai mắt mặt trời gay gắt thiêu đốt, ma nhật mãnh liệt, Đông Hoàng kiếm ở tại trong hai tay, bạo phát ra vạn trượng phát sáng. Ngươi là chân chính đế hoàng. Ha ha, Càn Đế xem thường cười to, ngươi quá non, coi như đồ diệt ta nhất tộc, các ngươi những thứ này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cũng vĩnh viễn nghiền không ép được, ta thượng cổ hoàng tộc kinh thiên ý chí. Chúng ta nhất tộc, vĩnh thế bất diệt. Nằm mơ. Lý Thiên Mệnh toàn thân sát cơ, theo ở ngực phát ra, cơ hồ là cùng một thời gian, hắn cùng ba đầu cộng sinh thú, tăng thêm linh hồn kiếp phó thao túng thái nhất tháp, còn có hồn ma cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng, nóng nảy xuất thủ. Rầm rầm rầm, Càn Đế căn bản ngăn không được, nhiều như vậy thần thông trùng kích. Ở trong đó bên trong, còn có huỳnh hỏa đánh lén cùng hồn ma linh hồn nhói nhói, hoàn toàn khác biệt loại hình công kích, vào lúc này chồng chất lên nhau. Mỗi một cái. Càn Đế đều khó có thể đối phó, lại càng không cần phải nói toàn bộ. Lý Thiên Mệnh, tiểu bằng hữu, ta nói ngươi quá non. Ta hôm nay có thể chết, nhưng là, ngươi cũng phải tiếp nhận vĩnh thế tra tấn, chết không có chỗ chôn. Càn Đế điên cười to, tại lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một bản cẩn trọng thiên văn thư. Từ nơi này độ dày nhìn, chỉ ít ngũ tinh. Ngũ tinh thiên văn thư có tiền mà không mua được, so huyết kiếp kết giới giá trị cũng cao hơn mấy lần. Càn Đế lấy huyết dẫn động, hắn uy lực kinh khủng, đột nhiên khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Cùng ta đấu, ngươi cho dù có tuyệt thế thiên tài, xứng với làm đối thủ của ta, thậm chí để cho ta tuyệt vọng, nhưng, trả lại không phải phải chết. Hắn lúc nói chuyện, cái kia ngũ tinh thiên văn thư đã dẫn động, chí mạng tử vong nguy cơ buông xuống. Đây là thần hồn tịch diệt thư, Khương Phi Linh khẩn trương nói. A, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn một chút phản ứng đều không có. Mà chính là như thiêu thân lao vào lửa, xông về Càn Đế. Ong ong ong, thái nhất tháp xuất hiện tại Càn Đế đỉnh đầu, ầm vang chấn áp, đè vào Càn Đế trên đỉnh đầu. Càn Đế chỉ có thể dùng Minh Hà cổ kiếm chống đỡ, sau đó đem cái kia thần hồn tịch diệt thư, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Gặp lại, Lý Thiên Mệnh. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cười đến làm càn, xem ra rất vui vẻ. Tại hắn trong bóng tối, thần hồn tịch diệt thư hóa thành vô hình. Trong nháy mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, tuôn ra nhập thức hải. Càn Đế cơ hồ có thể tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh tại chỗ linh hồn bị chu sát, ngã xuống đất chết thảm dáng vẻ. Ông! Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhắm mắt lại, giống như thật trúng chiêu. Thế nhưng là sau một khắc, làm hắn mở mắt thời điểm, vạn kiếp kiếm cùng đế vực kiếm hoàng kết giới uy lực, bạo phát tới được đỉnh ngọn núi. Thần hồn tịch diệt thư! Dao động được thần hồn tháp sao? Cầm loại này! Linh hồn công kích, thiên văn thư làm át chủ bài, tới đối phó ta, người lão năm si ngốc đi. Lý Thiên Mệnh kinh thiên nhất kiếm, tại thái nhất tháp nghiền nát Càn Đế thời khắc, bạo sát mà đến. Một kiếm, kinh diễm thiên địa. Thái nhất tháp chùm lên Càn Đế trên ót. Phốc phốc, Đông Hoàng kiếm xuyên thấu Càn Đế thánh cung. Cái kia thô to thân kiếm, trực tiếp theo trên thân thể xuyên qua.
xoẹt. Rút kiếm mà ra, thiên địa linh khí điên cuồng chút xuống. A, à, lực lượng của ta, lực lượng của ta. Càn Đế đầu đã nứt toác, hai mắt tràn đầy huyết, hắn duỗi tay đè chặt thánh cung, nhưng lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ầm. Hắn hai chân quỳ trên mặt đất, quỳ gối Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh để linh hồn kiếp phó rút lui trước dưới, Càn Đế đã bị Thái Nhất Tháp ép thành thịt nát. Đây không phải lực lượng của ngươi, đây là ngươi phạm vào tội. Lý Thiên Mệnh vươn tay, mang theo Càn Đế tóc, để hắn ngẩng đầu lên. Ha ha, Càn Đế nhìn hắn một cái, hắn chả đang cười, còn muốn giơ lên Minh Hà cổ kiếm, đến chém giết Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng là một kiếm này, hắn bổ vào Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, lại không chém vào được đi huyết nhục. Làm phàm nhân tư vị như thế nào? Có lẽ, làm con cá nhỏ, tư vị, như thế nào a? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Lão quỷ, ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi một bộ cần câu, hiện tại để ngươi thử một chút, ta chờ cơ hội này, đã đợi quá lâu. Hắn theo tu di giới chỉ bên trong lấy ra một cái cần câu, đây chính là thánh thú binh, lưỡi câu có thể sắc bén. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cầm lưỡi câu, đâm vào trên cái miệng của hắn, cần câu hất lên, đem cái này Càn Đế câu lên đến, ném vào Lam Hoang Trạm Lam Hải Ngục bên trong. Phanh phanh phanh, cần câu tại trên nước điên cuồng vung vẩy. Ba, Càn Đế đập xuống đất, thánh nguyên tiêu tán về sau, huyết nhục của hắn bắt đầu biến chất, tóc toàn bộ hoa râm, bắt đầu có nếp nhăn, bắt đầu biến lưng còng, thậm chí còn có da đốm mồi. Ngươi rất sợ chết đúng không? Sợ lão thật sao? Yên tâm, người tiếp đó, muốn chết đều không chết được. Đã từng bày mưu tính kế câu cá, bây giờ lại như con cá, bị Lý Thiên Mệnh câu đi lên. Càn Đế trừng to mắt, hai mắt vô thần nhìn lấy hắn. Chánh thức mất đi lực lượng, chánh thức lâm vào lúc tuyệt vọng, hắn có mới trải nghiệm. Hiện tại, hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh cầm lên hắn tóc trắng, xách trên tay. Lão nhân này đã hấp hối, Lý Thiên Mệnh còn thật lo lắng. Một thanh cẩn thận bắt hắn cho giết chết. Càn Đế, luân hồi kính diện vỡ vụn, người con cháu chết sạch sẽ, người quãng đời còn lại chỉ xứng sống ở trong cơn ác mộng. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi cái gọi là thượng cổ hoàng tộc ý chí, bị chúng ta dẫm tại dưới chân, hóa làm phấn vụn sao? Hiện tại, tương lai, mảnh đất này, lại không ngươi cửu anh tưởng liễu, các ngươi hết thảy, đều chỉ phối bị đời sau thoá mạ, nguyền rủa. Ngươi còn lừa mình dối người. Cùng ta tại cái này nói vĩnh thế bất diệt sao? Không có ý tứ, các ngươi đã bị diệt. Ba ba ba. Liên tục tam ba trưởng, đem Càn Đế đánh thanh tỉnh điểm. Ha ha, Càn Đế còn tại cười. Cười gì vậy? Không sao, Hiên Viên Húc, vẫn là sẽ giết sạch các ngươi. Há, ngươi còn đối với hắn ôm lấy hy vọng đâu? Ngươi hướng bên kia nhìn xem. Càn Đế mờ mịt quay đầu, lưỡi câu còn đâm vào trên cái miệng của hắn đâu? Cái này khiến hắn xem ra rất đáng thương. Thế nhưng là loại này đáng thương, mới là đối cái này thiên địa chính đạo, lớn nhất châm chọc. Càn Đế nhìn đến chính là Hiên Viên Húc quỳ gối Lý Mộ Dương nhãn trước, cúi đầu nôn ra máu, mà cái kia luyện ngục yêu long, đã bị xé nứt thành hai đoạn. Máu chảy khắp nơi trên đất. Tiểu Phong, giúp ta nhìn một hồi, khác để hắn chết. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, Dạ Lăng Phong đứng ở Càn Đế trước mặt. Lý Thiên Mệnh hướng về Lý Mộ Dương bên kia mà đi. Ngươi, Nhiên Hồn tộc, Càn Đế hỏi. Đúng. Có cảm tưởng gì? Thật là thoải mái, Dạ Lăng Phong nói. Ha ha, thế nhưng là ngươi nhất tộc gặp tội, xa không chỉ chúng ta hoàng tộc nhiều như vậy, chúng ta vẫn là kiếm lời. Các ngươi tiền bối, chết không nhắm mắt a. Càn Đế cười to. Ngươi sai, đệ nhất, diệt đi ngươi cửu minh, là ta tiền bối duy nhất tâm nguyện, đã hoàn thành. Thứ hai, Thiên Mệnh ca sẽ để cho ngươi nỗ lực nghìn lần vạn lần đại giới, ngươi chờ. Dạ Lăng Phong nói. Hắn mặc dù không có thân thủ, giết bao nhiêu thượng cổ hoàng tộc, nhưng là một lần kia thập phương chấn ma kết giới ngăn cơn sóng dữ, còn có hôm nay quyết chiến, hắn đều cống hiến lực lượng khổng lồ. Nếu là không có hắn, đạo cung sao có thể phản sát thượng cổ hoàng tộc. Nếu bàn về công lao, Dạ Lăng Phong, tuyệt đối giành công rất to. Lý Thiên Mệnh đứng tại Hiên Viên Húc trước mắt. Thánh cung ta đã phế đi, người cho ngươi. Lý Mộ Dương nói. Luân hồi kính diện nát, nghĩa phụ ta cùng cung chủ có thể thanh tỉnh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được, giao cho ta, Lý Mộ Dương nói. Một hồi gặp, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, ta đi trước, Lý Mộ Dương nói xong, tiến về Càn Đế bên kia.
ân oán của hắn, toàn bộ đều tại càn đế trên thân. Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Húc đối mặt. Ngươi dám giết ta, ta Thái Cổ Thần Vực người, tuyệt đối đổ diệt toàn tộc các ngươi. Hiên Viên Húc sắc mặt đau thương, đã sớm toàn thân run rẩy. Vừa mới ngươi rất phách lối a, kém chút giết ta, còn thọc nghĩa phụ ta nhất thương. Lý Thiên Mệnh âm lãnh cười một tiếng. Ngươi trẻ tuổi, nói điều kiện đi, lưu ta một đầu sinh lộ, ta dẫn ngươi đi Thái Cổ Thần Vực, để ngươi ở bên kia nhất phi trùng thiên a. Hiên Viên Húc sầu thảm nói. Ta cần phải ngươi sao? Lý Thiên Mệnh nhặt lên mặt đất một cây thương, hỏi, đây là binh khí của ngươi. 99 điều thánh thiên văn, tuyệt đúng không sai. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Húc trừng mắt, toàn thân co rút, hiện tại Lý Thiên Mệnh, để hắn cảm nhận được chí mạng hoảng sợ. Ngươi làm tổn thương ta một không có, ta từ trước đến nay gấp trăm lần hoàn trả, ngươi thọc nghĩa phụ ta nhất thương, ta hôm nay muốn đâm ngươi 100 thương, chịu đựng đừng chết, muốn là tiếp tục chống đỡ được, ngươi liền có thể sống. Lý Thiên Mệnh thanh âm lãnh đạm, mặt không biểu tình, tựa như là tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Khác a, khác a. Hiên Viên Húc lúc nói chuyện, bắp đùi đã bị xuyên thủng. Lúc này mới thương thứ nhất, tranh giành điểm khí, đừng ném Thái Cổ Thần Vực mặt. A, a. Một phút sau, ngươi có thể coi như không tệ, sau cùng nhất thương. Lý Thiên Mệnh nói. Dưới chân hắn người kia, toàn thân nhuốm máu, trên thân thủng trăm ngàn lỗ. Khí lực nói chuyện đều không có, chỉ có lông mi còn có thể động. Hắn cảm nhận được tuyệt vọng cùng thê thảm. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh nhất thương đính tại trong trái tim của hắn, xoay người rời đi. Hiên Viên Húc co do, không động đậy được nữa. Lý Thiên Mệnh trở về thời điểm, Lý Mộ Dương hòa Càn Đế, đứng đối mặt nhau. Lý Mộ Dương đứng đấy, Càn Đế quỳ. Ta chuẩn bị thu ngươi cùng đế thú hồn phách, để ngươi vĩnh viễn bất tử, vĩnh thế tiếp nhận cô độc. Người có vô tận thời gian, có thể đi suy nghĩ nhân sinh, đi suy nghĩ người, trời, đạo quan hệ trong đó. Lý Mộ Dương nói, trong nhân thế chuyện đáng sợ nhất, cũng là cô độc. Ngươi lợi hại, vẫn là ngươi hiểu ta, ta sợ hãi, Càn Đế thanh âm mờ mịt, giờ khắc này hắn, mới tính là chân chính hoảng sợ. Thật tốt hưởng thụ đi, đây là ngươi nên được, một mình ngươi, vì ngươi toàn tộc chuộc tội, Lý Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh đều nghe được có chút dùng mình. Vô tận cô độc là cái gì? Một người, đợi tại một cái phong bế trong không gian, rất thanh tịnh. Một ngày, chỉ sợ còn có thể kiên trì. Vĩnh viễn không có điểm dừng, đó là cái gì ác mộng? Nhân quả tuần hoàn, đều có báo ứng, thiên đạo như thâm uyên, ngươi chỉ hiểu một hai lục bình, 10 triệu bị uổng chắc thiên nói. Ngươi tại cô độc bên trong suy tư trăm năm, liền biết cái gì là thiên đạo, suy tư ngàn năm, liền biết, cái gì gọi là thiên phạt. Suy tư vạn năm. Ngươi liền biết, vĩnh hằng thế gian, ngươi bất quá là không có ý nghĩa vi trần. Chỉ là phàm nhân, chỉ xứng phủ phục run rẩy. Con kiến hôi, ngươi còn muốn nghịch thiên. Lý Mộ Dương thanh âm thâm thúy, lời hắn nói, hoàn toàn đã vượt ra Càn Đế cảnh giới. Đông Dương Càn, dùng lại nói của ngươi, ngươi cũng chính là thiên đạo phía dưới một con cá, ngươi còn dám ăn cá, ngươi để thiên đạo ăn cái gì? Lý Mộ Dương, chấn động đến Càn Đế ánh mắt trắng bệch. Ta, Càn Đế, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Nhân gian lớn nhất hoảng sợ, chính là hắn cái dạng này. Tịnh Nhi, đến đây đi. Lý Mộ Dương hướng về phương xa vẫy tay. Một nữ tử, bồng bềnh mà tới. Lý Thiên Mệnh cùng Càn Đế, đồng thời ngây dại. Tịnh Nhi, ngươi cũng không chết, ngươi. Chuyển thế trùng sinh rồi. Càn Đế một đôi con ngươi, sắp rơi xuống. Rất may mắn chỉ cùng ngươi gút mắc qua cả đời, ta hận ngươi. Nàng nói, nàng cũng là vệ tịnh, nhưng tại Càn Đế trong mắt, nàng là Khương Linh Tịnh. Chuyển thế trùng sinh, Lý Thiên Mệnh trong đầu vẫn là rối loạn, hắn cần gấp Lý Mộ Dương, cùng hắn nói rõ ràng đây hết thảy. Bao quát, hắn vì cái gì không sớm một chút xuất hiện. Hận, hận, Càn Đế quỳ nằm dạp trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Khác cảm khái, ngươi có nhiều thời gian, tạm biệt đi, Lý Mộ Dương nói. Đông Dương Càn. Vệ tịnh không muốn xem hắn, bả vai nàng dốc hết ra bỗng nhúc nhích, nói, cảm ơn ngươi dưỡng dục tri ân, nhưng ngươi tội đáng chết vạn lần. Ô ô, Càn Đế phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc, thê thảm ngã trên mặt đất. Lý Mộ Dương nhất trưởng đánh vào trên đầu của hắn, nắm một luồng xương trắng, vậy mà dung nhập cặp mắt của hắn bên trong. Càn Đế, kết thúc. Giống như Lý Mộ Dương nói như vậy, hắn sẽ cô độc vĩnh cửu.
Hiên Viên Húc có thể trăm thương mà chết, đối Càn Đế mà nói, cái kia sẽ chỉ là khó có thể tưởng tượng may mắn. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Mẹ, hắn lệ nóng doanh tròng. Thiên Mệnh, Vệ Tịnh giang hai cánh tay, đem hắn ôm vào trong ngực. Cái này một cái ôm ấp, xa cách đã lâu, cả đời khó quên. Sinh tử luân hồi, còn có thể có gì lúc, mới có thể có dạng này ấm áp. Thiên Mệnh, Lý Mộ Dương ánh mắt nghiêm túc. Gọi cha, Vệ Tịnh nói. Cha, Lý Thiên Mệnh dứt khoát hô lên thanh âm. Hắn biết, tiếp đó, bọn họ nhất định sẽ cho mình đáp án. Ừm, Lý Mộ Dương nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn vươn tay, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, gần từng chữ một. Ta lần này xuất hiện tại bên cạnh ngươi, thuộc về hỏng đại sự, ngươi chỉ có một cái canh giờ, cùng bọn hắn cáo biệt, sau đó lập tức muốn tiến về, tử linh rãnh trời, mới có thể tránh né một đạo sinh tử đại kiếp. Lý Thiên Mệnh ngây người tại chỗ. Càn Đế cùng đế thú, đều bị Lý Mộ Dương trong miêu tả khủng bố trừng phạt về sau, bao quát Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh ở bên trong, mọi người cùng một chỗ trở về thập phương đạo cung. Trên đường, Lý Mộ Dương tựa hồ là lấy cái kia như giống như tấm gương hai mắt, đem Lý Vô Địch trên ót, luân hồi ấn, cho khứ trừ. Lý Vô Địch chuyển tỉnh lại, vấn đề đã không lớn. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lý Mộ Dương, lại nhìn thấy tất cả mọi người tại, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn liền biết, Càn Đế cùng Hiên Viên Húc, đã xong đời. Huynh đệ, ngươi được đấy, sớm biết ngươi rất nhiều phê, không nghĩ tới ngươi thật có thể đi ra, ngăn cơn sóng dữ. Duy nhất khuyết điểm cũng là xuất hiện quá muộn, làm hại ta không thể hiện trường quan sát ngươi đựng. Đại sát tứ phương, hiếu học tập một số kinh nghiệm. Lý Vô Địch vỗ Lý Mộ Dương bắp đùi, đại cười nói. Các ngươi nhận biết, Lý Thiên Mệnh lộn xộn. Gặp qua một lần, ta còn hướng Vô Địch huynh đệ đòi hỏi một chút bảo bối. Thiên Mệnh, là ta ủy thác hắn, để hắn đừng nói cho ngươi, hành tung của chúng ta. Lý Mộ Dương nói. Thì là các ngươi bắt đầu, du lịch, khi đó. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, Lý Mộ Dương gật đầu. Lý Vô Địch hướng Dạ Nhất cùng Bạch Mặc, biết một chút đại khái tình huống, hắn nghe nói Lý Mộ Dương bọn họ còn có chuyện quan trọng, liền vội vàng nói, Thiên Mệnh, ta cái này tiện nghi lão tử đã nhặt về mạng nhỏ, khác để ý đến, các ngươi một nhà ba người, tranh thủ thời gian ôn chuyện đi thôi. Lý Mộ Dương trước đây nói câu nói kia, hiển nhiên thời gian cấp bách, cái này vừa cứu trở về Lý Vô Địch, bọn hắn một nhà ba miệng, an vị tại Lam Hoang trên thân. Theo đường thủy chạy về thập phương đạo cung. Đương nhiên, tăng thêm giải trừ phụ linh Khương Phi Linh. Lúc này thời điểm trở về thập phương đạo cung, một mặt là vì để cho Lý Mộ Dương vì vi sinh vân tịch giải trừ luân hồi ấn, một phương diện thì là vì để Lý Thiên Mệnh, cùng thần quốc thân nhân bằng hữu cáo biệt. Lam Hoang trên lưng. Linh Nhi cô nương, thật tốt. Vệ Tịnh cười tủm tỉm nói chuyện, ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhu Di tốt, tốt lâu không thấy. Khương Phi Linh khẩn trương nói. Chúng ta biết đại khái, các ngươi tại thần táng phát sinh sự tình. Ngươi về sau, có thể phải thật tốt bảo hộ nhà chúng ta Thiên Mệnh nha. Vệ Tịnh nói. Bảo hộ, Khương Phi Linh có chút mộng. Vệ Tịnh mỉm cười, không có nói đoạn dưới, bởi vì lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Mộ Dương đứng đối mặt nhau. Cha, từ nơi nào bắt đầu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Luân hồi kính đi, dù sao ngươi hiếu kỳ. Lý Mộ Dương ánh mắt ôn hòa. Trong mắt của hắn Lý Thiên Mệnh, tại đã trải qua Chu Tước quốc báo thù, Đông Hoàng cảnh nghịch thiên cải mệnh, hơn nữa thần quốc huyết tinh tranh bá về sau, đã triệt để trưởng thành lên, tạo thành một cái ý chí kinh thiên nhân cách. Luân hồi kính, đây không phải là gọi, luân hồi kính diệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nhìn lấy, Lý Mộ Dương hai tay một dẫn, hắn hai bên hai mắt, mỗi người đi ra một chiếc gương, sau đó hợp hai làm một, hình thành một cái trái phải hai mặt tấm gương, trên đó còn có thanh đồng khảm một bên. Xem ra vô cùng phong cách cổ xưa. Ta cái này gọi luân hồi kính, cửu minh nhất tộc cái kia, gọi là luân hồi kính diện, từ đầu đến cuối, đều có một cái, mặt, chữ khác nhau. Lý Mộ Dương nói, bọn họ có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh biết, Càn Đế dùng luân hồi kính diện, cho vi sinh vân tịch cùng Lý Vô Địch gieo xuống, luân hồi ấn, vốn là nói, chỉ có luân hồi kính diện có thể giải khai, mà bây giờ, Lý Mộ Dương dùng cái này, luân hồi kính, giải khai luân hồi ấn. Hắn đang nghĩ, cái này cùng luân hồi kính, dung hợp phá nát, luân hồi kính diện, có quan hệ sao? Luân hồi kính diện, là ta cái này luân hồi kính một bộ phận. Thần táng ở bên trong lấy được, luân hồi kết giới, chính thức định vị là, luân hồi kính, mà không phải luân hồi kính diện.
Lý Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh sững sờ nửa ngày. Làm nửa ngày, luân hồi kết giới thật sự hữu hiệu, nhưng là cùng, luân hồi kính, trói chặt, mà không phải, luân hồi kính diện. Cửu Minh nhất tộc vẫn cho rằng luân hồi kết giới vô dụng, lại không nghĩ rằng, trời đưa đất đẩy làm sao mà, lại tránh thức bình tĩnh đến Lý Mộ Dương vị trí. Chỉ là càn đế coi là Lý Mộ Dương đã chết, càng thấy là một trận chê cười, chưa bao giờ từng để ý. Cha, ngươi luân hồi kính, cùng thần táng có quan hệ. Hoặc là nói, cùng, vĩnh sinh thế giới thành, có quan hệ. Lý Thiên Mệnh suy tư phía dưới, chăm chú nhìn hắn hỏi. Có quan hệ, nói thật, người Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, còn có thập phương chấn ma trụ, đều cùng, luân hồi kính diệt, một dạng, là một loại nào đó tạo hóa thần vật một bộ phận. Luân hồi kính, cũng là loại cấp bậc này tạo hóa thần vật. Lý Mộ Dương nói. Nói cách khác, luân hồi kính ba chữ này, so luân hồi kính diệt, Đông Hoàng Kiếm các loại, cũng cao hơn đầu. Luân hồi kính diệt, thuộc về luân hồi kính một bộ phận, như vậy Đông Hoàng Kiếm, rất có thể thuộc về hỗn độn thần đế, một loại nào đó mạnh hơn binh khí. Điều này nói rõ, ngươi ngoại trừ kỳ lân cổ tộc, còn có càng mơ hồ thân phận. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Bằng không, hắn làm sao lại nắm giữ cái này, luân hồi kính. Hắn thậm chí nghe được, vĩnh sinh thế giới thành, cái này năm chữ, đều không kinh ngạc, điều này nói rõ, hắn tuyệt đối nhận biết tòa này ma thành. Có thể nói như vậy, khả năng ngươi nghe rất giả tưởng, nhưng sự thật cũng là, Thiên Phủ Mộ Dương, là ta thứ 10 thế, kỳ lân cổ tộc Lý Mộ Dương, là ta thứ 9 thế. Phía trước ta, còn có 8 thế luân hồi, Lý Mộ Dương cầm trong tay luân hồi kính, vô cùng nghiêm túc, lại cực kỳ tịch mịch mà nói. Thứ 10 thế, thập thế luân hồi, Lý Thiên Mệnh đầu vang ong ong, hỏi, cha, ngươi cái này tương đương với 9 lần chết mà trọng sinh đi, chẳng lẽ ngươi trước kia cũng là thượng thần? Lý Mộ Dương nói lời, quả thực giống như là đầu đường thần côn hốt su, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình, rất khó tin tưởng a. Thiên Mệnh, người cái này sai, thượng thần cũng không có khả năng luân hồi chuyển thế, thần chết, cũng là tịch diệt, vĩnh hằng thế gian, chỉ có, luân hồi kính, mới có thể để cho ta thập thế luân hồi. Trong đó, thứ 9 thế luân hồi, ta tại thần quốc, đụng phải sau cùng một mảnh mặt kính toái phiến, đáng tiếc, ta lần trước không thể đạt được. Dù sao, luân hồi sẽ đánh mất trí nhớ, ta mỗi một thế, đều đang dùng suốt đời khí lực, đi truy tầm tự mình trí nhớ. Hiện tại luân hồi kính, rốt cục tại sau cùng cả đời, đạt được viên mãn. Lý Mộ Dương nói, ta nghe không hiểu nhiều a. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Không hiểu bình thường, luân hồi kính bí mật, ước vạn thế gian, không có mấy người có thể lĩnh hội. Lý Mộ Dương nói, dù sao nói đúng là, người dựa vào bảo bối này, luân hồi thập thế. Đúng, Trầm Uyên chiến trường Đông Thần Vực, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta vì sao là ngươi thứ 10 thế chi tử? Ngươi thứ 10 thế chính là ta Dương Thúc, ngươi tại Đông Thần Vực làm thối lưu manh, còn đem mẹ ta ném 20 năm, phía trước lại làm bộ thanh mai trúc mã. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong đâu, liền bị Vệ Tịnh trừng mắt liếc, quả nhiên, cái này mẫu thân vẫn là thân nương. Vấn đề này, nói đến có mấy lời dài, Lý Mộ Dương lúng túng nói. Vậy ngươi thì nói ngắn gọn. Tốt a, Thiên Mệnh, đến đón lấy ta nói từng chữ, ngươi đều phải nhớ tinh tường. Dùng ngươi lớn nhất thái độ nghiêm túc, đến nghe lời nói của ta. Lý Mộ Dương cái kia giống như tấm gương hai mắt, bỗng nhiên nóng rực vô cùng, thiêu đốt tại Lý Thiên Mệnh trên ánh mắt. Cha, ngươi nói, ta đều nghe. Lý Thiên Mệnh thu hồi cười đùa tí tửng, tâm tình hoàn toàn chìm xuống dưới. Nói ngắn gọn cũng là, dựa theo ta kế hoạch ban đầu cùng an bài, ta cái này thứ 10 thế. Tại ta hơn 20 tuổi thời điểm, sẽ trực tiếp đã thức tỉnh thập thế luân hồi trí nhớ, ta nguyên bản định dựa vào thập thế luân hồi, tránh thức, chạy thoát. Lại không nghĩ rằng thứ 10 thế giác tỉnh trí nhớ, vẫn không có đào thoát kẻ đuổi giết, tay cầm. Tại ta lớn nhất lúc tuyệt vọng, ta lựa chọn đem hết thảy truyền thừa cho ngươi, kết thúc về sau, ta phong bế thập thế trí nhớ, một lần nữa trở thành Mộ Dương, quên đi hết thảy, tránh né truy sát, mới đưa đến lạnh nhạt mẹ con các ngươi 20 năm. Thiên Mệnh. Đây là hành động bất đắc dĩ, ngươi nhất định muốn minh bạch. Từ khi ta Lý Mộ Dương, tại ta đệ nhất thế, đạt được những vật kia bắt đầu, ta cả đời đều đang chạy trối chết, cho tới bây giờ, chúng ta một nhà ba người, vẫn một chân đều tại quỷ môn quan phía trên. Lý Mộ Dương từng chữ đều như hỏa diễm, đốt Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Hắn đổ là xem rõ ràng, Vệ Tịnh đã từng nói, Lý Mộ Dương đang tránh né truy sát, cùng nàng tại Trầm Uyên chiến trường có một trận gặp gỡ. Một đêm nhu tình mật ý,
thì có Lý Thiên Mệnh. Về sau, Lý Mộ Dương chính mình chạy trốn, không tiếng thở nữa, nguyên lai là hắn một lần nữa phong bế thập thế trí nhớ, lần nữa trở thành thiên phủ phó phủ chủ Mộ Dương. Thẳng đến gần nhất một năm, bực này trí nhớ mới một lần nữa thức tỉnh. Bất quá, hắn hẳn là trước thức tỉnh, thứ 9 thế kỷ lân cổ tộc Lý Mộ Dương trí nhớ, sau đó lại chậm rãi giác tỉnh còn lại. Vệ Tịnh tại Đông Thần vực không có nhận ra hắn, mà lại chắc chắn hắn không phải Mộ Dương, khả năng cùng lúc ấy hắn đã thức tỉnh thập thế trí nhớ có quan hệ, lấy ý chí của hắn cường đại, để Vệ Tịnh coi hắn là làm một người khác rất dễ dàng. Cha, ngươi nói, hết thảy truyền thừa, là thái cổ hỗn độn cự thú, sao? Lý Thiên Mệnh thanh âm khàn khàn nói. Đây là trên người hắn bí mật lớn nhất, hắn một đã sớm biết, cái này đến từ hắn chân chính phụ thân. Đúng, Lý Mộ Dương trầm trọng gật đầu. Bọn họ đến cùng là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vấn đề này, liền huỳnh hỏa bọn họ chính mình cũng muốn biết. Truyền thuyết, mỗi khi thiên đạo không có, luân hồi đi đến cuối thời điểm, vô tận biên giới bên trong thì sẽ sinh ra 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Bọn họ có thể so với thần vực giống như thân thể to lớn. Bọn họ chỗ đến, long trời lở đất, thời không điên đảo, hằng tinh suy vong, chúng sinh lâm nạn. Hủy diệt cựu thế giới về sau, bọn họ liền sẽ mai danh ẩn tích, sau đó thiên địa lại sinh, trật tự trọng kiến, sinh mệnh khôi phục, tân thế giới sinh ra. Lý Mộ Dương tiếng như chuông lớn, ánh mắt hừng hực, cùng Lý Thiên Mệnh nói một đoạn này lời nói. Hủy diệt thế giới, kiến tạo trật tự mới. Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt, không thể không nói, Lý Mộ Dương hôm nay nói hết thảy, quá mơ hồ. Đúng, Thiên Mệnh, Lý Mộ Dương đè xuống bờ vai của hắn, trầm giọng nói, hai tử, ta đệ nhất thế, đến từ thế gian này kỳ lạ nhất nhất tộc, chúng ta đã từng rất hèn mọn, nhưng chúng ta, cùng thương thiên thần ma, tinh hà cự thú đấu trí đấu dũng, chúng ta bình thường, nhưng chúng ta cũng thật không thể tin. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, mặc kệ là ta Lý Mộ Dương, vẫn là ngươi Lý Thiên Mệnh, chúng ta đều đến từ trộm thiên nhất tộc. Chúng ta thâu thiên, trộm thần, cái này vĩnh hằng thế gian trong lịch sử. Chưa bao giờ từng đoạn tuyệt qua, chúng ta trộm thiên nhất tộc, sáng tạo qua kỳ tích. Cái gì trộm thiên nhất tộc a? Trộm đồ ý tứ sao? Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Đúng, chúng ta trộm tận thế gian hết thảy, thần thâu ma chi hồn, thâu thiên nói chi mệnh, trộm vạn cổ năm tháng, trộm toàn thế giới tinh không, càng trộm thái cổ hỗn độn. Lý Mộ Dương thanh âm như là trên 9 tầng trời truyền đến, đinh tai nhức óc. Cái tay này... Lý Thiên Mệnh giơ lên chính mình hắc ám cánh tay. Hắn mới nhớ tới, nó có thể phá vỡ, chính mình gặp phải chỗ có thiên văn kết giới. Đây chính là chúng ta nhất tộc, sáng tạo kỳ tích căn bản. Lý Mộ Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói, Thiên Mệnh, là cha ta đời thứ nhất, rất bình thường, nhưng là, ta lại sáng tạo qua chúng ta nhất tộc trong lịch sử, vĩ đại nhất, huy hoàng nhất kỳ tích. Người bây giờ còn không thể biết, nhưng sẽ có một ngày, người sẽ vì ta kiêu ngạo, người sẽ biết. Ta lấy một giới bình thường thân thể, sụp đổ qua hủy diệt thương sinh vạn giới âm mưu. Nói thế nào? Cha người ta, tại thời điểm mấu chốt, trộm đi trên thế giới này vật đáng sợ nhất. Vì thế ta bị tru sát qua 8 lần, mỗi một lần đều bị chết rất thảm, có thể ta cuối cùng dựa vào thập thế luân hồi, không ngừng biến hóa mệnh cách, mới có thể sống đến hôm nay. Cho tới hôm nay, ta cả đời huy hoàng nhất thành tựu, còn ở trên thân thể ngươi. Lý Mộ Dương cười to. Hắn rất tự hào. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể nghe hiểu lời hắn nói. Kẻ đuổi giết, âm mưu, bị giết 8 lần, thập thế luân hồi, chạy thoát. Cái này là bực nào bá lực, bực nào rung động đến tâm can. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên không nói, nhưng hắn đã vì dạng này phụ thân mà tự hào, hắn thậm chí còn không biết rất nhiều chi tiết, nhưng theo Lý Mộ Dương trong lời nói, chỗ để lộ ra tự hào cùng oanh liệt, hắn cảm thụ sâu vô cùng. Thiên Mệnh, ta không dám tới gần ngươi. Đối người ta chỉ có thể nói xin lỗi, bởi vì thập thế luân hồi vẫn bị phát giác, ta khả năng đã thua. Ta chỉ có thể đem nguy hiểm, chuyển rời đến trên người của ngươi. Nếu như ngươi có thể giải quyết càn đế, ta liền có thể không cùng ngươi chạm mặt, bởi vì cái này dính đến, nhân quả va chạm, kẻ đuổi giết rất có thể dựa vào này, thôi toán ra ngươi tồn tại, một khi dạng này, chúng ta đầy bàn đều thua, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Lý Mộ Dương ánh mắt nhìn không ra cảm tình. Thế nhưng là Lý Thiên Mệnh thấy được hắn bất đắc dĩ cùng lo lắng. Trách không được, hắn vẫn luôn tại thần đều phụ cận bồi hồi, lại một mực không đến giúp bận bịu, thẳng đến Lý Thiên Mệnh cơ hồ bị Hiên Viên Húc giết chết, hắn mới ra tay. Bây giờ cha con bọn họ đã gặp gỡ, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc minh bạch, hắn tại sao muốn để cho mình,
lập tức đi đến một đầu, đào mệnh con đường. Ta chỉ cần đi, tử linh rãnh trời, liền có thể. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có đơn giản như vậy, ta cho ngươi diễn toán qua một đầu đào mệnh con đường, ngươi đầu tiên muốn tại trong nửa tháng, đến tử linh rãnh trời, chỗ đó có đặc thù lực trường, có thể che đậy trên người ngươi, chuỗi nhân quả, kẻ đuổi giết, quá xa xôi, bọn họ chỉ có thể dựa vào chuỗi nhân quả đến suy đoán ngươi tồn tại. Ngươi chỉ cần thông qua tử linh rãnh trời một lần, chuỗi nhân quả liền có thể thiết lập lại. Lý Mộ Dương nghiêm túc nói. Cái gì đồ chơi, nghe không hiểu a, trên người của ta có cái gì tuyến? Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, không có cái gì a. Đây là thượng thần phía trên khái niệm, liên lụy vận mệnh cùng nhân quả, ngươi sao có thể nhìn đến? Lý Mộ Dương trừng mắt liếc hắn một cái. Không nhìn thấy không quan hệ, dù sao ta dựa theo ngươi nói làm là có thể. Đến đón lấy đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không thể một mực dựa vào ngăn cách chuỗi nhân quả, đến ngăn chặn cùng dính líu tới của ta, cho nên ngươi nhất định phải tu thành thượng thần. Trở thành thượng thần, ngươi mới có thể thuế biến thần hồn, triệt để chặt đứt trần thế, cùng ta thứ 10 thế đoạn tuyệt mở liên hệ. Đến lúc đó, chúng ta một nhà ba người, mới tính là chân chính giấu giếm, chạy thoát. Lý Mộ Dương vội vàng nói. Tu luyện thành thần, Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ. Phải biết. Toàn bộ Viêm Hoàng đại lục lịch sử phía trên, mới từng sinh ra 10 cái thượng thần a, chẳng lẽ Lý Mộ Dương hắn kinh lịch sự tình, tại đại lục bên ngoài. Đúng, Lý Mộ Dương gật đầu. Có thời gian hạn chế sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Càng sớm càng tốt, ta đánh giá đoán không được, thời gian càng dài, càng là nguy hiểm. Lý Mộ Dương nói. Đậu phộng, áp lực có chút lớn, ta chậm một chút. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, chậm một đoạn thời gian, mới đem sự tình cho chỉnh minh bạch. Cha, ý tứ chính là, ta không theo chiếu ngươi nói làm, hoặc là ta bị tìm được, sẽ mất đi thái cổ hỗn độn cự thú. Chúng ta một nhà ba người, đều sẽ chết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cộng sinh thú, sẽ triệt để rời đi ngươi. Mà lại, ba người chúng ta, không chỉ là chết, bọn họ thống hận ta, muốn là chúng ta bị bắt lại, căn bản không có năng lực phản kháng, kết quả của chúng ta, lại so với cản đế thảm gấp 1 vạn lần. Lý Mộ Dương thanh âm có chút bi thương, hoặc là nói là bi tráng. Minh bạch, làm ăn trộm là phải bị đánh nhau chí tử. Lý Thiên Mệnh cuốn ba tất lưỡi mà nói. Nghiêm túc như vậy bầu không khí, ngươi còn nói đùa, ngươi cái này hùng hài tử. Bên cạnh Vệ Tịnh trợn trắng mắt. Ha ha, điều chỉnh một chút bầu không khí. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, dù sao bây giờ còn chưa chết đâu, người nào cũng không thể ngăn cản, chúng ta một nhà ba người trò chuyện vui vẻ không phải. Đều khoái hoạt lên. Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh liếc nhau, vẫn là cười. Thiên Mệnh, nói sai a, hẳn là một nhà 4 chiếc đây. Vệ Tịnh nói. A, cái kia ta. Khương Phi Linh ngơ ngác nghe bọn hắn nói chuyện, sau đó cúi đầu xuống, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Nói thật, Lý Mộ Dương nói loại chuyện này, lại không khiêng kỵ nàng, rõ ràng là khi nàng là nhà mình người. Không khí dễ dàng một số về sau, Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, hắn gật đầu nói. Cha, mẹ, ta đã biết, vì chúng ta một nhà 4 người. Đều nhiều lần thoát chết, ta nhất định đem mệnh cho liều lên, đem tu luyện thành thần, xem như ta tiếp xuống mục tiêu cuối cùng, một ngày không thành thần, ta một ngày không nghỉ ngơi. Quản bọn họ, kẻ đuổi giết, là thứ đồ gì, liên lụy đến cái này cái gọi là, chuỗi nhân quả, ta đoán chừng các ngươi, cũng không thể cho ta rõ ràng nói rõ ràng, bất quá không quan hệ, ta người này còn không qua quen bình hòa thời gian, vận mệnh này tới như thế kích thích, chính đối khẩu vị của ta. Tiếp đó, ra sức quất roi ta đi. Để bão táp tới mãnh liệt hơn một số, một ngày nào đó, ta muốn dẫn dắt chúng ta cả nhà tuấn nam mỹ nữ, tránh thức nghịch thiên cải mệnh, quản hắn là ai, đều mẹ nó đi chết. Đều cùng cửu minh nhất tộc một dạng, cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Lý Thiên Mệnh xem ra lòng tin 10 phần. Nói cũng phải, không nghĩ tới ta kê ra lai lịch mưu xoa như vậy, nhưng mà, Lý Thiên Mệnh cái này cấp thấp tọa kỵ, xấu là xấu một chút, nhưng dù sao cũng là chính mình, người nào muốn động nhà chúng ta tọa kỵ. Kê ra ta liền phải liều mạng với bọn họ, thì tính là cái gì thượng thần, cái giám phía trên ta một kiếm, cũng sẽ phún huyết ha. Huỳnh Hỏa ghé vào Lam Hoang đầu rồng phía trên, kích tình vạn trượng nói. Nhàm chán, bản mèo buồn ngủ, cái gì thành thần a, còn không bằng ngủ một giấc, nguyên khí tràn đầy lại nói. Lý Mộ Dương, làm cho tất cả mọi người kinh tâm động phách, duy chỉ có Miêu Miêu nghe được buồn ngủ. Đến mức Lam Hoang, nó còn tại cắm đầu gia tốc. Hưởng thụ nghênh phong vượt sóng khoái cảm, một đường lên đều đang kêu, hướng nha, hướng nha.
nhìn đến bọn họ một người ba thú, vậy mà không có bị kẻ đuổi giết, hù sợ, kỳ thật Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh, cảm thấy có chút khó tin. Các ngươi thật không sợ? Vệ Tịnh hỏi. Mẹ, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà chính là người muốn giết ta, hại người nhà của ta, ta không có lựa chọn a, ta gần nhất cũng kinh lịch không ít, liền biết tối thiểu một cái đạo lý đơn giản, đối mặt cường địch, hoảng sợ cùng lo lắng đều là trong lòng vô năng, dù sao đều là cái chết, vậy liền đem hết khả năng, nhất định không thể người mình yêu, còn có yêu mình người thất vọng. Ta không chỉ là tin tưởng mình, cũng tin tưởng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, chúng ta đều là thân huynh đệ, chúng ta không sợ chết. So càn đế còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần tra tấn, là dọa ta, có thể với ta mà nói, nếu như mất đi bọn họ, mất đi các ngươi, cũng đã là cái này gấp một vạn lần. Lý Thiên Mệnh nói, nghe không tệ, Thiên Mệnh, mệnh của ngươi cùng ta khác biệt, ta có chút tư duy hình thái, còn có trộm thiên nhất tộc lạc ấn, ta hy vọng ngươi lấy khác biệt phong cách cùng ý chí, đi khai thác cuộc đời khác nhau. Lý Mộ Dương nói, trên thế giới này, vẫn còn có trộm thiên nhất tộc sao? Không có, Lý Mộ Dương hít sâu một hơi, tấm gương giống như khóe mắt, lại có nước mắt. Gia gia nãi nãi của ngươi, ta tất cả tộc nhân, vì yểm hộ ta, vì chặt đứt liên lụy, đều đã. Không có. Hắn ban đầu thật cũng không muốn nói ra, thế nhưng là Lý Thiên Mệnh hỏi thử coi. Những cái kia tuyệt vọng cùng thống khổ trở lại trái tim, để hắn khó chịu có chút lợi hại. Ta đã biết, nhớ kỹ, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Diệt tộc. Cái này thật là, thù không đợi trời chung. Lý Thiên Mệnh hiện tại sâu sắc minh bạch, đông hoàng cảnh những cái kia gặp gỡ, tựa hồ cũng không tính là gì. Nếu như có thể cùng phụ mẫu cùng một chỗ, thập thế luân hồi, giấu giếm, chạy thoát, đó mới gọi chân chính nghịch thiên cải mệnh. Lý Mộ Dương nói qua, bọn họ chỉ là bình thường nhất tộc, lại dựa vào đặc thù thiên phú, làm ra trong lịch sử huy hoàng nhất sự tình. Cái này chẳng phải là nói, một đầu cá nhỏ, cải biến giang hà lưu truyền. Hắn không thể không lấy cặp mắt kính nể, nhìn lấy Lý Mộ Dương, dạng này phụ thân, là cả đời lớn nhất tự hào. Hắn là đối kháng kẻ đuổi giết trộm thiên nhất tộc, là kỳ lân cổ tộc không sợ đối kháng càn đế Lý Mộ Dương, càng là diễm đồ bên trong, trung can nghĩa đảm, chém giết lâm gia ngũ tử Mộ Dương. Hắn có rất nhiều thân phận, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng thay đổi. Hắn cùng Lý Vô Địch tính cách khác biệt, nhưng hắn gánh vác càng nhiều, hắn khả năng đã từng là cái tiểu nhân vật. Thế nhưng là hắn anh dũng không sợ, khí phách kinh thiên, Lý Thiên Mệnh cả một đời cũng sẽ không quên, hắn tại Diễm Đô Viêm Hoàng chiến trường, một người một kiếm, chém giết lôi tôn phủ quần hùng khí phách. Lý Vô Địch là bãi cỏ hoang hào kiệt, hắn là anh hùng hiệp khách. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, chuyển hướng Vệ Tịnh. Hắn còn có một nỗi nghi hoặc, cho nên hắn hỏi, mẹ, người cùng càn đế Thiên Mệnh công chúa Khương Linh Tịnh, lại là quan hệ như thế nào a? Hiện tại xem ra. Lúc trước hiển nhiên là càn đế giết Khương Linh Tịnh, giá họa cho Lý Mộ Dương. Chân tướng là, hai người đều bị càn đế giết, Lý Mộ Dương chiếm lấy luân hồi kính diện thất bại. Nàng là ta thứ chín thế, Vệ Tịnh nói. Ngươi cũng thập thế luân hồi, Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Đúng, ngươi cũng là trộm thiên nhất tộc sao, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, Vệ Tịnh lắc đầu. Vậy là ngươi, ta là luân hồi kính, Vệ Tịnh nói. Ngọa tào. Lý Thiên Mệnh trừng lớn hai mắt, trên dưới dò xét nàng, phá âm nói, mẹ, ngươi không phải người. Thằng nhóc láo cá, làm sao nói chuyện ngươi? Vệ Tịnh giữ chặt lỗ tai của hắn, cả giận nói, không phải người, có thể sinh ra ngươi tới sao? Cái kia chuyện ra sao a? Ta là luân hồi kính kính linh, ta yêu mến hắn, mang theo hắn thập thế luân hồi, trước kia ta không phải người, hiện tại, ta là. Vệ Tịnh nói, đậu phộng, bỗng nhiên rất cảm động. Đây là cái gì thần tiên ái tình? Đây là chó ăn lung tung hướng miệng ta bên trong nhét a. Lý Thiên Mệnh choáng váng nói. Luân hồi thiên ý, thập thế luyến nhân. Một người anh dũng chịu chết, thâu thiên trộm chỗ, sửa đổi vạn cổ lịch sử. Nhất kính đến chết cũng không đổi, dẫn hắn thập thế luân hồi, chỉ vì chạy thoát. Ta khóc, Khương Phi Linh nước mắt ào 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 chảy xuống. Quá cẩu huyết, Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Nói thêm câu nữa. Vệ Tịnh trợn mắt nói. Mẹ đại nhân thói xấu, ta không dám. Lý Thiên Mệnh khuất phục nói. Mọi người vui cười. Đây không phải một nhà bốn chiếc, mà chính là một nhà bảy người. Muốn là lại thêm, còn không có ấp trứng đi ra bảy con thái cổ hỗn độn cự thú, cái kia chính là một nhà 14 miệng. Vận mệnh của bọn hắn sẽ như thế nào?
Lý Thiên Mệnh không biết. Cái gọi là vận mệnh, giống như là một tòa cự đại đồi núi, áp trên đầu hắn, nện đến hắn đầu rơi máu chảy. Nhưng là, hắn muốn cứ như vậy chống đỡ, cứ như vậy đi xuống. Hắn âm thầm thề, về sau mỗi một bước, hắn đều muốn như điên cuồng. Vì cái nhà này, vì những thứ này nàng chí ái người, hắn cam nguyện tiếp nhận hết thảy gặp trắc trở, đến chết bất khuất. Thập Phương Đạo Cung nhanh đến. Lý Mộ Dương lôi kéo tay của hắn, lại kéo ở Vệ Tịnh tay, ba bàn tay, chồng chất lên nhau. Muốn tạm biệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trùng phùng quá ngắn, lập tức liền muốn chia cách, nói thật, trong lòng của hắn như thế nào không khó thụ. Hôm nay là hắn lần thứ nhất, chân chính ý nghĩa phía trên cùng phụ thân nói chuyện a. Nhất định phải tách ra, chúng ta mới có sinh lộ. Ta và ngươi mẹ, sẽ vì ngươi kéo ra kẻ đuổi giết ánh mắt, để ngươi có thành tựu thượng thần cơ hội. Ngươi nhớ kỹ, Viêm Hoàng Đại Lục cái gọi là thượng thần, cũng là đạp thiên chi cảnh. Nhớ kỹ, Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn nắm thật chặt phụ mẫu tay, hắn thật không muốn buông ra, nói nhiều như vậy lời nói hùng hồn, thế nhưng là lúc này thời điểm, nước mắt vậy mà bất tranh khí rơi xuống. Cái này hoàn toàn không phải là phong cách của hắn. Hắn không nghĩ tới chính mình không có bị, kẻ đuổi giết, hù sợ, lại làm cho tách rời bước ra nước mắt. Không có ý tứ, phát huy thất thường, hãy cho ta điều chỉnh một lát. Lý Thiên Mệnh giới nở nụ cười, nghiêng đầu, trà sát một chút khóe mắt nước mắt. Thiên Mệnh, Vệ Tịnh ôm ấp mà đến, ôm đầu khóc giống. Đây là nàng 20 năm thân thủ nuôi lớn nhi tử, để hắn đi gánh vác dạng này sinh tử đại kiếp, nàng làm sao có thể nhẫn tâm. Trước đây, chẳng qua là nhịn xuống thôi. Mẹ, khác a, đừng như vậy, đàn ông không dễ rơi lệ, người cái này làm đến ta như cái cô nương, ta cái này thật mất thể diện, không có cách nào tại tiểu đệ trước mặt dựng nên uy tín. Lý Thiên Mệnh cuống cuồng nói. Ai là ngươi tiểu đệ? Huỳnh Hòa một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Ngươi khóc cái gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đây cũng là ta mẹ a, Huỳnh Hòa nói. Viết. Vệ Tịnh tại tâm tình bên trong ra không được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ôm chặt nàng, để cho nàng chậm tới. Mẹ, kỳ thật ta thẳng hiểu ngươi, nhi tử dài đến như thế anh Tuấn uy vũ, cũng không thể nhìn nhiều vài lần, còn mỗi ngày đến theo cái này lão già nát rượu đào mệnh của ngươi thật khổ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói cái gì? Lý Mộ Dương trừng mắt. Phốc phốc. Vệ Tịnh có thể tính cười. Ngươi thật đúng là không khỏi đùa, cười điểm thấp như vậy, trách không được tại Đông Thần Vực, khiến người ta dăm ba câu lừa gạt đi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Mau đưa người miệng ngậm lại, người cái này tiểu hài tử biết cọng lông, ta cái này gọi ái tình. Vệ Tịnh nói. Chà chà, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hòa đồng thời nở nụ cười, biểu lộ mập mờ. Thật tốt đối linh nhi cô nương, người ta 16-17 tuổi liền theo ngươi chạy khắp nơi, tính mạng mình đều không để ý tới, không cho phép hoa tâm biết không. Trộm thiên nhất tộc, tuy nhiên cái gì đều trộm, nhưng chính là không đến nơi trộm tâm. Vệ Tịnh dặn dò. Cha, nàng nói rất đúng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khụ khụ, đó là tự nhiên. Lý Mộ Dương nói. Ta đã nhìn ra, người muốn không phải quá tịch mịch, cũng sẽ không thích lên một cái tấm gương. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh mồ hôi lạnh ứa ra. Rõ ràng là sinh ly tử biệt không khí, quả thực là để Lý Thiên Mệnh cưỡng ép chống đỡ xuống tới, có thể nhìn không được không cười chàng, cũng không tệ rồi. Thiên Mệnh, linh nhi cô nương thân phận. Có thể cam đoan ngươi tại Thái Cổ Thần Vực, có cơ sở nhất định cùng che chở, nhưng nhất định muốn linh hoạt sử dụng, chớ có bị người ghen ghét, bị người ám toán, ngươi hiểu ý của ta không? Vệ Tịnh chân thành nói. Hiểu, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Khương Phi Linh thần thể, gọi là Hiên Viên Si, là Viêm Hoàng Đại Lục thứ 10 thượng thần, là Thái Cổ Thần Vực vị thứ 2 thượng thần. Lý Thiên Mệnh muốn là xuyên qua Tử Linh rãnh trời, liền sẽ đến Thái Cổ Thần Vực, Tử Linh rãnh trời gặp nguy hiểm. Nếu như không cần thiết, tuyệt đối không dùng lặp lại đi qua. Cha, mẹ, các người đối vĩnh sinh thế giới thành, còn có hỗn độn thần đế bọn người, có bao nhiêu hiểu rõ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể nói, người tự mình thăm dò đi, thí dụ như nói, đi tìm đến Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp những bộ phận khác. Lý Mộ Dương nói. Đã hiểu. Xem ra, vĩnh sinh thế giới thành, cùng Lý Mộ Dương đời thứ nhất, ở vào một cái cấp độ. Luân hồi kính sau cùng một bộ phận tại vĩnh sinh thế giới thành, mà lại vĩnh sinh thế giới bên trong thành, còn có thể định vị luân hồi kính luân hồi kết giới, nói rõ giữa bọn hắn, cần phải có liên lụy. Luân hồi kết giới, xử lý như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cầm lấy, chờ ngươi thành thần,
sử dụng định vị, ta liền có thể phát giác, có lẽ đến lúc đó, chúng ta liền có thể đoàn tụ. Lý Mộ Dương nói, vậy nhưng thật tốt lâu à, Lý Thiên Mệnh tránh thức ý thức được, cái này từ biệt chỉ sợ thật lâu không thấy được. Thậm chí rất có thể, cũng là trời người cách xa nhau. Thiên Mệnh, Lý Mộ Dương cắn răng, đời này kiếp này, cha con chúng ta, đỉnh thiên lập địa, cùng đi đối mặt trận này diệt thế hạo kiếp. Nếu có một ngày như vậy, chúng ta thật thành công, chúng ta nhất định sẽ không oán không hối. Không oán không hối, Lý Thiên Mệnh lặp lại bốn chữ này. Trước mắt của hắn vẫn là sương mù dày đặc, nhưng trở ngại cái kia, chuỗi nhân quả, liên lụy, một khi trong óc của hắn xuất hiện liên quan đến quan trọng từ, rất có thể sẽ bị đuổi giết người thôi diễn mà ra. Lý Mộ Dương nói chuyện rất cẩn thận, vòng qua căn bản, lại làm cho Lý Thiên Mệnh biết được quan trọng. Thiên Mệnh, thông qua tử linh rãnh trời về sau, người chiếu ta nói làm. Lý Mộ Dương gặp đạo cung đã đến, liền sau cùng nói. Tốt, ta nghe. Bởi vì Linh Nhi quan hệ, ta đề nghị ngươi đi Thái Cổ Thần Vực, chín đại thần vực mới có đầy đủ tư nguyên, để ngươi nắm giữ thành thần tư bản, vì tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, đoán chừng ngươi rất khó về tới nơi này, bất quá, nơi này có Lý Vô Địch tọa trấn, Cửu Minh nhất tộc vừa chết, ngươi có thể yên tâm. Ngươi cùng bọn hắn, về sau có là gặp mặt cơ hội. Ngươi đi Thái Cổ Thần Vực, tại thành thần trước đó, đầu tiên muốn làm một kiện quan trọng sự tình. Lý Mộ Dương trịnh trọng nói. Sự tình gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Cổ Thần Vực, từ Thái Cổ Thần Tông, chấp trưởng, Thái Cổ Thần Tông tông môn phía dưới, phong ấn một vật, gọi là Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, nếu như có thể đạt được con mắt này, người cái này con mắt thứ ba, mới tính thành hình. Đây là ta bố cục tặng ngươi lễ vật, nếu là có thể đạt được, có thể tận khả năng che giấu ngươi tồn tại, cho ngươi gia tăng sống sót tỷ lệ, càng có thể để ngươi nắm giữ Thái Cổ Tà Ma thủ đoạn. Thứ này thuộc về tà vật, trước mắt mà nói. Thái Cổ Thần Tông tuyệt không có khả năng để nó xuất thế, người muốn nghĩ ra được, nhất định phải dốc hết toàn lực. Nó đối ngươi 10 phần trọng yếu, bởi vì, nó có thể để ngươi gia tăng ngũ thành trở lên thành thần tư bản, như có khả năng, nhớ lấy nhất định muốn cầm tới. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, tốt, ta nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, trong tay trái con mắt thứ ba. Chúng ta trộm thiên nhất tộc, đều cần đào thủ Thái Cổ Tà Ma ánh mắt, mới có thể nắm giữ chân chính trộm trời đoạt đạo thủ đoạn. Cũng càng có thể ẩn nặc chính mình. Chờ ngươi nắm giữ con mắt này, mới có thể tính toán là chân chính trộm thiên nhất tộc. Lý Mộ Dương nói. Vậy ngươi trực tiếp đưa ta, chẳng phải xong việc. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ngươi nghĩ hay thật, ta muốn là trực tiếp cho ngươi, ngươi tại chỗ liền phải cho kẻ đuổi giết, bắt tới. Lý Mộ Dương nói. Thì ra là thế. Hết thảy muốn trở thành trùng hợp, mới tính bất động nhân quả, không thể nào tra được. Nghe. Thế giới này giống như rất lớn, mới cần phải dùng loại phương thức này, đuổi theo giết một người. Dù sao, người này, đã trải qua thập thế luân hồi, ai biết hắn ở nơi nào trọng sinh. Những vật này quá huyền diệu, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ có thể dựa theo hắn nói làm. Kể từ đó, hắn đem Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, xem như chính mình trước mắt mục tiêu thứ nhất. Một bước này muốn là sai, muốn thành thần, khẳng định 10 phần bị động. Ta tiến đạo cung. Để vi sinh vân tịch thức tỉnh, ở đây tạm biệt đi. Lý Mộ Dương nói. Được. Cái kia chảy nước mắt, nên nói bàn giao, đều đã có. Ly biệt là trên thế giới lớn nhất bất đắc dĩ thống khổ, Lý Thiên Mệnh không muốn để cho bọn họ khó chịu, cho nên hắn rất thẳng thắn, hắn đứng tại chỗ, mặt mỉm cười, để cho mình đứng càng thẳng tắp một số. Vệ Tịnh cẩn thận mỗi bước đi, nhìn hắn nhiều lần. Mẹ, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Làm gì nha? Vệ Tịnh lần nữa quay đầu, nước mắt lại kẹt rơi xuống. Ta muốn làm con một, hai vị cũng đừng sống lại. Lý Thiên Mệnh nói. Vệ Tịnh nín khóc mỉm cười. Yên tâm đi, ngươi là ta duy nhất bảo bối nhi tử. Ta làm mẹ làm mệt mỏi. Sau đó thì sao? Muốn làm nãi nãi, Vệ Tịnh tề mi lộng nhãn nói. Ha ha, chỉ đùa với ngươi, ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi, chỉ ít chúng ta một nhà chạy thoát trước. Khác mang đứa bé chạy loạn. Vệ Tịnh chân thành nói. Biết, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta còn không có gả đâu. Khương Phi Linh nắm bắt phái nói. Muốn cái gì đâu, Linh Nhi, người đã là vật trong túi ta, người con dâu này, nhu gì chắc chắn phải có được, chạy không được. Ngươi chờ chúng ta chuẩn bị tốt lễ hỏi, để Thiên Mệnh nở mày nở mặt cưới ngươi. Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh phục. Trên thế giới này, nào có bà nói thẳng. Nhi tử bạn gái,
là nàng vật trong túi nha. Quá bá khí. Được rồi nha, Khương Phi Linh cúi đầu gật đầu, vụng trộm nắm Lý Thiên Mệnh phần eo một thanh. Gặp lại, người trẻ tuổi. Vệ Tĩnh nhếch miệng nói. Gặp lại, lão gia hỏa. Lý Thiên Mệnh nói. Gặp lại. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh đứng tại nói cửa cung, nhìn lấy bọn hắn tiến vào đạo cung chỗ sâu, chỉ dừng lại không đến 10 hơi thời gian, thu vi sinh vân tịch trên người luân hồi ấn. Sau đó, bọn họ một đường đi xa, biến mất tại bên trong thiên địa. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh trong lòng mặc niệm hai chữ này, niệm ngàn lần, vạn lần. Về sau nhân sinh, bọn họ sẽ không lại quay chung quanh thần đều, quay chung quanh chính mình xung quanh. Muốn tới gần, nhưng lại không thể không ngừng bước. Ấu tiểu dã thú, nhất định phải bước vào rừng cây, mới có thể cũng có ngày, tại huyết tinh bên trong quật khởi. Chúng ta người một nhà, không gặp không về. Biết được Lý Thiên Mệnh nhất định phải lập tức rời đi, thần quốc bên trong tất cả thân nhân, bằng hữu đều tại đây khác, đi tới nói cửa cung. Lý Vô Địch bọn họ trước một bước trở về, lưu tại Vi Sinh Vân Tịch bên cạnh, Vi Sinh Vân Tịch sau khi tỉnh dậy, hắn vừa nói gần nhất phát sinh hết thảy, một bên cùng những người khác cùng một chỗ, đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Rất nhiều quen thuộc, chỉ ái thân nhân, bằng hữu đều ở chỗ này. Vệ Thiên Thương, Khương Thừa, Khương Thanh Loan, Mộ Uyển Thượng Sư, Thần Thánh, Lý Cảnh Du, Diệp Vũ Hề, Diệp Thiếu Khanh, còn có đạo cung Bạch Tử Căng. Đương nhiên, còn có Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong cùng Lý Vô Địch. Vi Sinh Vân Tịch đã biết được, Càn Đế đã chết, Cửu Minh đã diệt, cũng biết Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Dạ Lăng Phong cùng Lý Mộ Dương, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn thập phương đạo cung ở trong cơn nguy khốn, phá vỡ thần quốc. Lần này hôn mê, sau khi tỉnh lại lấy được kết quả, thực sự quá mỹ diệu, Vi Sinh Vân Tịch lâm vào hoan hỉ bên trong. Chỉ là, nghe nói Lý Thiên Mệnh không đi không được, trong mắt của nàng, mới là tràn đầy không bỏ được. Lý Mộ Dương nói, hắn càng sớm xuất phát đi chết linh thiên hố càng tốt, nhưng dù sao người có thất tình lục dục, vừa rồi về trên đường đi, đã dùng gần nửa canh giờ. Lúc này cáo biệt, sẽ không quá lâu. Lý Thiên Mệnh tâm lý có rất nhiều lời, đều muốn cùng mỗi người bọn họ nói. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, lại có ai, sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Sóng vai đi đi xuống một đầu bụi gai con đường. Tiếp đó, Lý Vô Địch đại khái hỏi một chút nguyên nhân. Lý Thiên Mệnh không dám nhiều lời, thì giản yếu nói một lần, hắn cha còn tại bị kẻ thù truy sát bên trong, cái kia kẻ thù so Càn Đế cường. Lý Vô Địch đại khái hiểu. Không trốn thì sẽ chết lời nói, vậy ngươi liền đi sông sáo đi, dù sao ngươi tại cái này, cũng không có gì đối thủ. Bên này có nghĩa phụ tọa trấn, chính là nhà của ngươi. Tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Lý Vô Địch đại tức giận nói. Nhất định, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Muốn là ở bên ngoài bị đánh, nhớ về tìm ta. Lý Vô Địch nói. Ngươi có thể làm gì? Ta cam đoan không chê cười ngươi. Lý Vô Địch nén cười nói. Ngươi quả nhiên không phải cha. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nói. Ngươi cha chạy như một làn khói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Vô Địch cười nói. Thời gian không nhiều. Có thể lần này đi vừa đi, không biết sinh tử, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Lý Thiên Mệnh nghĩ, nguyên một đám cáo biệt. Thiên Mệnh, đời ta đã thu hoạch lớn nhất kinh hỉ, đời này không có tiếc nuối, về sau ta sẽ đi khắp nơi đi, nói không chừng có thể đụng tới ngươi đây. Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười nói. Hâm mộ cung chủ, bắt đầu dưỡng lão. Lý Thiên Mệnh nói. Nói mò, vẫn là ta hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này a, thật tốt. Hy vọng cũng có ngày. Ta có thể nghe được tên của ngươi, vang vọng toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vậy ta thêm chút sức đi, ngươi có thể được chịu đựng, ở trước đó, không thể trước nghĩnh ngáng. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Vân Tịch cười một tiếng. Nàng chỉ Lý Vô Địch, đối Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh, ngươi nếu là ở bên ngoài, đứng vững vàng trận cước, có thể trở lại thăm một chút nghĩa phụ của ngươi, thập phương nói quốc. Nói không chừng a, có một ngày. Người cùng nghĩa phụ của ngươi bên trong có người có thể thành thần, đem chúng ta mảnh đất này, biến thành thập phương thần vực đây. Vi Sinh Vân Tịch ước mơ nói. Việc này thì giao cho hắn đi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Vô Địch, cười nói, chúc mừng ngươi, trực tiếp làm một nước chi đế hoàng. Thập phương nói quốc. Nghe cũng không tệ lắm. Kỳ thật ta thích tiêu sái, chỉ quốc sự tình, giao cho lão Diệp đi. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Ngọa tào, người cái đổ bỏ đi. Diệp Thiếu Khanh còn đang cười đấy, sắc mặt trong nháy mắt khổ xuống dưới,
cái gì cục diện rối rắm đều hướng trên người của ta ném, ta là cha ngươi a. Sư tôn, ngươi muốn thói quen a, làm nữ nhân của hắn, chính là cái này xuống chàng. Lý Thiên Mệnh nói, ta nhổ vào, Diệp Thiếu Khanh toàn thân run run một chút. Hắn cùng Lý Vô Địch liếc nhau một cái, lại run run một chút. Nói thật, Lý Thiên Mệnh có chút không bỏ được bọn họ. Đại thắng về sau, vốn hẳn nên ngồi xuống khắp trốn mừng vui mới đúng, đáng tiếc chính mình không có cái này mệnh. Ông ngoại, Lý Thiên Mệnh cùng hắn ôm một cái. Đi thôi, nhiều chỉnh điểm pháp con, về sau cho ta kéo dài tuổi thọ. Vệ Thiên Thương nói, nhất định, Thiên Mệnh cháu ta, đừng quên nãi nãi cũng muốn. Lý Cảnh Du nói, ha ha, tốt, Khương Phi Linh khẳng định phải đi. Nàng mới vừa đi vào đem tiên thiên thần thai cùng hậu thiên thần thai dung hợp, thành tựu hoàn chỉnh thần thể. Linh Nhi, ngươi nói cái này có phải là bọn hắn hay không nhà âm mưu a? Chúng ta thật vất vả chạm mặt nữa, hắn lại muốn đơn độc đem ngươi bắt cóc, ngươi về sau có thể được cẩn thận. Khương Thanh Loan nói, ngươi lại nói xấu ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói, lấy ra, Khương Thanh Loan thân thủ. Cái gì? Tỉ muội phí bịt miệng a? Sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Lý Thiên Mệnh cho nàng một cái tu di giới chỉ, đây là lần trước đáp ứng, bên trong bảo bối gì đều có, đầy đủ để cho nàng trở thành, tương lai, thập phương nói quốc, nhân vật đứng đầu. Thanh Nhi, ta cũng cho ngươi mấy cái tiểu lễ vật. Khương Phi Linh thâm tình chậm rãi, hai mắt đẫm lệ mông lung. Oa, không khí này vừa lên đến, khóc đến gọi là một cái tỉ muội tình thâm. Lý Thiên Mệnh trước mắt, còn có Bạch Tử Căng, Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong. Bạch Tử Căng cười mỉm nhéo nhéo mặt của hắn, nói, không cho phép chết. Ừm, Lý Thiên Mệnh nhu thuận gật đầu. Ca, cái gì thời điểm có thể gặp lại? Lý Khinh Ngữ nhếch môi đỏ, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Xuân về hoa nở thời điểm. Lại gạt người. Yên tâm, nếu là có thể yên ổn, ta liền trở lại mang ngươi ra ngoài sông sáo. Hiện tại con đường phía trước mênh mông, sợ liên lụy ngươi nha. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết, ta chờ ngươi. Lý Khinh Ngữ nói, cầm giữ ôm một cái. Lý Thiên Mệnh nói, ừm. Lý Thiên Mệnh sờ lên đầu của nàng, nói đến rất kỳ quái, mặc dù không có liên hệ máu mủ, có thể trong lòng hắn, đối Lý Khinh Ngữ hoàn toàn không cái gì tạp niệm. Dường như, nàng cũng là thân muội muội, máu mủ tình thâm. Sau cùng, cặp mắt của hắn cùng Dạ Lăng Phong đụng vào nhau. Tiểu Phong, lần này đi hung hiểm, không rõ sống chết. Ta không muốn để cho ngươi theo ta đi. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Lý Mộ Dương đem nguy cơ nói rõ ràng, một khi thành thần trước đó, bị đuổi giết người tìm tới, tuyệt đối bị chết thê thảm. Đây là nguy hiểm to lớn, hắn đã mang tới Khương Phi Linh, nói thật, trong lòng của hắn thực sự không muốn, lại để cho Tiểu Phong cũng đặt mình vào tại loại này, không cách nào chống cự trong nguy hiểm. Trừ phi, có thể có một ít mặt mày. Thiên Mệnh ca, người nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Dạ Lăng Phong hơi hơi nắm song quyền. Cúi đầu cắn răng nói. Ngươi muốn đi thái cổ thần vực sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút nghĩ, nhưng ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. Dạ Lăng Phong nói. Vậy dạng này đi, ta trước đi qua thái cổ thần vực nhìn xem, nếu là có điểm mặt mày, tình huống tốt đẹp, ta về tới tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, Dạ Lăng Phong kích động gật đầu. Nhìn ra được, hắn kỳ thật muốn cùng đi. Tình huống hiện tại là, Lý Thiên Mệnh đối thái cổ thần vực, hoàn toàn không có khái niệm. Mà lại Dạ Lăng Phong trên tay, còn có thập phương trấn ma trụ, chính mình nhất định phải tiến về bên kia, đã đầy đủ lỗ mãng, vẫn là ổn thỏa lý do tương đối tốt. Theo Hiên Viên Húc đối Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp thái độ đến xem, Lý Thiên Mệnh một khi đến cái kia chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Cái này hai đại thần vật, hắn đoán chừng cũng không dám dùng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Những khi này, để ngươi 80.000 tộc hồn. Hảo hảo ở tại quê nhà nhiều đợi một hồi đi. Ngắn ngủi phân biệt mà thôi, huynh đệ chúng ta, không gặp không về. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Được, Dạ Lăng Phong gật đầu. Lý Thiên Mệnh hy vọng hắn có thể hiểu, chính mình dụng tâm lương khổ. Thái cổ hỗn độn cự thú mang đến nguy cơ chí mạng, là trên đỉnh đầu hắn vạn cân đại sơn. Ai biết ngọn núi lớn này, lúc nào sẽ bỗng nhiên nghiền nát chính mình, liên lụy bên người người. Khương Phi Linh là không thể nào đuổi đi. Dạ Lăng Phong còn nghe khuyên, hắn liền tranh thủ một chút. Cái kia lời nhắn nhủ đều bàn giao, kiểu cách nữa, thì cùng sinh ly tử biệt tựa như, Lý Thiên Mệnh lui về phía sau ba bước, sau đó cúi đầu cho mọi người bái.
các vị, giang hồ không già, chúng ta không rời, gặp lại. Sau khi nói xong, hắn lôi kéo Khương Phi Linh, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng đi. Thân nhân bằng hữu của hắn nhóm, ngừng chân rất lâu, đều không có rời đi. Lý Mộ Dương cho hắn một con đường. Lý Thiên Mệnh theo Thần Đô xuất phát, tiến Bắc Minh Giang một đường hướng Bắc, đến phương Bắc Minh Hải, sau đó dọc theo đường ven biển hướng Tây vừa đi, liền có thể gặp phải Tử Linh Rãnh Trời. Tử Linh Rãnh Trời vượt ngang lục địa vùng biển, hoàn toàn ngăn cách bao hàm cổ chi thần quốc ở bên trong đại lục Đông Bộ. Theo đại lục phương Bắc đường ven biển phụ cận, vượt qua Tử Linh Rãnh Trời, thì có thể đến tới chín đại thần vực bên trong Thái Cổ Thần Vực. Lý Mộ Dương để hắn nhất định phải đạt được Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, ngay tại Thái Cổ Thần Vực, Thái Cổ Thần Tông. Thái Cổ Thần Tông, hiển nhiên là Viêm Hoàng Đại Lục, đứng đầu nhất siêu cấp tông môn, quy mô của nó cùng Đông Hoàng Tông, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chỗ đó, cũng là Viêm Hoàng trung tâm Đại Lục, chính thức từng sinh ra thượng thần địa phương. Có nước đường có thể đi, đối với chúng ta mà nói, thuận tiện rất nhiều. Lý Mộ Dương để hắn lấy tốc độ nhanh nhất, tiến về Tử Linh Rãnh Trời, mà Lam Hoang tại vùng biển tốc độ, cũng là bọn họ tốc độ nhanh nhất. Bắc Minh Giang phía trên. Lam Hoang sắp vào biển, sớm đã cuồng hoan, nó chỗ đến, sóng nước lật trời. Bơi lội, chơi vui à. Nó hai cái tiếng nói trong môn phái, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, chấn động đến Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh mảng nhĩ chấn động. Huỳnh Hỏa đứng tại Lam Hoang trên lưng tối cao trên ngọn núi kia, hai tay chống nạnh, chính theo gió vượt sóng, khoe khoang lẳng lơ. Đến mức Miêu Miêu, nó chính vùi ở Khương Phi Linh trong ngực, vặn eo bẻ cổ, ngủ ngon ngọt. Ba tên này chuyện gì xảy ra a? Khương Phi Linh dở khóc dở cười nói. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, không có hù sợ bọn họ, hiện tại lại tới truy sát thập thế luân hồi tồn tại, bọn họ còn là một bộ không buồn không lo bộ dáng. Hoặc là lớn gan, hoặc là não tử có vấn đề. Lý Thiên Mệnh một câu nói ra chân tướng. Có điều, bọn họ tốt sung sướng nha. Khương Phi Linh hâm mộ nói. Lý Thiên Mệnh ngồi tại Lam Hoang cái kia màu nâu đầu rồng phía trên. Nhìn về phía trước màu đen mênh mông đại hải, thiên địa sự bao la, để lòng hắn chiều bành trướng. Nhân sinh thì đồ một tiêu sái, hôm nay nắm trong tay đến chết, cho dù hồng trần vạn trượng, cũng muốn cùng giai lão. Lý Thiên Mệnh thâm tình nói. Nôn, Khương Phi Linh làm bộ muốn nôn. Ngươi còn dám nôn, ngươi trẻ tuổi, không nên quá phách lối, hiện tại cái này bên trong thiên địa, chỉ có hai người chúng ta, một khi ta khống chế không nổi chính mình, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Siêu. Trước mắt lóe lên. Huỳnh Hỏa bay tới, Miêu Miêu thức tỉnh, song song đứng tại bên cạnh, làm xong thưởng thức chuẩn bị. Bọn họ còn kém uống hết ít rượu, đập điểm hạt dưa. Chỉnh đi, Huỳnh Hỏa thúc giục nói. Cái này không biết xấu hổ gà mèo a. Lý Thiên Mệnh đem cộng sinh không gian bên trong, cái kia cái thứ tư tiểu thải trứng đem ra. Trong lúc nhất thời, hương khí bốn phía. Khương Phi Linh rất ưa thích cái này một khỏa tiểu thải trứng, đến mức Miêu Miêu đều thất sủng. Nàng thân thủ sờ lấy cái kia tiểu thải trứng, hỏi, ca ca, nó đến cùng là cái gì thuộc tính A? Không biết, cổ chi thần quốc không có nó đản sinh điều kiện, ta dự định đi Thái Cổ Thần Vực thử một chút. Chỗ đó nếu là đại lục trung tâm, nói không chừng sẽ có nó đản sinh cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói, cảm giác cùng bọn họ ba cái khác biệt, hẳn là một cái tiểu cô nương đâu. Linh Nhi thật hy vọng nó nhanh điểm xuất hiện, không phải vậy cái này ba cái cản quấy quỷ, đều muốn lật trời. Khương Phi Linh bưng lấy cái kia tiểu thải trứng nói, tiểu thải trứng rất hưng phấn, tại trên bàn tay của nàng lăn qua lăn lại. Nếu là có cơ hội, ta chuyên môn đi nghiên cứu nó sinh ra điều kiện. Lý Thiên Mệnh nói, nếu có thể thành công, vậy ngươi có thể muốn trở thành tứ sinh ngự thú sư. Không biết bên trong thiên địa, nhưng có tứ sinh ngự thú sư tồn tại. Cổ chi thần quốc không có, chín đại thần vực cũng không biết. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn hướng về phía trước, tràn đầy hướng tới, nói, bất quá cũng không quan hệ, chúng ta chuyến này, cũng là đi thăm dò, đi chinh phục toàn bộ Viêm Hoàng đại lục. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành toàn bộ đại lục đế hoàng so nghĩa phụ ta cao hơn một cấp. Còn chưa tới, liền bắt đầu thổi lên, tốt như vậy sao? Khương Phi Linh cười tủm tỉm nói. Người đây liền không hiểu được. Thích khoác lác nam hài, vận khí đều sẽ không quá kém. Thập phương đạo cung, tinh tướng phủ đệ. Đêm đã khuya, đình nghỉ mát. Một trương bàn đá, hai tấm ghế đá. Tướng quân, khinh ngữ tỉ tỉ, ngươi lại thua. Dạ Lăng Phong nháy nháy mắt,
hơi nhỏ đắc ý. Ai, Lý Khinh Ngữ chu mỏ một cái, nói, phiền quá à, có thể là bởi vì ta ca cùng Linh Nhi rời đi quan hệ, ta một đêm tâm thần bất an, lúc này mới phát huy thất thường. Không đúng, người dạy dỗ ta về sau, liền không có thắng nổi. Dạ Lăng Phong vô tình vạch trần. Có loại sự tình này, Lý Khinh Ngữ hỏi. Có. Ừm. Không có. Lúc này mới đúng nha, ra ngoài không nên nói lung tung, ta làm sao có thể, một lần cũng không thắng qua đây. Lý Khinh Ngữ hài lòng nói. Tốt, lại đến chứ. Không được, ngắm trăng, Lý Khinh Ngữ nói. Tiếp đó, bọn họ bắt đầu ngắm trăng. Thật nhàm chán nha, Lý Khinh Ngữ nói. Đúng. Ngươi tìm đề tài. Ta sẽ không. Dạ Lăng Phong xấu hổ cúi đầu xuống. Ngươi tiếp đó, chuẩn bị làm cái gì à? Lý Khinh Ngữ hỏi. Tu luyện. Chống không thời gian đâu. Không biết à. Chúng ta còn tiếp tục ngắm trăng à. Được rồi, hôm nay là ngày gì à? Vầng trăng này vừa lớn vừa tròn. Dạ Lăng Phong nói. Như thế mượt mà, 10 năm 16 đi. Không đúng, hôm nay 21, làm sao ánh trăng vẫn là như thế tròn. Lý Khinh Ngữ trừng to mắt, nàng nguyệt hai mắt màu trắng, tại cái này dưới ánh trăng, tản ra ánh sáng mông lung mang. Thật kỳ quái, Dạ Lăng Phong nói, liền hắn đều biết, 15 đã qua vài ngày, ánh trăng không có khả năng hoàn toàn viên mãn. Ừm, kỳ quái, Lý Khinh Ngữ thanh âm bỗng nhiên yếu ớt dây tóc, như là theo cửu u phía trên phiêu đãng mà đến. Khinh Ngữ tỉ tỉ, ngươi thế nào? Dạ Lăng Phong nghiêng đầu lấy nhìn, phát hiện nàng ánh mắt mờ mịt, nhưng toàn thân trên dưới, quang mang bao phủ, da thịt tựa như là ánh trăng một dạng. Không bằng trở lại, tháng 9 cộng sinh, Lý Khinh Ngữ khẽ mở môi đỏ, thì thào nhắc tới. Cái gì? Trở lại này, trăng sáng vô song. Nàng ngửa đầu nhìn lấy trăng sáng, biểu hiện trên mặt đã triệt để lâm vào một loại si mê bên trong. Phát sinh cái gì rồi? Dạ Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ. Trầm giọng hỏi. Liền bên cạnh nằm sấp hồn ma, đều bị kinh động, phanh phanh đánh tới, trừng to mắt nhìn lấy Lý Khinh Ngữ. Bỗng nhiên, không đến thiên chi thánh cảnh Lý Khinh Ngữ, bỗng nhiên nhảy bay lên, hướng về trên trời trăng sáng, thẳng tắp mà lên thăng. Người đi nơi nào, Dạ Lăng Phong ngự không đuổi theo. Lý Khinh Ngữ tốc độ không tính nhanh, hắn có thể một mực cùng ở bên cạnh, hồn ma thấy thế cũng hóa thành một trận gió, quấn quanh ở Dạ Lăng Phong trên thân. Vù vù. Lý Khinh Ngữ vậy mà tại vô hạn tăng lên. Thiên chi thánh cảnh ngự không cực hạn, nhiều lắm là thì chừng 500 mét, Dạ Lăng Phong rất nhanh liền không chịu nổi. Hắn vội vàng tới, giữ chặt Lý Khinh Ngữ cánh tay. Chúng ta trở về. Đang lúc hắn dùng lực thời điểm, Lý Khinh Ngữ trên thân, đột nhiên truyền đến một đạo lực lượng kinh khủng, chấn động đến bàn tay hắn tràn đầy vết máu. Khi đó, Lý Khinh Ngữ cúi đầu xuống, dùng lạnh lùng nguyệt hai mắt màu trắng. Nhìn hắn một cái. Khinh Ngữ tỉ tỉ, Dạ Lăng Phong tâm lý chấn động. Hắn đã có chút không chịu nổi, nhưng là Lý Khinh Ngữ còn tại đi lên, vừa mới đột phá địa chi thánh cảnh nàng, căn bản không có khả năng bay đến vị trí này. Nàng đây là, muốn hướng về ánh trăng mà đi. Dạ Lăng Phong không để ý tới cái gì, hắn đã dùng hết sau cùng khí lực, ngự không leo đến trên người của nàng. Tại thời khắc cuối cùng, hắn ôm lấy nàng một đôi bắp chân. Hắn cô dám lại dùng lực hướng xuống lôi kéo, muốn là lần này bị chấn khai, hắn liền rốt cuộc đuổi không kịp tới. May mắn, hắn không dùng sức, Lý Khinh Ngữ liền không có lại phản ứng đến hắn. Dạ Lăng Phong vẫn không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ biết là, nàng là Lý Thiên Mệnh muội muội, nếu như nàng tao ngộ nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Cứ như vậy, thân ảnh của bọn hắn trên phiến đại địa này, càng ngày càng nhỏ bé. Thẳng đến sau cùng, bọn họ hóa thành hai cái chấm đen, tan vào ánh trăng bên trong. Lúc này thời điểm, cái kia trăng tròn mới khôi phục hình dáng, thiếu một khối nhỏ, không lại viên mãn. Thập phương thánh điện. Trước đại điện, đứng đấy một cái tóc máu nam tử, hắn ngóng nhìn thương thiên, thấy tận mắt tình cảnh này. Rốt cuộc đã đến a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, một đôi trai gái, đi hướng khác biệt tiền đồ. Ta cái này làm cha làm nghĩa phụ, thì cầu ước nguyện đi. Ta, nguyện các ngươi, đều có thể sống sót, đều có thể không oán không hối, quyết chí thể không đổi. 10 ngày sau, Lý Thiên Mệnh dọc theo Viêm Hoàng Đại Lục phương Bắc đường ven biển, một đường hướng Tây vừa đi, Lam Hoàng lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Làm trong mắt bọn họ,
xuất hiện trong truyền thuyết, tử linh rãnh trời, thời điểm, Lam Hoàng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Nó con mắt đảo một vòng, trực tiếp nằm ngửa trên mặt biển, hướng về phía trước trượt mà đi. Ta hỏi ngươi, hiện tại, bơi lội chơi vui sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Qua, không đùa, đời sau lại chơi. Lam Hoàng run rẩy nói. Muốn cái gì đâu, ngươi không có đời sau. Tiếp đó, thì phải xuyên qua tử linh rãnh trời, Lý Thiên Mệnh để chúng nó, hết thảy trở lại cộng sinh không gian đi. Khương Phi Linh bây giờ là hai đại thần thai dung hợp, chính là thật sự thân thể, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang theo nàng, cùng một chỗ tiến tử linh rãnh trời. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh làm một cái quyết định. Cái kia chính là, vì không chậm trễ Khương Phi Linh tu luyện, nếu không phải tình huống đặc biệt, hắn cũng không cần nàng đến phụ linh. Bằng không, mỗi lần còn phải dơ lên một cái tiên thiên thần thai đi, kỳ thật thật phiền toái. Nàng tu luyện vĩnh sinh thế giới kinh, nếu không phải đoạn thời gian trước, một mực theo Lý Thiên Mệnh sinh tử chém giết, để cho nàng chuyên tâm tu hành, hiện tại cần phải đến địa chi thánh cảnh. Khương Phi Linh hiện tại thượng thần chết mà trọng sinh, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, nàng tiến bộ tốc độ rất nhanh. Muốn là Hiên Viên Si bản thân, lấy nàng bản thân cường đại thần hồn, tăng thêm thần thể, đoán chừng rất nhanh đều có thể một lần nữa thành thần. Khương Phi Linh coi như chậm nữa, kỳ thật đều đầy đủ đáng sợ. Nàng loại này chết mà trọng sinh, cùng vĩnh sinh thế giới thành có quan hệ, cùng loại Lý Mộ Dương dựa vào luân hồi kính chuyển thế, còn lại thượng thần, hiển nhiên đều không loại thủ đoạn này. Linh Nhi, ta đến đón lấy lớn nhất tu luyện mục tiêu, cũng là không bị ngươi vượt qua, chỉ cần không bị ngươi vượt qua, ta thì có thành tựu thần khả năng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật sao, xem ra ta để ngươi cái này thần quốc 100.000 năm qua đệ nhất thiên tài, cảm thấy áp lực. Khương Phi Linh nói.